Trong con mắt của không ít người quen biết Tần Lạc, tính cách của hắn là tính cách của một người điên khùng điển hình. Nhận thức chung của mọi người là hắn rất nhiều tiền. Trước tiên chúng ta hãy khoan đề cập tới gia thế của hắn, chỉ riêng việc hắn nâng đỡ làm tăng doanh thu của Khuynh Thành Quốc tế cùng với việc hắn bỏ ra rất nhiều tiền mua tòa nhà Khuê Thành để làm trụ sở của Hiệp hội Trung Y cũng đủ để chứng minh hắn thực sự giàu có. Nhưng bình thường hắn lại rất giản dị, hắn thường mặc trường bào màu xanh hay màu đen, dùng điện thoại di động Lâm Hoán Khê mua cho hắn, không có danh thiếp, không biết lái xe, không tham dự các câu lạc bộ xa xỉ. Khi đi ra ngoài cùng với Lệ Khuynh Thành hắn luôn lấy cớ mình không có tiền lẻ để người khác phải trả tiền taxi. Hắn luôn tỏ ra thấp kém, cơ hồ hắn chỉ là một người tầm thường trong xã hội. Thế nhưng sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ai đó nghĩ hắn là một người như vậy. Hắn bình dị, gần gũi người khác, ôn hòa nhưng hắn lại rất kiêu ngạo, đường hoàng, cư xử với những người mà bản thân mình không thích vô cùng cay nghiệt. Khi nhìn thấy thần thái của Tần Lạc khi đứng trên bàn chủ tọa, mặt nhìn về phía khán giả trong hội trường cùng với vô số người xem trên TV, mấy người Vương Tu Thân hiểu rằng hắn chuẩn bị nổi điên. Hắn là người cực kỳ bình tĩnh nhưng lại là một người hoàn toàn không an phận. Bất kỳ người nào ở bên hắn, hắn cũng có những chuyện dày vò làm người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này chính là thời điểm đó. Tần Lạc tiên sinh, anh cùng với Hứa Nhược lão tiên sinh đã thể hiện một trận đấu manh châm vô cùng đặc sắc. Tôi nghĩ tất cả các khán giả truyền hình của chúng tôi lần đầu tiên được xem một trận đấu châm như vậy. Anh với thành tích 177 châm đã thắng suýt soát Hứa Nhược lão tiên sinh. Anh có muốn nói với các khán giả truyền hình và khán giả ở đây không? Dù người dẫn chương trình không vui vẻ gì nhưng là do xuất phát từ lễ tiết cùng thủ tục nên nàng vẫn phải thổi phồng Tần Lạc. Không còn cách nào khác, nàng không thể vội vã để Tần Lạc nhận phần thưởng của mình sau đó vội vã rời khỏi sân khấu. Ngay cả một câu nói cũng không để người ta nói sao. Theo chương trình đã lên sẵn đương nhiên có phần tuyển thủ chiến thắng sẽ lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Đây chính là sắp xếp của Hứa Nhược. Cho dù là dân chúng Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc hay Hiệp hội Y học cổ truyền Hàn Quốc tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Nhược sẽ chiến thắng, bọn họ không hề lo lắng về kết quả thắng thua của trận đấu này. Sau đó ông ta sẽ lên phát biểu cảm xúc dạt dào của mình trước khi nhận thưởng, xóa bỏ bởi ảnh hưởng xấu của những sự kiện vừa qua. Động viên mọi người dấy lên tình yêu đất nước Hàn Quốc, tình yêu cháy bỏng với Hàn Y. Nhưng kế hoạch bất ngờ thay đổi không ứng phó kịp. Tần Lạc nhận microphone từ tay người dẫn chương trình, hắn cười vẻ xấu hổ trước những ống kính máy ảnh, và quay phim và nói, thật ra tôi muốn rất nhiều nhưng tôi lại sợ mọi người không hiểu những gì tôi nói. Người dẫn chương trình cười xấu hổ nói, Tần Lạc tiên sinh, anh cứ yên tâm, nhân viên của chúng tôi nhất định sẽ dịch lời nói của anh sang tiếng Hàn. Nhất định như vậy chứ? Tần Lạc quay nhìn người dẫn chương trình hỏi. Nhất định như vậy chứ? Tần Lạc quay nhìn người dẫn chương trình hỏi. Đúng vậy. Sẽ không cố tình dịch sai đi chứ? Sẽ không. Sẽ không bỏ bớt từ ngữ chứ? Này Tần Lạc tiên sinh, anh là khách của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của anh, mời anh nói chuyện nhưng anh là thành viên của đoàn đại biểu, đại diện cho vinh dự và sự cao quý của quý quốc vì vậy anh cũng nên thận trọng trong lời nói. Cảm ơn. Tần Lạc gật đầu nói, tôi không muốn nói là tôi rất vinh hạnh được trở thành bạn bè của mọi người bởi vì tôi biết dù tôi có nói như vậy thì mọi người cũng sẽ không để ý hay cười nhạt. Mọi người mong muốn trở thành bạn bè của tôi sao? Hiển nhiên là không muốn. Trong hội trường hơi hỗn loạn, thậm chí có người cười khá vui vẻ. Nếu như tôi đoán không sai, trong số những người ngồi trong cung thể thao này hoặc trước màn hình TV ở nhà có không ít người ghét tôi. Đương nhiên tôi cũng không cần. Tôi không ngần ngại làm cho những người ghét tôi lại càng ghét hơn. Rầm rầm, loáng thoáng vang lên tiếng vỗ tay, có không ít người bị lời nói thẳng thắn của hắn làm cảm động, đương nhiên bọn họ cũng không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Tần Lạc cười gật đầu, hắn đợi khi tiếng vỗ tay ngừng lại rồi bắt đầu nói tiếp, người Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, cái mông quyết định tư duy. Ý tứ của câu nói này là vị trí ngồi gắn liền với suy nghĩ trong tư tưởng. Tôi và Hứa Nhược tiên sinh giống nhau. Cả hai cùng hy vọng giành được vinh quang cho đất nước, cho dân tộc của mình. Chúng tôi cũng hy vọng mình có thể chiếm được sự tán thành và ủng hộ của dân chúng trong đất nước mình, giống như một đứa bé hy vọng được mẹ mình khen ngợi, mẹ của những đứa trẻ khác nghĩ gì nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm tới suy nghĩ của mẹ mình. Cũng chính vì nguyên nhân này mà tôi cùng Hứa Nhược tiên sinh đã thành đối thủ. Tôi đã thắng, tôi rất vui, Tần Lạc nói, bởi vì khi tôi quay về nhà tôi có thể được chứng kiến gương mặt tươi cười của bọn họ. Có thể nghe thấy tiếng hoan hô của bọn họ. Tôi cũng thích những cảnh như vậy.
Đó cũng là động lực lớn nhất để tôi cúc cung tận lực phát triển y học cổ truyền Trung Quốc. Tôi thích ca ngợi, tôi thích người khác quan tâm ca ngợi mình. Tần Lạc nhìn những người Trung Quốc ít hỏi trên hội trường nói, mặc dù trong hội trường này có rất ít người nguyện ý vỗ tay vì tôi, tiếng vỗ tay rất thưa thớt nhưng ở Trung Quốc đang có 1.3 tỷ người dân đang chờ đợi tôi. Chờ đợi vinh quang mà tôi mang về cho bọn họ, Tần Lạc cao giọng nói. Rầm rầm. Lúc này đây tiếng vỗ tay cũng không lẻ tẻ nữa nhưng cũng không nhiều. Không chỉ có số ít dân chúng Trung Quốc, thành viên đoàn đại biểu Trung Y, nhân viên đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc mà còn không ít khách du lịch nước ngoài cùng cả với một số người Hàn Quốc cũng vỗ tay cổ vũ Tần Lạc. Hắn rất thẳng thắn, ăn nói ngay thẳng. Hắn đã chiến thắng y thánh của người Hàn Quốc nên đã làm người Hàn Quốc nghĩ rằng hắn cực kỳ đáng hận. Nhưng hắn yêu nước cũng giống như bọn họ yêu mến y thánh của mình, bọn họ đều chỉ nghĩ tới mang lại vinh dự cho đất nước của mình vì vậy hắn cũng đáng kính. Người như hắn nhất định nhận được nhiều tiếng vỗ tay. Mặc dù Hứa Nhược bị Tần Lạc đánh bại mà đã đi xuống ngồi ở ghế đại biểu, Hứa Nhược cũng vỗ tay cổ vũ Tần Lạc. Cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người cổ vũ tôi. Tần Lạc cười nói sau đó hắn đưa microphone cho người dẫn chương trình, ý muốn nói bài phát biểu của mình đã chấm dứt. Ha ha, người dẫn chương trình xấu hổ cười nói, đây đúng là một cảm giác rất khác. Dù làm cho người khác có cảm giác thú vị nhưng đây chính là cảm xúc của chính Tần Lạc tiên sinh. Bây giờ tôi có một đề nghị, tôi hy vọng tất cả các bạn có mặt ở đây và cả những khán giả đang ngồi trước màn hình TV có thể đứng lên cổ vũ cho Hứa Nhược lão tiên sinh. Ông cũng rất khao khát tiếng vỗ tay của chúng ta, ông cũng hy vọng được chúng ta ca ngợi. Dù ông đã thua trong trận đấu này nhưng không phải ông cần sự tin tưởng hơn của chúng ta hay sao? Ầm ầm. Hơn một nửa người xem trên hội trường đồng loạt đứng dậy. Rất nhiều người dân Hàn Quốc đang ngồi xem TV đứng bật dậy từ ghế salon hay ghế gỗ. Xin mời mọi người dùng tiếng vỗ tay của mình kính chào Hứa Nhược lão tiên sinh. Người dẫn chương trình cực kỳ kích động nói. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang động như sấm, vang vọng khắp nhà thi đấu. Hứa Nhược rơm rớm nước mắt, một giọt nước mắt lớn từ từ lăn xuống gò má của ông ta. Lúc trước ông ta bị Tần Lạc đánh bại, ông ta cũng không khóc. Thậm chí sắc mặt không có biểu hiện gì nhưng giờ khắc này mặt ông ta đẫm lệ. Ông ta không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên sau đó ông ta cúi rạp người chào những người ở phía trước. Tần Lạc đứng trên đài mỉm cười. Như vậy đây mới là thái độ đúng mức của dân chúng, có như vậy thì y học cổ truyền mới có thể chính thức phát triển. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi của Tô Sán, đang đứng dưới đài vang lên. Anh ta nhìn qua số điện thoại trên màn hình. Rồi vội vàng đi ra một chỗ khuất nghe điện. Ngay khi Tô Sán nghe điện thoại xong, sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta nói mấy câu với người gọi điện rồi vội vàng ngắt cuộc gọi. Tô Sán nhìn Tần Lạc đang đứng giữa sân khấu, hắn chần chừ một lát rồi quả quyết tiến tới chỗ Tần Lạc. Tần Lạc nhìn thấy Tô Sán đang bước tới dù hắn không biết Tô Sán tìm hắn có chuyện gì nhưng chỉ dựa vào sắc mặt của Tô Sán, Tần Lạc cũng hiểu nhất định đã xảy ra chuyện xấu. Nói gì thì nói trong những tình huống như này nếu không có chuyện gì khẩn cấp Tô Sán sẽ không lên trên tìm hắn. Tần Lạc lùi lại mấy bước, tránh khỏi ống kính máy quay, hắn nhìn Tô Sán hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người của quỷ y phái một lần nữa bị người ta tập kích. Lần này sự việc xảy ra rất đột ngột nên có 3 người bị thương. Các thành viên của Bồ Tát Môn cũng bị quấy rầy. Trước của phòng khách sạn của các cô ấy bị ném rác cùng các vật ô uế. Vẻ tươi cười trên gương mặt Tần Lạc vụt tắt, hắn lo lắng hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Nhân viên đại sứ quán đã kịp thời tới đó, những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Trước cửa phòng của các thành viên Bồ Tát Môn đã được cảnh sát bảo vệ, tạm thời không còn diễn ra sự khiêu khích nữa. Tô Sán tức giận nói, những người Hàn Quốc này thật quá đáng, chẳng lẽ bọn họ không muốn ngừng việc khiêu khích lòng tự ái của chúng ta sao? Thực sự là rất ngu xuẩn, Tần Lạc cười nói. Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tô Sán hỏi. Bây giờ phải làm gì ư? Anh hãy gọi điện thoại tới đại sứ quán, anh hãy trực tiếp nói chuyện với Lý Nguyên Chiêu. Anh hãy nói rằng, tôi nói nếu như các thành viên của chúng ta vẫn còn người bị thương nữa, tôi sẽ rút lại câu nói trước kia. Được, đội trưởng, tôi sẽ gọi. Tô Sán trả lời sau đó hắn bước nhanh ra ngoài cửa. Bây giờ tới lượt tôi sẽ làm việc mình cần phải làm. Tần Lạc cười nhạt thầm nghĩ. Các người đã sợ hãi khiêu chiến, không thích khiêu chiến nữa vậy rốt cuộc ai đang khiêu chiến chúng ta đây? Xem ra ngọn lửa này vẫn chưa cháy đủ hồng, vẫn chưa đốt cháy tan thành cho bụi lòng tự tôn của các người.
Tần Lạc đi tới bên cạnh người dẫn chương trình và nói với nàng, lúc trước tôi còn bỏ sót một câu, bây giờ tôi có thể bổ sung không? Người dẫn chương trình liếc nhìn Tần Lạc rồi nói, đương nhiên. Tần Lạc gật đầu với nàng, sau đó hắn nhận microphone từ tay nàng, ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn các khán giả bên dưới, sau đó hắn nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Vừa rồi tôi nhận được một thông tin xấu. Đây là nỗi bất hạnh của chúng tôi nhưng cũng là nỗi bất hạnh của các bạn. Giọng nói của Tần Lạc vẫn ôn hòa, không ai nhận thấy giọng nói của hắn mang theo giông bão. Tôi, Tần Lạc, ở ngay chỗ này một lần nữa khiêu chiến với Hàn Y. Chương 418, bị đánh. Người dẫn chương trình như trong mộng. Khán giả trong hội trường như mộng. Khán giả truyền hình cũng như trong giấc mộng. Trước kia nói rằng thời tiết tháng năm giống như gương mặt cô gái. Lúc này đây gương mặt của Tần Lạc tiên sinh tại sao lại có thể thay đổi bất thường như vậy? Lúc trước còn đang nói cười vui vẻ, gương mặt hiền lành, nụ cười tủm tỉm, chỉ trong nháy mắt hắn lại trở mặt khiêu chiến người khác. Còn có người ức hiếp người như vậy sao? Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc đứng ra khiêu chiến giới y học cổ truyền Hàn Quốc. Khi hắn đứng ra bức bách Hứa Nhược tiếp nhận lời khiên chiến của hắn, hắn đã từng gây ra sự uy hiếp như này bởi vì Hứa Nhược lão tiên sinh đứng ra chấp nhận lời khiêu chiến của hắn nên kế hoạch điên cuồng của hắn mới không có đất diễn. Bây giờ hắn lại dở lại chiêu cũ, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng giới Hàn Y không có sức mạnh phản kháng, để mặc hắn một lần nữa cưỡng gian hay sao? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Có người lớn tiếng chửi bậy, tất cả những đại biểu đoàn Hàn Y đều rầm rầm đứng dậy. Muốn xông lên đài luận bàn cũng với Tần Lạc, thậm chí còn có người ném lên trên đài chai nước lọc. Người dẫn chương trình không còn vẻ cẩn thận cùng giữ lễ nghi nữa, nàng tức giận nói, Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi không e ngại bất kỳ kẻ khiêu chiến nào. Có một việc tôi không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà tiên sinh lại đưa ra lời khiêu chiến như vậy? Tôi biết mọi người nhất định không muốn hiểu, Tần Lạc cười nhạt nói. Chúng tôi không sợ khiêu chiến. Bất kỳ ai khiêu chiến chúng tôi cũng không sợ, Hứa Đông Lâm đứng dậy nói. Thế nhưng chúng tôi không muốn bị người bêu xấu. Tần Lạc tiên sinh, nơi này là Hàn Quốc, bây giờ anh sẽ đối mặt với toàn thể dân chúng Hàn Quốc đầy lòng khoan dung, nhân từ. Ngay bây giờ trước mặt mọi người anh hãy nói ra những nỗi oan ức các anh đã gặp phải. Tần Lạc nhìn Hứa Đông Lâm nói, người của tôi vừa nói cho tôi biết xế chiều ngày hôm nay những thành viên trong đoàn chúng tôi đang ở bên ngoài tiến hành luận bàn y học có tính chất hữu nghị lại bị một nhóm côn đồ tấn công. Những người tấn công lần này vẫn giống như lần trước, tuổi tác tương tự, cũng đầu quấn quốc kỳ Hàn Quốc. Điều càng làm chúng tôi không thể nhẫn nhịn được chính là ở cửa phòng khách sạn của những thành viên nữ trong đoàn chúng tôi dán đầy áp phích dâm tà, tục tĩu cùng với những vật uế tạp. Tôi tưởng rằng chỉ cần một lần giáo huấn là đủ. Không ngờ lại có người mắc thêm sai lầm nữa. Thật sự các người sợ hãi lời khiêu chiến vậy sao? Nếu như là như vậy thì đừng nói rằng cái gì đó là phát triển y học cổ truyền Hàn Quốc. Nào là, thiên hạ đệ nhất y học chính thống. Nhưng các người lại đóng cửa lại hô khẩu hiệu thì vậy có được không? Đã xảy ra chuyện như vậy sao? Tất cả mọi người ngây người ra. Sự kiện những thanh niên quá khích tập kích đoàn đại biểu y học Trung Quốc đã làm Hàn Quốc trở thành một cái đích cho mọi người chỉ trích. Nỗi sỉ nhục này làm dân chúng Hàn Quốc khó có thể ngẩng cao đầu. Không ngờ sự việc lần trước vừa mới sóng yên, biển lặng thì lại xảy ra chuyện náo loạn này nữa. Rốt cuộc những người đó trong đầu có óc hay không? Hứa Nhược đứng lên nhìn Tần Lạc nói, sự tình lần trước vẫn chưa tra xét ra chân tướng. Tất cả các lời đồn đại chỉ là giả dối. Xin Tần Lạc tiên sinh hãy chờ một chút, chờ đợi một kết quả thực sự của sự việc. Nếu như thật sự là do những thanh niên cuồng nhiệt của chúng tôi làm, chính phủ Hàn Quốc nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho các anh. Nếu sự việc lần này cũng vậy, chúng tôi nguyện ý bày tỏ sự xin lỗi chân thành của chúng tôi tới tiên sinh và bạn bè của tiên sinh. Tôi nguyện ý chấp nhận lời xin lỗi của mọi người nhưng tôi không muốn chứng kiến hành động khiêu khích lặp đi lặp lại này. Đây là sự thiếu tôn trọng và cực đoan, coi thường người khác. Bây giờ đoàn đại biểu chúng tôi có mấy thành viên nằm viện. Lần này máu đã đổ, chỉ xin lỗi là có thể giải quyết sự việc sao? Đây là một cuộc thi đấu chính thức, chúng ta không thể làm hỏng tiến trình, Hứa Nhược nói. Ông ta vừa nói vừa nháy mắt cho Hứa Đông Lâm, ra hiệu cho anh ta hãy ra ngoài tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Từ lúc xế chiều ngày hôm nay bọn họ chỉ ở bên trong cung thể thao, lại không mang theo điện thoại di động nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hứa Đông Lâm hiểu ý, anh ta bước nhanh ra ngoài cửa. Tôi chính thức khiêu chiến với các người một lần nữa, Tần Lạc nói.
Vì để phản đối việc đoàn đại biểu Trung Quốc lại bị người Hàn Quốc tập kích, chúng tôi quyết định đình chỉ các trận đấu còn lại. Sự kiện bỏ thi đấu là một sự lăng nhục rất lớn với nước chủ nhà. Nếu như mọi chuyện thực sự căng thẳng tới mức độ này, chính phủ Hàn Quốc nhất định sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó xử. Một con chó sói uy hiếp, bạn cần làm gì để xua đuổi nó? Quẳng cho nó một miếng thịt ư? Nếu như bạn đã cho nó nếm trải sự ngọt ngào, hơn nữa nó đoạt được miếng thịt này dễ dàng thì nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Chỉ có thể giơ gậy lên cố sức đánh đập nó tới tàn phế thì nó mới không dám mơ ước nữa. Đáng tiếc bây giờ có rất nhiều người lựa chọn phương pháp thứ nhất. Bức cung. Lại một lần nữa bức cung. Lần này Tần Lạc chuẩn bị làm cho bọn họ tổn thương nặng nề, cố gắng đoạt lấy danh dự của họ, hung hăng dẫm đạp nó nát vụn dưới chân mình, làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ sợ hãi và thù hận mình. Chỉ có làm như vậy mới làm cho bọn họ suy nghĩ cẩn thận về những việc làm lỗ mãng của mình trước đây, mới có thể làm bọn họ lo lắng về hậu quả mà bọn họ phải gánh chịu. Nghi không phục sao? Ta sẽ làm cho các người khuất phục. Nghe thấy Tần Lạc uy hiếp muốn bỏ thi đấu, những người tổ chức ở đây lập tức rất sốt ruột. Thứ trưởng Shin Chan-min của Bộ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe vội vàng bảo thư ký của mình hãy lập tức ngừng truyền hình trực tiếp sự kiện ở cung thể thao, thay vào đó là phần quảng cáo mỹ phẩm rồi ông ta bước nhanh lên sân khấu. Tần Lạc tiên sinh, tôi đề nghị anh hãy suy nghĩ một cách cẩn thận. Cuộc thi đấu y học cổ truyền này là do chính phủ hai nước đồng tổ chức để luận bàn y học, bổ khuyết những khiếm khuyết, bỏ thi đấu là một chuyện làm tổn thương nghiêm trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Tần Lạc cắt ngang lời nói của Thứ trưởng Shin, thật sự xin lỗi Thứ trưởng, tôi không hiểu tiếng Hàn. Vốn Shin Chan-min cuống cả lên, ông ta không nhớ Tần Lạc không biết tiếng Hàn, ông ta đã vội vàng nói mấy câu với hắn. Người dẫn chương trình ở bên cạnh vội vàng đảm nhận vai trò của người phiên dịch. Cô ta dịch lại toàn bộ lời của Shin Chan-min cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong cười nói, Thứ trưởng Shin, tôi biết việc bãi bỏ thi đấu sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tình hữu nghị giữa hai nước thế nhưng tôi cảm thấy việc thành viên phái đoàn chúng tôi tới Hàn Quốc tham gia thi đấu bị đánh gây thương tích nhập viện càng làm tổn thương tình hữu nghị giữa hai nước. Chúng tôi vẫn đang điều tra, chắc chắn sẽ mang lại sự công bằng cho các anh, chỉ cần chúng tôi bắt được hung thủ, nhất định sẽ nghiêm trị, không tha. Thật vậy sao? Cầm phải nghiêm trị không tha, hình như mấy thanh niên quá khích đánh người lần trước đã được phóng thích thì phải. Bọn họ đã bị thương, bỏ tù cũng không hay lắm. Xin Thứ trưởng, ông là Thứ trưởng của bọn chúng nên ông đương nhiên phải bào chữa cho đồng bào của ông. Tôi là đội trưởng của đoàn đại biểu Trung Quốc, tôi đương nhiên cũng nói vì bọn họ. Shin Chan-min tức giận nói, trận đấu này do phía chính phủ Trung Quốc quyết định. Anh chỉ là trưởng đoàn đại biểu, tại sao anh lại có một quyết định khó hiểu như vậy? Tôi sẽ liên lạc trực tiếp với lãnh đạo của anh, ông ấy nhất định sẽ không đồng ý với anh. Shin Chan-min không muốn đôi co cùng loại người tiểu nhân như Tần Lạc. Ông ta cảm thấy người này đã kiêu ngạo thành bệnh, cần thuốc chữa. Ông ta đã gặp qua rất nhiều người Trung Quốc nhưng ông ta chưa từng gặp ai nói chuyện khó nghe như vậy. Ông ta biết rằng trong quan trường Trung Quốc, cấp trên có thực lực lãnh đạo cùng khống chế đối với cấp dưới. Ông ta bảo người tìm một căn phòng yên tĩnh rồi lập tức bảo thư ký của mình gọi điện thoại cho Thái Công Dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc. Thư ký Hậu, chào anh. Tôi là Ly, thư ký của Shin Chan-min, Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Gia đình. Thứ trưởng Shin Chan-min có việc khẩn cấp muốn thông báo với Thứ trưởng Thái, người thư ký nói bằng tiếng Trung Quốc. Chào anh, thư ký Ly, xin hỏi là có chuyện gì? Hậu vệ Đông biết người gọi điện thoại cho mình là một trong những người phụ trách những công việc hợp tác giữa hai nước của bên Hàn Quốc. Là thế này, một số thành viên trong đoàn đại biểu của quý quốc bị một số kẻ khả nghi tấn công, chuyện này vẫn chưa điều tra ra chân tướng. Tần Lạc tiên sinh, trưởng đoàn của phái đoàn Trung Quốc đã lợi dụng tình huống này uy hiếp chúng tôi, đòi bỏ thi đấu. Thứ trưởng Shin Chan-min không thể chấp nhận sự việc này nên mới mời Thứ trưởng Thái Công Dân cùng nhau thương lượng. Vì tình hữu nghị giữa hai đất nước, hy vọng cuộc thi đấu này có thể được tiến hành một cách công bằng, chính trực, công khai. Hậu vệ Đông không ngờ lại xuất hiện tình cảnh khó giải quyết đến như vậy, sau khi trầm ngâm một lát anh ta liền nói, được, tôi biết rồi. Bây giờ tôi tới báo cáo với Thứ trưởng Thái. Trong vòng 10 phút nữa tôi sẽ có câu trả lời thuyết phục cho các vị. Được, chúng tôi sẽ đợi Ly thư ký nói. Bọn họ nói thế nào? Shin Chan-min hỏi. Hậu thư ký nói sẽ báo cáo với lãnh đạo. Trong vòng 10 phút nữa sẽ có kết quả, thư ký Ly cung kính nói. Hừ, ta hiểu rõ tác phong của bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, Shin Chan-min nói.
Đúng vậy, thứ trưởng Ly thư ký nói lấy lòng. Mới trôi qua 5 phút, chuông điện thoại di động đã vang lên. Xin chào hậu thư ký. Xin hỏi quyết định của thứ trưởng Thái thế nào? Thư ký Ly vội hỏi. Thư ký Ly, chào anh. Thái thứ trưởng nói, ngay khi đoàn đại biểu lên đường tới Hàn Quốc, Thái thứ trưởng đã giao cho Tần Lạc toàn quyền phụ trách đoàn và các công việc của cuộc thi. Cái gì? Xin Chan Min không tin vào tai mình, ông ta hỏi lại, anh ta đã nói như vậy. Đúng vậy, thứ trưởng. Sao lại có thể như vậy? Xin Chan Min phẫn nộ nói, chẳng lẽ cái gã Tần Lạc đó có lai lịch rất lớn? Thứ trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Hãy bảo Park Sung Soo tới tìm ta. Ta muốn giao cho anh ta toàn quyền phụ trách việc này. Dạ, thứ trưởng. Tần Lạc nhìn đám người bên dưới không ngừng la hét, nhục mạ mình nhưng vẫn chưa có thầy thuốc nào lên trên tiếp nhận lời khiêu chiến của hắn. Hắn cười nói, nếu đây là một cuộc thi hùng biện thì tôi đã sớm bị các người đánh bại vô số lần. Những lời này vô cùng độc địa, châm chọc trắng trợn vào những người đang chửi mắng là bọn họ không hiểu gì về y thuật. Thực sự đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Ta muốn đấu với tiên sinh. Tiên sinh muốn so cái gì? Ông muốn so cái gì thì chúng ta so cái đó. Các vị đồng nghiệp, các vị hãy lên trước đi. Tôi đi vệ sinh rồi sẽ lên sau. Tôi tới đây. Một người đàn ông nói. Ngay khi ông ta vừa lên tiếng, toàn bộ hội trường vô cùng tĩnh lặng. Chương 419, Hạ Knock Out. Người đứng ra chính là Hứa Nhược. Cũng chỉ có thể là Hứa Nhược. Cũng chỉ Hứa Nhược mới có khả năng đó, cũng chỉ có ông ta mới có sự quyết đoán như vậy. Hứa Nhược lại rời khỏi chỗ ngồi của mình, ông ta đi tới giữa sân khấu, đứng cạnh người dẫn chương trình và nói với Tần Lạc, nếu tiên sinh đã khiêu chiến, ta sẽ ứng chiến. Chúng ta có thể thua nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nhận thua. Lần trước ta chỉ dùng thân phận là hậu nhân của y thánh để đấu với tiên sinh. Bây giờ tôi dùng thân phận của một người hành nghề y bình thường ứng chiến với tiên sinh. Tần Lạc, muốn đấu về cái gì? Một bên không muốn nhận thua, một bên nhất định là người ta khuất phục. Quả thật rất khó để hóa giải mâu thuẫn giữa hai người. Trận đầu, Tần Lạc và Hứa Nhược đấu manh châm, kết quả Hứa Nhược bị thua thế nhưng manh châm chỉ châm cứu trên tượng đồng nhân, không phải thân thể người thật, chỉ so với nhau về việc nhận biết vị trí huy ê đạo chính xác, tốc độ ra châm nhanh hay chậm, không phải là châm cứu chữa bệnh cứu người. Nếu nói một cách đúng mực thì trận đấu đó vượt qua phạm vi của nội dung cuộc thi đấu. Bây giờ một lần nữa Hứa Nhược đứng ra chính là ông ta muốn luận bàn y thuật với Tần Lạc. Y thuật chính thức. Thế nhưng lúc này nhuệ khí của ông ta đã giảm bớt, lực công kích không đủ mạnh. Khí thế nói chuyện so với trước cũng đã giảm đi mấy phần, chỉ có thể phòng thủ. Hứa Nhược tiên sinh, ông là một đối thủ rất đáng tôn trọng để bày tỏ sự tôn trọng của tôi với ông. Tôi nhất định sẽ đánh bại ông một lần nữa. Tần Lạc cười nói, nội dung của trận đấu vẫn do ông lựa chọn. Không, lần này do Tần Lạc tiên sinh chọn. Lần trước ta đã chọn, cũng đã thua. Hứa Nhược thản nhiên nói. Trận đấu manh châm trên tượng đồng nhân châm cứu lúc trước là do chính ông ta lựa chọn, Tần Lạc đã đồng ý. Bây giờ ông ta để quyền chủ động lựa chọn lại cho Tần Lạc. Chỉ giữ nguyên điểm này thì Hứa Nhược quả thật là một đối thủ rất đáng tôn trọng. Tôi đã thấy trình độ châm cứu của Hứa lão rất thâm hậu. Thế này đi, trận đấu này chúng ta sẽ đấu châm cứu. Tần Lạc cười nói. Ta đồng ý. Hứa Nhược gật đầu. Trận đấu lần này của nhị vị lại đấu châm sao? Cuối cùng người dẫn chương trình cũng bật microphone nhìn hai người Tần Lạc, Hứa Nhược hỏi. Trước đây chúng ta thi đấu châm cứu vẫn thường theo trình tự thi đấu có liên quan. Hai vị tự lựa chọn đề bài hay là sử dụng đề bài của ban tổ chức cuộc thi quy định? Hứa Nhược không trả lời, ánh mắt ông ta liếc nhìn Tần Lạc, ý muốn bảo việc này do Tần Lạc quyết định. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta hãy dùng đề bài của ban tổ chức quy định nhưng như vậy có cần thay đổi một số quy định không? Ta đồng ý. Hứa Nhược trả lời. Nếu như vậy tôi sẽ ra một đề bài. Người dẫn chương trình nói. Nàng đi tới chỗ các thành viên ban tổ chức thương lượng một lát sau đó nàng quay lại với một mảnh giấy nhỏ trên tay. Vốn buổi chiều hôm nay chỉ sắp đặt lịch thi đấu một trận của Tần Lạc tiên sinh và Hứa lão tiên sinh, trận đấu phát sinh này phải chuyển sang ngày mai nhưng vì nhị vị muốn. Hiện tại nhị vị muốn tổ chức trận đấu sớm, ban tổ chức chúng tôi không chuẩn bị đủ đề bài châm cứu. Hai bên tham gia châm cứu hãy lựa chọn một người bệnh rồi tiến hành châm cứu. Ai châm có hiệu quả tốt hơn, người đó thắng, nhưng người bệnh chúng tôi chuẩn bị không thể có mặt ngay bây giờ nên nhị vị có thể tùy cơ chọn một người ở đây rồi tiến hành châm cứu, nhị vị thấy thế nào? Không sao. Hứa Nhược và Tần Lạc đồng thanh trả lời.
Đã như vậy thì người dẫn chương trình đưa mắt nhìn xuống khán giả bên dưới cười nói, các quý vị khán giả bên dưới. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của quý vị. Nếu vị nào có vấn đề về sức khỏe có thể lên trên này để hai vị cao thủ y thuật của chúng tôi là Tần Lạc tiên sinh và Hứa Nhược tiên sinh tự mình điều trị. Nếu có quý vị nào có bệnh trong người, xin hãy đứng lên ra hiệu cho chúng tôi. Rầm rầm. Khán giả trong phòng lập tức đứng lên một lúc mấy trăm người, sau đó vẫn còn người liên tục đứng lên. Trong xã hội hiện đại này có bao nhiêu người là có thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Ít nhiều ai đó cũng một loại bệnh nào đó trong người. Hơn nữa sau khi mọi người được chứng kiến trận đấu vừa qua của hai cao thủ đó, liệu có ai không muốn chạy lên trên sân khấu để hai vị đó châm cứu, trị bệnh cho mình không? Điều này giống như người dẫn chương trình đã nói, là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngay cả những du khách nước ngoài đang nhìn phụ đề tiếng Anh trên màn hình do người phiên dịch truyền tải lên cũng tích cực đứng dậy. Người dẫn chương trình không ngờ lại có nhiều người đứng lên, nguyện ý để hai người Tần Lạc, Hứa Nhược dùng bản thân bọn họ như những con chuột trắng thì không ngừng xúc động. Bây giờ nghề nghiệp được yêu thích nhất chính là thầy thuốc, nàng nói với các khán giả, quý vị khán giả đã rất nhiệt tình. Nếu như phải điều trị toàn bộ thì Hứa Nhược tiên sinh và Tần Lạc tiên sinh sẽ mệt chết đi được, vì vậy chúng tôi chỉ có thể lựa chọn hai vị khán giả. Nhị vị, tiêu chuẩn để nhị vị lựa chọn đối tượng trị bệnh như thế nào? Người dẫn chương trình quay người, đẩy vấn đề khó giải quyết này cho hai người thầy thuốc. Lựa chọn theo số Tần Lạc nói, tôi và Hứa lão tiên sinh đều tự chọn lấy một số ghế ngồi. Nếu như chọn phải ghế của người khỏe mạnh, không cần chữa bệnh thì có thể chọn một lần nữa để lựa chọn được người bệnh. Ta tán thành phương pháp này, Hứa Nhược nói. Làm như vậy thì không ai biết người bệnh của mình lựa chọn, hoàn toàn có thể loại trừ sự dối trá. Được người dẫn chương trình một lần nữa nói lại quy tắc này, quý vị khán giả, xin các vị hãy chú ý số ghế của mình. Nếu như gọi tên đúng vào số ghế của quý vị, xin mời người đó hãy đứng dậy thông báo cho chúng tôi biết. Khán giả trong hội trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Số 13, hàng thứ nhất, Hứa Nhược hô to. Một người đàn ông mập mạp đứng lên, vẻ mặt vui mừng, ông ta ra hiệu cho mọi người rồi ông ta nhìn màn hình gửi một cái hôn gió, rõ ràng đây là một người đàn ông trung niên rất hoạt bát. Số 13, dãy thứ nhất, xin mời vị tiên sinh này hãy lên trên sân khấu, người dẫn chương trình hô to. Người đàn ông trung niên mập mạp vẫy tay với khán giả xung quanh rồi ông ta chạy tới sân khấu. Số 9, dãy 1, Tần Lạc hô to. Ồ, số 9 dãy 1 là một cô gái xinh đẹp tóc vàng. Tần Lạc tiên sinh, khiếu thẩm mỹ của tiên sinh thực sự làm người khác phải thán phục. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều lần. Một cô gái tóc vàng thân hình nóng bỏng đứng lên từ ghế số 9, hàng thứ nhất. Sau khi nàng nhìn thấy trên màn hình hiện lên số ghế của mình thì nàng hét to, ôm hôn bạn bè của mình ngồi xung quanh rồi không đợi người dẫn chương trình chỉ dẫn, nàng đã chạy tới sân khấu ở dã nhà. Nàng ôm Tần Lạc vào lòng và hôn lên má hắn. Nước Mỹ thật sự là một nơi rất tốt, Tần Lạc thầm nghĩ. Coi như là hai người không quen biết nhau, lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể ôm hôn nhau, bạn có thể hôn má vợ của tôi cũng có thể hôn tay vợ của bạn. Tần Lạc thầm nghĩ liệu mình có nên tới nước Mỹ sớm hơn không? Vị tiên sinh này danh tính là gì? Người dẫn chương trình hỏi người đàn ông trung niên. Song Trao, người đàn ông trung niên trả lời. Ồ, ông là người Hàn Quốc ư? Đúng vậy, người Hàn Quốc, tốt, rất vui sướng khi được Hứa Nhược lão tiên sinh chữa bệnh cho mình. Hứa Nhược lão tiên sinh, ngài là thần tượng của tôi, tất cả người Hàn Quốc đều cảm thấy kiêu ngạo vì ngài. Song Trao cuồng nhiệt nhìn Hứa Nhược, vẻ mặt kích động nói với Hứa Nhược. Cảm ơn các vị đã ủng hộ, Hứa Nhược gật đầu nói với Song Trao. Song Trao tiên sinh, trên người tiên sinh có bệnh gì vậy? Cô cùng thấy rồi đó, tôi rất béo, một người béo. Khi tôi ngồi trước computer quá lâu luôn xảy ra một vấn đề, thiếu vận động. Tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói tôi phải giảm 30 cân thì mới có thể tiến hành phẫu thuật. Nói cách khác tôi có thể bị bại liệt. Tôi hy vọng bệnh của tôi sẽ không làm khó Hứa Nhược tiên sinh. Hứa Nhược lắc đầu nói, ta sẽ cố hết sức mình. Tốt lắm, còn cô gái xinh đẹp này tên là gì? Người dẫn chương trình hỏi cô gái tóc vàng. Tôi là Ruth, tôi đến từ nước Mỹ, cô gái nhìn Tần Lạc mỉm cười. Tôi thích anh ấy, tôi không ngờ anh ấy lại chọn đúng tôi. Ôi, Chúa ơi! Tôi nghĩ điều này giống như mũi tên thần kỳ của Cupid. Tôi rơi vào bể tình ái mất rồi. Vậy xin hỏi cô tới đây tìm kiếm tình yêu hay là mời thầy thuốc chữa bệnh cho cô? Cả hai rút cười nói, thế nhưng tôi biết đây là một trận đấu, vì vậy trước hết tôi muốn mời anh ấy trị bệnh cho tôi.
trên người có bệnh gì? Ruth chỉ vào vòng bụng lộ ra ngoài, phẳng lì, khiêu gợi của mình và nói, tôi bị đau bụng. Mỗi lần tới cái kia, nói như thế nào nhỉ? Kinh nguyệt ư, mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt tôi đều rất đau bụng làm tôi không chịu đựng được. Người dẫn chương trình khó xử nói, như vậy căn bệnh của nhị vị không giống nhau. Việc trị bệnh của Hứa Nhược tiên sinh sẽ phiền phức hơn. Một khi đã như vậy thì sao có thể bình xét kết quả trận đấu đây? Hứa Nhược nhìn người dẫn chương trình nói, chúng tôi sẽ tự mình bình xét. Tốt lắm, người dẫn chương trình gật đầu nói, bây giờ xin mời nhị vị tuyển thủ tiến hành chọn châm theo ý muốn của mình. Hứa Nhược lựa chọn một cây trường châm dài 1 tấc 6 phân, trong khi đó Tần Lạc chọn một lúc 2 cây ngân châm, 1 cây lợi châm và 2 cây hào châm. Sau khi Tần Lạc tiến hành trừ độc 2 cây ngân châm, mỗi tay hắn kẹp 1 cây ngân châm. Bắt đầu, người dẫn chương trình hô to. Hứa Nhược bảo xong trao cởi áo ở nửa trên của thân thể mình, thân thể ông ta nằm sấp chống tay vào một cái ghế sau. Hứa Nhược cầm châm dùng toàn lao thức đâm cây châm vào huyệt đạo bên hông của song trao. Tay trái Tần Lạc cầm cây lợi châm, tay phải hắn cầm cây hào châm. Cây lợi châm ở tay trái khẽ rung rung mà mắt thường rất khó có thể nhận ra, trong khi đó cây hào châm ở tay phải vẫn nhúc nhích nhưng lại phát ra âm thanh ong ong. Ngay sau đó Tần Lạc ngồi xổm, châm 2 cây châm vào 2 bên rốn để lộ của Ruth. Một châm đâm sâu, một châm đâm nông, một châm nhanh, một châm chậm, một châm nhẹ nhàng đâm tới, một châm đâm mạnh vào da thịt. Người hiểu biết nhìn thấy thì hiểu ngay Tần Lạc đã đồng thời biểu diễn một lúc 2 tuyệt kỹ khác nhau. Hơn nữa thì triển đồng thời 2 kỹ thuật phức tạp như hắn thực sự khó khăn hơn bất kỳ loại kỹ thuật biểu diễn nào gấp 100 lần. Điều này cũng giống như quyền pháp vậy. Nếu như đánh một bộ quyền pháp chỉ cần đủ thể lực thì người đó có thể đánh ra liên tiếp 10 bộ quyền pháp, nhưng nếu đồng thời tay trái đánh một bộ quyền pháp, tay phải đánh một bộ quyền khác thì sao? Khi đó thì e rằng ngay cả Hoàng Dung là một phụ nữ thông minh cũng không có cách nào học được kỹ thuật thâm sâu của Chu Bá Thông. Ngay sau khi Hứa Nhược đâm châm vào hông người đàn ông trung niên, ông ta liền chăm chú quan sát động tác của Tần Lạc. Ngay sau khi Hứa Nhược nhìn thấy thủ pháp cầm châm của Tần Lạc, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng, nhưng ngay sau khi ông ta chứng kiến thủ pháp đâm châm theo 2 phương pháp khác biệt nhau hoàn toàn, cầm, nhập, chuyển, sắc mặt ông ta tái mét. Hạ knock out. Anh ta đã cố ý dùng châm pháp cao minh cùng với thực lực kinh khủng của mình để một đòn hạ gục. Đôi môi Hứa Nhược run run, ông ta thở dài nói, ta lại thua rồi. Chọn kim. Việc dùng kim châm đã được mô tả rất kỹ trong Thiên, Cửu Châm Thập Nhị Nguyên, khu 1 và Thiên, Quan Châm, khu 7. Khi nói về tác dụng và hậu quả của việc chọn dùng kim, Thiên Quan Châm đã ghi, bệnh ở cạn mà châm vào sâu thì bên trong sẽ làm tổn thương đến phần cơ nhục đang lành và nơi bị phu sẽ bị ung. Bệnh chỉ đáng châm kim nhỏ mà lại châm kim to, khí sẽ bị tả quá nhiều, bệnh sẽ hại thêm. Bệnh đáng châm kim to mà lại châm kim nhỏ, khí chẳng những không bị tả mà lại còn trở lại gây ra tệ hại hơn, khu 7, 4,7. Nhận xét này của sách Linh Khu cho thấy tầm quan trọng của việc dùng đúng hay không đúng, chọn lựa kim cho thích hợp và hậu quả tai hại biết bao nhiêu nếu không dùng đúng kim theo nhu cầu. Sách Linh Khu mô tả và hướng dẫn sử dụng 9 loại kim như sau. 1. Sàm châm. Thiên Cửu Châm Thập Nhị Nguyên ghi, sàm châm đầu to, mũi nhọn, dùng để tiết tả dương khí, khu 1, 53. Thiên Quan Châm, bệnh ở vùng bì phu, không nằm ở chỗ nhất định, nên dùng sàm châm châm vào chỗ đang bệnh, L, khu 7, 10. Thiên, Cửu Châm Luận, ghi, thứ nhất, sàm châm, lấy phép ở cân châm, bỏ mũi đi thì thân kim còn lại là 1 thốn rưỡi, đầu mũi nhọn như mũi tên, cả cây kim dài 1 thốn 6 phân, nó chủ về trị những bệnh ở đầu và thân mình, khu 78, 15. 2. Viên Châm. Thiên, Cửu Châm Thập Nhị Nguyên, ghi, viên châm mũi hình như quả trứng, dùng để xoa, chùi trong khoảng phần nhục, không làm tổn thương phần cơ nhục, dùng để châm cho khí ở khoảng giữa phần nhục phải tiết ra, khu 1, 54. Thiên, Quan Châm, bệnh ở tại khoảng phần nhục nên dùng viên châm châm vào chỗ đang bệnh, L, khu 7, 12. Thiên, Cửu Châm Luận, ghi, viên châm, lấy phép ở nhữ châm, thân kim hình trụ tròn, mũi như hình quả trứng, dài 1 thốn 6 phân, chủ trị ở vùng phận nhục, khu 78, 16. 3. Đề Châm. Thiên, Cửu Châm Thập Nhị Nguyên, ghi, đề châm nhọn như mũi nhọn của hạt lúa thu, chủ về việc án lên mạch không cho bị hãm vào, nhằm làm cho kim được tiếp xúc với khí, khu 1, 55. Thiên, Quan Châm, bệnh ở tại mạch, khí bị thiếu, cần phải được châm bổ, trường hợp này nên dùng đề châm châm vào các huyệt tính, vinh thuộc các đường kinh, L, khu 7,
14. Thiên, cửu châm luận, ghi, đề châm, lấy phép ở mũi nhọn của hạt lúa thử, dài 3 thốn rưỡi, chủ về án lên mạch để lấy được chính khí quay về, và làm cho tà khí phải xuất ra khu 78, 17. 4. Phong châm. Thiên, cửu châm thập nhị nguyên, ghi, phong châm là loại kim 3 mặt có cạnh sắc, dùng để phát tiết tà khí, trừ cố tật khu, 1, 56. Thiên, quan châm, bệnh ở tại kinh lạc với chứng cố tí, nên dùng phong châm L, khu, 7, 13. Bệnh ở tại ngũ tạng lâu ngày, nên dùng kim phong châm L, khu, 7, 20. Thiên, thích tiết chân tà, ghi, chỉ chứng đại tà thực nên dùng phong châm khu, 75, 72. Thiên, cửu châm luận, ghi, phong châm, lấy theo phép những châm, thân kim hình trụ tròn, mũi thật nhọn, dài 1 thốn 6 phân, chủ về chứng ung và nhiệt, châm xuất huyết khu 78, 18. 5. Phi châm. Thiên, cửu châm thập nhị nguyên, ghi, phi châm là loại kim thân và mũi nhọn như mũi kiếm, dùng để châm lấy mở u. Khu 1, 57. Thiên, quan châm, bệnh gây thành những vùng nhiều mở u, dùng phi châm L, khu 7. 15. Đại tả thích là phép dùng kim phi châm để châm vào nơi có nhiều mủ khu 7, 28. Thiên, ngọc bản, ghi, trị ung thư mụn nhọt. Nếu đã thành mủ và máu, chỉ nên dùng biếm thạch và phi châm để châm lấy máu mủ là tốt nhất khu 60, 17. Thiên, thích tiết chân tà, ghi, trị ung tà nên dùng kim phi châm khu 75, 71. Thiên, cửu châm luận, ghi, phi châm, lấy phép ở độ bén nhọn của lưỡi kiếm. Rộng 2 phân rưỡi, dài 4 thốn, chủ về châm lấy mủ nhiều, đó là lưỡng nhiệt cùng tranh nhau vậy khu 78, 19. 6. Viên lợi châm. Thiên, cửu châm thập nhị nguyên, ghi, viên lợi châm to như sợi lông dài, vừa tròn vừa nhọn, giữa thân hơi to ra, dùng để châm lấy bạo khí khu 1, 58. Thiên, quan châm, bệnh tí khí bạo phát nên dùng viên lợi châm L, khu 7, 16. Thiên, thích tiết chân tà, ghi. Chỉ chứng tiểu tà hư, nên dùng viên lợi châm khu 75, 73. Thiên, cửu châm luận, ghi, viên lợi châm, lấy phép ở ly châm, mũi kim hơi to, nhưng thân lại nhỏ, làm thế để cho dễ châm sâu vào trong, dài 1 thốn 6 phân, chủ về chứng ung và chứng tí khu 78, 20. 7. Hào châm. Thiên, cửu châm thập nhị nguyên, ghi, hào châm mũi nhọn như mũi con muỗi, khi châm thì khí sẽ đến một cách yên tĩnh, chậm chạp và nhẹ nhàng. Vì vậy có thể lưu kim thật lâu nhằm dưỡng chính khí và trừ được tà khí đã gây nên chứng thống tí khu 1, 59. Thiên, quan châm, bệnh tí khí gây thành đau nhức không hết, nên dùng hào châm L, khu 7, 17. Thiên, nghịch thuận phì xấu, ghi, trẻ nhỏ thì cơ nhục mềm, huyết ít, khí nhược, châm cho chúng phải dùng hào châm. Khu 38, 17. Thiên, thích tiết chân tà, ghi, châm chứng nhiệt tà nên dùng hào châm khu 75. 74. Thiên, cửu châm luận, ghi, hào châm, lấy phép ở lông hào mao, dài 1 thốn 6 phân, chủ về các chứng hàn nhiệt và thống tí ở các lạc mạch khu 78, 21. 8. Trường châm. Thiên, cửu châm thập nhị nguyên, ghi, trường châm mũi nhọn mà thân mỏng, có thể dùng lấy tí khí ở xa khu 1, 60. Thiên, quan châm, bệnh ở chỗ xa, sâu, nên dùng trường châm L, khu 7, 18. Thiên, cửu châm luận, ghi, trường châm, lấy phép ở kỳ châm, dài 7 thốn, chủ về chứng tí do tà khí vào sâu bên trong khu 78, 22. 9. Đại châm. Thiên, cửu châm thập nhị nguyên, ghi, đại châm hình như cây côn, mũi nhỏ, tròn, dùng để tả thu. Y ở các khớp xương khu 1, 61. Thiên, quan châm, bệnh thu. Y thủng làm cho các khớp xương quan tiết không thông được, nên dùng đại châm L, khu 7. 19. Thiên, cửu châm luận, ghi, đại châm, lấy phép ở phong châm, giống như kim thứ tư, nhưng mũi nhọn hơi tròn, dài 4 thốn, chủ về chứng thủy thủng ở quan tiết không xuất ra được khu 78, 23. Tuy kinh điển chia ra tới 9 loại kim châm nhưng thực tế hiện nay hầu như chỉ còn duy trì 2 loại thông dụng nhất là hào châm và phong châm kim tam lăng tương đương với phong châm. Ngoài ra cũng còn thường dùng loại kim mai hoa tương đương thất tinh châm để gõ kích thích. Chương 420, cầu xin mọi người đánh bại anh ta. Lại thua rồi ư? Sao có thể? Lúc này mới vừa đâm châm vào trong cơ thể, người bệnh còn chưa kịp có phản ứng, tại sao lại có thể nhận thua chứ? Thậm chí một số dân chúng Hàn Quốc còn suy nghĩ rất hiểm độc rằng Hứa Nhược đã bị người Trung Quốc mua chuộc.
Bọn họ nghe nói người Trung Quốc rất giỏi chiêu này. Nhưng bọn họ cảm thấy có suy nghĩ với Hứa Nhược tiên sinh thì quả thật rất thiếu tôn trọng ông nên bọn họ lại vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng nếu chuyện không phải như thế thì tình cảnh trước mắt phải giải thích như thế nào? Trận đấu vừa mới bắt đầu mà đã nhận thua, không phải có dối trá thì còn là gì? Hứa Nhược đang giúp người Trung Quốc dối trá ư? Người dẫn chương trình hỏi vẻ căng thẳng, Hứa Nhược tiên sinh, tại sao tiên sinh lại nhanh chóng thừa nhận mình đã thua? Trận đấu vừa mới bắt đầu chưa được một phút, hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết thông tin phản hồi của người bệnh. Nàng quay sang nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh, không thể phủ nhận thủ pháp châm cứu của tiên sinh quá mới mẻ, độc đáo, hơn nữa lại dùng hai châm một lần nhưng đây là một trận đấu y học cổ truyền, không phải là một trận đấu ma thuật, không phải cứ nói ra là đã thu được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta coi trọng nhất là hiệu quả, mọi người nghĩ có đúng không? Đúng. Dân chúng Hàn Quốc trong cung thể thao ầm ầm đáp lại người dẫn chương trình như núi thở biển gầm. Bọn họ thực sự có chút bất mãn và nghi ngờ với Hứa Nhược. Hứa Nhược không trả lời ngay câu hỏi của người dẫn chương trình, ông ta chậm rãi rút cây ngân châm ra khỏi thắt lưng của Song Trao. Sau khi hỏi Song Trao về cảm giác, ông ta lại dùng một thủ pháp khác đâm ngân châm vào hốc thắt lưng của Song Trao. Có cảm giác gì không? Hứa Nhược hỏi. Ê âm, hơi khó chịu. Hơi đau nữa Song Trao thầm cảm nhận cảm giác rồi trả lời. Ừ Hứa Nhược gật đầu nói, có cảm giác chính là việc châm cứu đã có phản ứng. Nói cách khác là có hiệu quả, nếu một khi châm cứu người bệnh hoàn toàn không có cảm giác gì thì có thể nói không tốt, chứng tỏ người bệnh không phải đã mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng mà là do người châm cứu đã châm cứu không đúng. Hứa Nhược rút ngân châm lên rồi hỏi, bây giờ thấy thế nào? Rất thoải mái, nong nóng nữa. Tốt lắm. Trước tiên ta sẽ loại bỏ lao tổn ở thắt lưng cho anh. Hôm nay ta chỉ có thể làm tới đó. Sau này ta sẽ giúp anh giải quyết từng bước một khỏi căn bệnh của anh, hiểu chưa? Dạ, cảm ơn Hứa lão tiên sinh. Thực sự cảm tạ tiên sinh. Căn bệnh này đã quấy nhiễu tôi trong nhiều năm rồi Song Trao kích động nói. Không cần cảm ơn sắc mặt Hứa Nhược vẫn bình thản như không. Ở bên kia Tần Lạc cũng đã rút ngân châm từ bụng của mỹ nữ tóc vàng xinh đẹp ra. Như vậy đã xong rồi ư? Mỹ nữ tóc vàng có vẻ không tin bèn hỏi lại. Cái gì? Tần Lạc hỏi, hắn không biết tiếng Anh. Rút, Tần Lạc tiên sinh không nói được tiếng Anh, tôi sẽ phiên dịch lại cho cô người dẫn chương trình nói. Ồ, vậy thì không tiện lắm. Xem ra tôi phải cố gắng học tập tiếng Trung Quốc. Rút nói vẻ tiếc nuối. Tôi muốn biết, bệnh của tôi chữa nhanh vậy sao? Vấn đề của tôi rất nghiêm trọng, tôi uống rất nhiều thuốc nhưng lần sau vẫn đau bụng như thường. Người dẫn chương trình dịch lại điều nghi vấn của Rút cho Tần Lạc. Tần Lạc cười nói, quả thật đã khỏi. Tôi cam đoán sau này vấn đề đó sẽ không xuất hiện nữa. Vấn đề còn lại là cô phải thay đổi một số bộ quần áo. Thay quần áo, Rút càng thêm ngơ ngác. Đúng vậy, ngay khi sắp tới thời kỳ rụng trứng, người phụ nữ tuyệt đối không được để tử cung của mình nhiễm lạnh. Tần Lạc chỉ vào chiếc áo phông màu đen, gợi cảm bó sát người làm lộ ra gần hết vòng bụng của Rút nói, nhất định không được mặc quần áo như vậy. Nó chính là hung thủ số một là vấn đề đau bụng xuất hiện. Đương nhiên không được ăn uống thức ăn lạnh, tuyệt đối không được tắm nước lạnh. Như vậy thì sẽ không đau nữa sao? Đúng vậy Tần Lạc khẳng định, lúc trước hắn đồng loạt dùng hai tuyệt kỹ chữa bệnh cho nàng. Nếu vẫn tiếp tục đau bụng thì thực sự đã gặp quỷ. Ôi, Tần yêu quý, anh rất lợi hại. Tôi yêu anh, tôi muốn lấy anh. Rút kêu lên vẻ cực kỳ sung sướng, nàng lại tiến tới cho Tần Lạc ăn rất nhiều đậu hũ. Mỹ nữ cầu tình yêu ngay tại sàn đấu, quả thật là người khác rất hâm mộ người dẫn chương trình nói vẻ khó chịu. Rất nhiều người Hàn Quốc có mặt trong cung thể thao cũng cảm thấy tức giận. Tại sao cô gái xinh đẹp đó lại làm cho gã oắt con đó phổng mũi chứ? Nếu cô là người ban phát mùa xuân, cô có thể tìm tình ái ở Hứa Nhược tiên sinh của chúng tôi. Ông ấy vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của người Hàn Quốc chúng tôi, ông ấy cũng đẹp trai, anh Tuấn, đúng không? Đối thủ càng nở mày nở mặt. Đối phương càng ganh ghét. Đây chính là cái gọi nhân tình thế thái. Bạn cam tâm nhìn thấy đường quan lộ rộng mở trước mắt tình địch của mình sao? Đương nhiên là không muốn, thật ra trong lòng bạn thầm cầu khấn cho anh ta phải đi ăn xin. Những suy nghĩ kiểu này không quan hệ gì tới đạo đức, nó chỉ liên quan tới danh dự người đàn ông. Sau khi hai người đồng loạt thu châm, người dẫn chương trình nhìn Song Trao hỏi, Song Trao tiên sinh, ông cảm thấy y thuật của Hứa Nhược lão tiên sinh thế nào? Ông có thu hoạch được điều gì không? Rất thần kỳ, chỉ mới châm một châm,
tôi cảm thấy thân thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa bản thân tôi cũng không muốn để bệnh viện mổ chữa căn bệnh này cho tôi. Tôi thực sự rất cảm kích khi Hứa Nhược tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Hiển nhiên Song Trao đang dán vàng lên gương mặt Hứa Nhược, thế nhưng điều ông ta nói cũng là sự thật. Đúng vậy, bệnh của ông rất nghiêm trọng. Điều may mắn là anh đã gặp được Hứa Nhược tiên sinh của chúng tôi. Chúc anh may mắn. Người dẫn chương trình lại quay sang nhìn Ruth hỏi, Ruth tiểu thư, cô có cảm thấy thân thể mình có phản ứng gì không? Có Ruth cười hì hì nhìn Tần Lạc nói, mới rồi anh ấy đâm châm vào người tôi có cảm giác, đó là một luồng khí nóng và còn cả một luồng khí mát chúng chạy khắp người tôi một lúc. Ngay khi anh ấy rút châm ra, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Rất thần kỳ. Người dẫn chương trình nhìn khán giả xung quanh nhà thi đấu, cười hỏi, y thuật của hai người đều rất cao minh, vấn đề của người bệnh cũng đã được giải quyết êm đẹp thế nhưng kết quả cuối cùng ai là người thắng đây? Chúng tôi quyết định giao quyền quyết định lại cho tổ trọng tài. Không cần Hứa Nhược lên tiếng, là ta đã thua. Hứa Nhược bình tĩnh nhìn khán giả bên dưới, giải thích cặn kẽ, ta không cố ý thiên vị. Ngược lại ta còn muốn chiến thắng trận này so với bất kỳ ai khác. Ta đã thua trận đầu. Ta không muốn tiếp tục thua trận này nữa. Thế nhưng tài nghệ của Hứa Nhược ta không bằng người. Mặc dù biểu hiện bên ngoài là bệnh tình của người bệnh ta phải chữa trị nghiêm trọng hơn, người bệnh mà Tần Lạc tiên sinh chữa trị nhẹ hơn nhiều nhưng ta biết ta không bằng Tần Lạc tiên sinh ở phương diện gia châm và hiệu quả châm cứu. Hứa Nhược nhìn Tần Lạc nói, nếu như ta đoán không sai, mới rồi Tần Lạc tiên sinh đã thi triển thủ pháp Thái Ất Thần Châm trong truyền thuyết không? Không sai, Thái Ất Thần Châm. Thiêu sơn hỏa cùng thấu tâm lương. Cây lợi châm bên tay trái của tiên sinh run rẩy, không ra âm thanh, cây hào châm bên tay phải lại vững chãi như núi Thái Sơn, phát ra âm thanh vù vù là nguyên cớ gì? Thái Ất Thần Châm chú trọng dùng khí vẫn châm, thực ra cả hai cây châm đều được rót khí nhưng vấn đề là thiêu sơn hỏa bản chất nóng nảy, dễ dàng rung động nhưng khi rót khí vào nó ít đi nó chỉ có thể rung động mà không nghe thấy âm thanh. Trong khi đó thấu tâm lương phải có khí rót vào một cách mạnh mẽ. Khí thế dồi dào, cây châm phải đứng thẳng như cây tùng, người ngoài chỉ nghe thấy âm thanh vù vì chứ không thể thấy nó rung động. Tần Lạc giải thích cặn kẽ chi tiết. Thủ pháp xuất châm lại càng cực kỳ huyền diệu cũng cực kỳ cao minh. Hứa Nhược thở dài nói, lần này đây Hứa Nhược ta đã thua tâm phục khẩu phục. Tần Lạc cười nói, không phải là do Hứa lão kém cỏi. Đúng vậy, thực lực của y học cổ truyền Hàn Quốc vẫn còn quá ít. Chúng tôi cũng tích trữ được rất nhiều đơn thuốc cùng với châm pháp nhưng không có một châm phổ nào có thể so sánh với châm pháp Thái Ất Thần Châm. Thực sự là lực bất tòng tâm. Đương nhiên Tần Lạc hiểu rõ đạo lý này. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn sử dụng ngay Thái Ất Thần Châm để hạ gục Hứa Nhược. Trong một đất nước mà dân chúng chỉ hiểu được hắc hổ đào tâm hay hầu tử hái đào bạn lại sử dụng tuyệt kỹ cửu dương chân kinh và càn khôn đại nã di kết quả sẽ chỉ có, hạ gục ngay lập tức. Mọi người có đồng ý với kết quả này không? Người dẫn chương trình xấu hổ hỏi. Không đồng ý người dân Hàn Quốc đồng thanh gào lên. Vậy ý kiến của các vị chuyên gia trong đoàn đại biểu thế nào? Mặc dù các chuyên gia của đoàn đại biểu Hàn Quốc cực kỳ căm phẫn, tức giận nhưng ngay lúc này cả một tập thể chỉ có thể nghẹn ngào. Bọn họ là người trong nghề nên đương nhiên càng hiểu rõ sự khác biệt giữa Tần Lạc và Hứa Nhược. Nếu như bọn họ làm trái lương tâm nói dối thì chỉ là người khác chê cười. Trong khi đó ngay cả Hứa Nhược tiên sinh cũng đã công khai thừa nhận mình thua. Có lòng giết giặc nhưng không có lực làm xoay chuyển trời đất. Như vậy tôi chỉ có thể tuyên bố trận đấu thứ hai này Tần Lạc tiên sinh lại giành thắng lợi. Lúc này sắc mặt của người dẫn chương trình trông còn khó coi hơn cả khóc. Cô ta nói tiếp, cuộc thi tới lúc này Tần Lạc tiên sinh đã thắng hai trận liên tiếp. Đoàn đại biểu Hàn Quốc nhất định phải cố gắng lên. Hỡi đồng bào hãy truyền thêm sức lực cho các tuyên thủ của chúng ta. Thắng lợi. Thắng lợi! Thắng lợi! Người Hàn Quốc trong cung thể thao gào thét, sau khi chương trình quảng cáo mỹ phẩm chen vào kết thúc, khán giả truyền hình nhìn thấy cũng gào thét. Còn có ai nữa không? Tần Lạc tủm tỉm cười nhìn các thành viên đoàn đại biểu Hàn Quốc, ánh mắt hắn như của người thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi. Trận tiếp theo ta ứng chiến, ta muốn so với tiên sinh về hoàn thuốc. Hàn Quốc Lý Thái Hiển, ta muốn so với tiên sinh về tứ trần. Trận thứ ta ứng chiến. Tần Lạc tiểu tử kia, ta muốn so với ngươi. Trận thứ 6, trận thứ 7, trận thứ 8. Còn có ai nữa không? Tần Lạc đứng dậy, khí thế lấn át toàn trường. Liên tục 16 người khiêu chiến, liên tục đánh bại 16 đối thủ nổi tiếng, chiến thắng 16 trận liên tiếp. Một mình hắn gần như đánh bại cả phái đoàn Hàn Quốc.
Cho đến tận giây phút này chính phủ Hàn Quốc và Hiệp hội Y học cổ truyền Hàn Quốc mới hối hận là đã khiêu chiến Trung Quốc. Tất cả đã rõ ràng, hắn là một đối thủ không cùng đẳng cấp với mọi người. Còn có ai nữa không? Tần Lạc hỏi lại lần nữa. Mắt Tần Lạc chớp chớp, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự xấu hổ hiện lên trên gương mặt thanh tú. Tần Lạc đang cười một nụ cười tự ti, giống như hắn đã bị hù dọa đến hoảng sợ. Những người Hàn Quốc vô tình chạm vào ánh mắt của hắn thì lại cảm giác đây là nụ cười khẩy, cười nhạo, châm biếm. Ánh mắt Hứa Đông Lâm như bốc lửa, hai tay hắn nắm chặt, móng tay nhọn đâm vào bàn tay hắn rách toạc, tứa máu. Anh ta muốn lên ứng chiến nhưng bị Hứa Nhược giữ chặt tay. Còn có ai không? Tần Lạc hỏi lần thứ ba. Lúc này âm điệu trong giọng nói của hắn vô cùng lanh lảnh làm mọi người ở đây cảm thấy rất có uy lực, khí phách của một người trấn giữ quan ải, một người không thể qua. Ba câu hỏi giống như ba nắm đấm đầy sức mạnh hung hăng nện vào mặt người Hàn Quốc. Cầu xin mọi người hãy đánh bại anh ta, một người phụ nữ bên dưới khóc giấm dứt kêu lên. Chương 421, thần tượng. Gió mát mơn man, ánh nắng mặt trời chói mắt, cách đó không xa những con sóng vỗ bờ. Bọt nước bắn tung tóe từng lớp, âm thanh rào rào của nước chiều vang lên. Ngày qua ngày, năm qua năm, ngân nga mãi một điệp khúc đơn điệu. Đảo Tế Châu quả thực là một nơi rất phù hợp với nghỉ dưỡng, tài nghệ siêu việt của thiên nhiên xem ra điêu luyện hơn rất nhiều so với kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ của người Hàn Quốc. Bất kỳ chỗ nào cũng gây cho con người ta một cảm giác cực kỳ kinh hãi. Tần Lạc đẩy xe lăn của Tô Tử đi ra bờ biển. Trên đường đi hai người ngẫu nhiên gặp rất nhiều người qua đường mà e rằng kiếp này rất khó gặp lại nhau. Khi Tần Lạc mới tới đây, Hứa Đông Lâm đã từng nói qua cho Tần Lạc nghe về phong tục đặc biệt của hòn đảo nhỏ này. Có một điều làm Tần Lạc nhớ rất kỹ đó là trên hòn đảo này số lượng phụ nữ hơn rất nhiều so với đàn ông. Tần Lạc thầm đếm vụng trong lòng. Hắn phát hiện ra số lượng phụ nữ tình cờ hay cố ý đi ngang qua trước mặt hắn chỉ vì ham muốn vẻ bề ngoài anh Tuấn của hắn đã đạt tới một con số kinh hoàng. Tần Lạc khá hối hận khi hắn không đưa Vương Dưỡng Tâm cùng tới Hàn Quốc, hắn là một chàng trai bất hạnh nhất trong lịch sử. Mỗi khi hắn đã chấm được một cô gái nào thì cũng bị người khác cướp mất, đương nhiên người khác ở đây chính là sư huynh Tần Lạc. Cho tới tận bây giờ Vương Dưỡng Tâm vẫn chưa được hưởng cảm giác của tình yêu. Tần Lạc thầm nghĩ nếu để Vương Dưỡng Tâm ở lại hòn đảo nhỏ này thì liệu hắn có thể tìm được một người vợ không? Xin chào Tần Lạc tiên sinh, liệu tôi có may mắn chụp ảnh với tiên sinh không? Một người đàn ông trung niên cùng với vợ con đi tới trước mặt, tươi cười hỏi. Được Tần Lạc cười gật đầu. Vì vậy Tô Tử đã trở thành một nhiếp ảnh gia, chụp ảnh Tần Lạc và gia đình người đàn ông đó. Người đàn ông rối rít cảm ơn Tần Lạc rồi bước đi, Tần Lạc cũng cười vẫy tay với bọn họ. Xin chào Tần Lạc tiên sinh. Thần kỳ Tần, ôi thần kỳ Tần. Tần Lạc tiên sinh, tôi ở Đông Sơn, đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau khi về nước có tới Đông Sơn, nhất định tiên sinh hãy gọi điện thoại cho tôi. Nhất định tôi sẽ tận tình đón tiếp. Trên đường đi liên tiếp có người chào hỏi Tần Lạc. Tần Lạc không quan tâm thiệt hơn, hắn bình thản chào hỏi. Sau trận đấu ngày hôm qua, danh tiếng của Tần Lạc đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ dựa vào sức lực của bản thân mình, hắn đã hai lần đánh bại Hứa Nhược, hậu nhân y thánh Hàn Quốc. Tiếp theo hắn lại độc chiến quần hùng, một mình đánh bại 16 danh y Hàn Quốc ứng chiến. Cuối cùng mọi người nghe tiếng mà thoái lui. Không ai dám lên so tài để rước lấy nhục nhã. Cường đại đến mức như vậy sao? Bá đạo tới mức như vậy sao? Hành vi vô sỉ tới mức làm người khác tức chết như vậy sao? Mặc dù sai khi Tần Lạc lần thứ hai đánh bại Hứa Nhược, đài truyền hình đã có một quyết định vô cùng anh minh, đình chỉ truyền hình trực tiếp chương trình thi đấu, thay vào đó là chương trình quảng cáo mỹ phẩm và hòa nhạc thính nòng phương Tây. Dù giới truyền thông Hàn Quốc đã phải đương đầu với một tai nạn là cả một tập thể uất nghẹn thì tin tức của cuộc thi đấu vẫn bằng cách này hay cách khác lọt được ra ngoài. Bây giờ là thời kỳ của công nghệ thông tin, kỹ thuật cao, điện thoại di động, camera cũng có đủ chức năng quay phim, chụp ảnh. Hơn nữa trong nhà thi đấu còn có không ít các phóng viên đến từ các nước trên thế giới. Có người nào đó đã gửi đoạn băng ghi hình toàn bộ trận đấu hôm qua lên mạng, lại còn lấy một cái tên làm người khác chỉ nghe không đã kinh hãi. 2010, Hàn Quốc chìm nghỉm. Chỉ một giờ sau đã có hơn 10 vạn người truy cập xem đoạn băng đó. Sau 3 giờ đầu tiên nó đã trở thành một đoạn băng video hút khách nhất trên mạng, không chỉ có người Hàn Quốc, trên các trang web lớn của các nước như Mỹ, Nhật, Anh, Trung Quốc đều xuất hiện đoạn băng video này cũng với bài chi tiết về thông tin liên quan. Tần Lạc, một thanh niên Trung Quốc thần kỳ, y thuật thần bí.
một người đơn độc đánh bại 16 danh y. Hàn Y bị sỉ nhục. Nhìn anh ta biểu diễn, tôi chỉ muốn đổi nghề đi học trung y, phóng viên Louis tự cảm nhận. Tiểu thư Ruth, thành danh chỉ trong một đêm, hình tượng của Tần Lạc trong mắt cô ấy là gì? Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc. Trên toàn bộ thế giới xuất hiện bóng dáng của hắn, trên miệng mỗi người đều xuất hiện tên của hắn. Tần Lạc là một anh hùng sao? Đúng vậy, hắn là một anh hùng. Hắn đã làm những việc mà chỉ có anh hùng mới làm được. Hắn đã thành công với những việc mà chỉ anh hùng mới thành công. Ở Trung Quốc tên của hắn đã được khảm một lớp mạ vàng. Tất cả các tờ báo, tạp chí có tên Tần Lạc hay ảnh chụp của hắn ở trang nhất đều bán hết veo. Hòm thư điện tử của Tần Lạc ngay trong một đêm nhận được hơn 5 vạn email, tổng cộng có hơn 10 vạn người gửi email cho hắn. Từ trước tới nay cũng chỉ có một người và một đám quái vật mới có thể vượt trên hắn. Người đàn ông đó chính là Chu Kiệt Luân, đám quái vật đó chính là World of Warcraft. Hắn không chỉ là anh hùng mà hắn còn là thần tượng. Người theo đuổi hắn xuất hiện ở tất cả các ngõ ngách trong nước. Bọn họ đã thành lập cho chính mình một tổ chức gọi là Tổ chức Hậu viện Tần Lạc Toàn Cầu. Bọn họ tự gọi mình là Lạc Phấn. Đương nhiên bất kỳ chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó. Ví dụ như báo chí Hàn Quốc khi đưa tin chuyện này đã gọi Tần Lạc là một người khiêu khích thô lỗ, vô lễ, hơn nữa còn đặt cho hắn một cái ngoại hiệu không dễ nghe chút nào, Ma Vương. Đương nhiên Tần Lạc không coi cái đó là gì, thậm chí hắn cũng không đọc báo chí ngày hôm nay. Hắn chỉ dậy sớm rồi đẩy xe lăn của Tô Tử ra bãi biển ngắm bình minh. Ở xa xa nơi chân trời một viên tinh cầu thay ca như lòng đỏ trứng gà từ từ bay lên, linh hồn của hắn như được gột rửa cùng với chất lọc. Khi cơn cuồng bạo và phẫn nộ của ngày hôm qua biến mất, Tần Lạc lại trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ cùng Tô Tử đi ra bãi biển, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, giống như một khách du lịch bình thường, bỏ qua những nỗi băn khoăn, phiền não, bỏ qua những trận đấu, bỏ qua những trách nhiệm hắn đang mang trên người, chú tâm thưởng thức. Chúc mừng, Tô Tử dịu dàng nói. Nàng không quay đầu nhìn Tần Lạc, lúc này nàng giống như một cô gái hạnh phúc, thân hình mềm nhũn nằm dựa vào xe lăn, mái tóc dài rối tung, mặc cho gió biển thổi tới gây nên một cảnh hỗn độn. Tấm chăn mỏng nhiều năm vẫn che trên đùi nàng đã bỏ xuống, thay vào đó là một mảnh vải bông mỏng, màu xanh lam. Sau khi trải qua nhiều lần chữa trị liên tiếp của Tần Lạc, hàn khí trên người nàng đã giảm đi rất nhiều. Bây giờ nếu đem nàng tới một nơi có nhiều ánh nắng, thậm chí nàng còn cảm thấy nóng nực. Nói vậy có quá sớm không? Tần Lạc ngừng lại, bánh xe lăn quay một đường cong để Tô Tử đối mặt với mặt biển xanh bao la và nói, việc chúng ta muốn làm còn một khoảng cách rất rất xa. Em đều lên tiếng chúc mừng cho mỗi bước đi tiến lên trước. Em sẽ là người chứng kiến vẻ mặt Tô Tử hiện lên một thần thái khác thường. Có lẽ anh sẽ thành công thực sự. Là chúng ta, đây là mục tiêu chung của chúng ta, Tần Lạc nói. Hắn quan sát đôi chân của Tô Tử đặt trên xe lăn, không nhúc nhích được và nói. Bây giờ hàn khí trên người em đã bài trừ được khá nhiều, tới khi hàn khí hoàn toàn bị tiêu trừ, anh sẽ bắt đầu giúp em trị ái huyệt. Nếu như là trước đây thì anh cũng không dám chắc vào bất kỳ điều gì, nhưng từ sau khi hiểu rõ được sự bí ẩn của nó, anh tin rằng anh có thể chữa trị để em có thể đứng dậy. Em thực sự mong đợi có một ngày như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử chăm chú nhìn mặt biển bao la, nói vẻ khát khao. Nhất định, Tần Lạc nói, hãy tin anh đi. Em tin tưởng. Em tin tưởng anh còn hơn tin vào chính bản thân mình, Tô Tử nói, một cô gái sau bao nhiêu năm phải nằm trên giường đột nhiên tìm được một chỗ dựa vững chắc luôn dễ dàng đặt hết cả hy vọng của mình vào đó. Tần Lạc đang định nói tiếp thì đột nhiên vang lên âm thanh kêu gào thảm thiết của ai đó ở cách đó không xa. Tiếp theo đó là những tiếng động lớn và tiếng ồn ào. Thanh âm đó hiển nhiên phần lớn là của người nước ngoài. Đối với người chỉ hiểu hai thứ tiếng như Tần Lạc, quả thực rất khó có thể nghe hiểu được. Chúng ta qua đó xem một chút, Tần Lạc nói. Ừ, em nghe như có tiếng khóc của phụ nữ, Tô Tử gật đầu nói. Tần Lạc đẩy xe của Tô Tử đi về phía một đám đông cách đó không xa. Khi tới gần, hắn nhận ra người vây xung quanh quá đông, hắn không thể tiến vào gần được. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc vỗ vào bả vai của một người đàn ông đứng chắn phía trước hỏi. Người đàn ông giận dữ quay đầu lại khi nhận ra người đứng sau mình là Tần Lạc, ông ta lập tức vui mừng kêu lên. Mau tránh ra, mau tránh ra. Thần y của chúng ta tới, hãy để anh ấy xem bệnh. Trong đám người đó có người biết Tần Lạc nên bọn họ tự động tách ra nhường đường cho hắn. Lúc này Tần Lạc mới nhận ra có một người phụ nữ mang thai đang nằm ngửa trên vũng máu, người chồng đang kêu khóc, kêu trời kêu đất, dáng vẻ không biết làm gì. Mấy người đàn ông sau khi thương lượng với nhau,
Sau đó hai người đi lên đầu người phụ nữ, hai người ở dưới chân chuẩn bị khênh người phụ nữ đưa tới bệnh viện. Tần Lạc vội vàng kêu lên, không được di chuyển. Tiếng hô của hắn căn bản không có tác dụng gì. Mấy người đàn ông đó vẫn muốn nâng người phụ nữ lên, giống như là không nghe thấy lời nói của hắn. Lúc này Tần Lạc mới nhớ ra hắn đã nói bằng tiếng Trung Quốc mà từ tiếng kêu khóc của người chồng người phụ nữ đó có thể thấy bọn họ là người Hàn Quốc. Không còn thời gian để suy nghĩ, cũng không thể để những người này nâng người phụ nữ này lên. Nói cách khác sẽ là một thi hài hai mạng. Tần Lạc xông lên trước, tay hắn túm cổ áo hai người đàn ông kéo mạnh một cái, hất ngã cả hai xuống bãi cát. Thế nhưng Tần Lạc vẫn chậm một bước, hai người đàn ông cầm châm đã cầm lấy chân người phụ nữ, chuẩn bị nâng lên nhưng hai người trên đầu đã bị Tần Lạc hất ngã, hai bên mất cân bằng làm cho người phụ nữ càng thêm đau đớn rên rỉ, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Dừng tay Tần Lạc quát hai người đó. Mặc dù bọn họ không hiểu Tần Lạc đang nói gì nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được ý tứ của hắn thông qua vẻ mặt của hắn. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi? Chẳng lẽ anh muốn hại chết vợ tôi sao? Người chồng của người phụ nữ có thai thấy có người ngăn cản không cho mang vợ mình tới bệnh viện lớn tiếng chất vấn. Hai người đàn ông bị Tần Lạc hất ngã cũng lồm cồm bò dậy, nhìn Tần Lạc chằm chằm, dáng vẻ chỉ muốn xông tới động thủ với hắn. Có ai có thể phiên dịch giúp tôi không? Tần Lạc hỏi. Tôi một cô gái đeo kính râm khe khuất gần hết khuôn mặt, đầu đội mũ lưỡi chai lách qua đám đông tiến vào trong lên tiếng. Tần Lạc thoáng sửng sốt khi nhìn cô gái đứng trước mặt, nói, tại sao chị lại xuất hiện ở đây? Tại sao tôi không thể xuất hiện ở đây? Cô gái trả lời không chút khách khí. Chương 422, là ma vương hay là thiên sứ? Tần Lạc hoàn toàn không ngờ có thể gặp Mễ Tử An ở nơi này, hắn càng không ngờ tới việc nàng đột ngột xuất hiện ngay sau lưng hắn. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc nhàn rỗi để nói chuyện, Tần Lạc nhìn Mễ Tử An hỏi, chỉ có thể phiên dịch sao? Nói nhảm, nếu tôi không biết thì là anh hát hộ những ca khúc Hàn Quốc cho tôi hả? Mễ Tử An phản bác không chút khách khí. Ca khúc Hàn Quốc, Tần Lạc nào có biết Mễ Tử An hát những gì? Tốt lắm, chị hãy nói với anh ta nếu bây giờ anh ta cho người di chuyển vợ của mình thì vợ anh ta sẽ nguy hiểm tới tính mạng, còn cả đứa con trong bụng nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Mễ Tử An sửng sốt. Đúng vậy, cuống rốn đã sớm nứt ra, hơn nữa trong tử cung đã xuất hiện tình trạng xuất huyết, đợi tới khi bọn họ mang người bệnh tới bệnh viện thì chỉ e không thể cứu được nữa. Tần Lạc nói như đinh đóng cột. Nếu như là một thầy thuốc khác nói những điều này với Mễ Tử An, khẳng định là nàng sẽ không tin thế nhưng là một người bệnh đã được Tần Lạc trị khỏi, nàng hoàn toàn tin tưởng khả năng đó có thể xảy ra. Mễ Tử An không chút do dự vội vàng dịch lại lời nói của Tần Lạc cho người chồng nghe. Quả nhiên trình độ tiếng Hàn của Mễ Tử An rất tốt, nàng nói rất trôi chảy, tự nhiên, không vấp pháp chút nào. Sau khi nghe Mễ Tử An nói xong người chồng vô cùng lo lắng, thịch một tiếng. Anh ta quỳ gối trước mặt, cầu xin Tần Lạc hãy cứu giúp vợ và con của mình. Tần Lạc thực sự không hiểu anh ta đang nói gì nhưng hắn biết anh ta đang nói về việc gì. Tần Lạc nói với Mễ Tử An, chị hãy bảo anh ta, tôi sẽ rất cố gắng hết sức. Nói xong Tần Lạc liền ngồi xổm, hắn xem xét tình hình của người phụ nữ mang thai. Tần Lạc lấy từ trong tay áo ra một cây ngân châm vẫn để phòng thân, hắn xòe bàn tay nói với Mễ Tử An, hãy nhổ nước bọt vào đây. Cái gì? Mễ Tử An ngây người. Nhổ nước bọt, mau lên nào, Tần Lạc thúc giục. Mễ Tử An không dám chần chừ nàng vội vàng nhổ ra một đám nước bọt vào lòng bàn tay Tần Lạc. Tần Lạc ngâm cây châm vào trong nước bọt để tiệt trùng sau đó hắn vội vàng đâm vào huyệt đạo ở cổ tay của người phụ nữ. Một châm của Tần Lạc vừa châm vào, máu ở hạ thể người phụ nữ đang chảy chậm lại nhưng vẫn không thể ngừng ngay lập tức. Tần Lạc đưa tay bắt mạch rồi nói, không được rồi, không có cách cầm máu. Đứa bé sắp sinh, cần phải đỡ đẻ ngay lập tức. Có ai biết đỡ đẻ không? Không có ai lên tiếng đáp lại. Không có ai biết đỡ đẻ sao? Tần Lạc lại kêu lên. Không phải anh là thầy thuốc sao? Chẳng lẽ anh không biết đỡ đẻ? Một người hỏi vẻ nghi ngờ. Tần Lạc đỏ mặt nói, thôi được, tự tôi sẽ đỡ đẻ. Đối với Tần Lạc mà nói, chuyện đỡ đẻ cũng không phải là việc khó khăn gì nhưng vì đây là lần đầu tiên hắn đỡ đẻ nên không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nếu như ở đây có các bác sĩ khoa sản hay là y tá cũng được thì Tần Lạc không cần phải tự mình lâm trận. Một khi không có thì hắn cũng chỉ biết tự thân vận động. Tần Lạc nhìn xung quanh nói, mọi người hãy tránh xa ra, làm thành một bức tường người, hãy quay mặt đi, làm thành một vòng tròn không được nhìn lén.
Tần Lạc nói xong hắn lại cầm tay người phụ nữ nhét vào tay người chồng và nói, hãy cầm lấy tay vợ anh, hãy mang sự an toàn tới cho cô ấy. Cho dù có chuyện gì anh cũng không được buông ra. Quả thật đây không phải là vì mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ mà để cung cấp cho sản phụ một điểm tựa khi lát nữa cô ta sẽ phải cổ sức rất nhiều, chỉ cần trong tay cô ta cầm một vật gì đó là được, giống như đưa cho cô ta một cành cây hay một hòn đá gì đó. Nhưng chẳng qua là anh ta vừa mới bảo hắn hãm hại vợ con mình nên Tần Lạc cảm thấy khá khó chịu. Một khi đã làm mình không thoải mái, mình phải làm anh ta chịu đau đớn. Không thể không nói tấm lòng của người đàn ông này không giống như lòng nhân từ bao la đối với con người mà mình thể hiện. Đương nhiên cũng phải giáo huấn anh ta một chút, thậm chí người đàn ông đó cũng không biết bản thân mình đã bị giáo huấn. Bây giờ cần phải làm gì? Mễ An Tử hỏi. Có kéo không? Tần Lạc hỏi. Có, Mễ Tử An vừa nói vừa lấy ra một cái kéo màu bạc trong cái túi tùy thân của mình. Chị ấy mang kéo làm gì vậy? Tần Lạc nghĩ mãi vấn đề này mà không hiểu rõ. Cũng giống như việc hắn không hiểu là tại sao phụ nữ mỗi khi ra khỏi nhà đều mang theo một cái túi lớn. Hãy cắt quần của cô ấy ra. Nhanh lên một chút, Tần Lạc thúc giục. Mễ Tử An hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng quỳ xuống, tay cầm quần lót nhuốm đầy máu của người phụ nữ, cẩn thận cắt bỏ. Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của nàng nhanh chóng dính đầy máu tươi. Đầu nàng quay cuồng, xây sầm, nàng có một cảm giác chỉ muốn nôn khan. Nàng sợ máu. Thế nhưng nàng hiểu rõ bản thân nàng lúc này tuyệt đối không thể ngất xỉu. Nàng mạnh mẽ chống lại, hai hàm răng nàng nghiến chặt giống như nàng đang có thù oán với ai, hai mắt nàng trợn tròn, cuối cùng nàng cũng cắt bỏ xong quần lót của người phụ nữ rồi nàng hỏi Tần Lạc, tiếp theo thì làm gì? Hãy bảo cô ấy gắng sức dặn đi, Tần Lạc nhìn người phụ nữ nói. Mễ Tử An gật đầu, nàng thì thào nói vào tai người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ nhận được chỉ thị của thầy thuốc liền gắng sức dặn. Người phụ nữ mang thai gắng sức kêu lên. U người chồng cũng kêu lên. Đó là do khi vợ anh ta gắng sức dặn cô ta giữ tợn nhéo chặt tay chồng mình, cái móng tay sắc nhọn của cô ta bấu chặt, đâm thủng da thịt anh ta. Hãy cố dặn đi, Mễ Tử An ở bên cạnh động viên cô ta. Người chồng không chịu nổi nỗi đau đớn đó nữa, anh ta cũng hét ầm lên theo nhịp điệu kêu la của vợ mình. Tần Lạc dùng ngân châm cầm máu cho sản phụ để tránh cho cô ta khỏi băng huyết ở thời khắc mấu chốt, hắn vừa nhìn hạ thể cô ta vừa nói, đã nhìn thấy đầu rồi. Hãy tiếp tục dặn đi, hãy dặn đi. Tần Lạc vừa dùng ngân châm cầm máu cho sản phụ để tránh cho cô ta khỏi băng huyết ở thời khắc mấu chốt, hắn vừa nhìn hạ thể cô ta và nói, đã nhìn thấy đầu rồi. Hãy tiếp tục dặn nữa đi, hãy dặn đi. Mễ Tử An vội vàng dịch lời nói của Tần Lạc cho sản phụ nghe. Sản phụ lại một lần nữa gắng sức dặn, người chồng cũng theo đó một cách thảm thiết. Đầu sắp ra rồi, Tần Lạc vui mừng hô lên. Hắn vừa mới hô lên như vậy, những người đứng vây quanh thành bức tường người để ngăn cản những người hiếu kỳ đến xem đồng loạt quay lại liếc trộm. Mau quay đầu đi, không được nhìn trộm. Tần Lạc hô to, hãy gắng sức lên, hãy bảo cô ấy gắng sức lên. Cùng với một tiếng hô thảm thiết của người phụ nữ, giống như là một tiếng hét giải thoát, cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra an toàn, rơi ra đúng vào lòng bàn tay Tần Lạc. Tần Lạc thoáng sủng sốt khi hắn nhìn qua đứa trẻ. Đứa trẻ không có động tĩnh gì, nó cũng không khóc. Không hay rồi. Trái tim Tần Lạc thoáng kêu lên lộp bộp giống như một vật gì đó bị nghiền nát. Chẳng lẽ đứa bé này? Tại sao lại xảy ra sự cố này chứ? Chẳng lẽ bản thân mình đã sai lầm ở chỗ nào ư? Trình tự như vậy không đúng sao? Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, ngây như phỗng nhìn đứa bé trong tay Tần Lạc. Này, Tần Lạc lay đứa bé gọi. Đứa bé thân hình đầy máu tươi mới rồi vẫn không nhúc nhích gì thoáng cái đã hé cái miệng nhỏ nhắn của nó khóc toáng lên, tiếng khóc trong trẻo của nó làm cho mọi người cười rất vui vẻ. Lúc này Tần Lạc mói thở phào nhẹ nhõm nói, không có chuyện gì. Cảm ơn anh. Dù người chồng đau đến chết đi sống lại giống như bản thân mình cũng vừa mới sinh ra một đứa con, vẻ mặt anh ta vui sướng, quỳ rạp trên bãi cát dập đầu tạ ơn Tần Lạc. Không cần cảm ơn, Tần Lạc nói, hắn đã nghe rất nhiều lần câu này, hắn cũng biết ý tứ của câu nói cảm ơn. Hãy mau cắt cuống rốn đi. Người chồng cầm cái kéo trong tay Mễ Tử An, anh ta dùng kéo cắt đứt cuống rốn. Tần Lạc đặt đứa bé vào tay người bố nói, tốt lắm. Đứa bé đã an toàn. Người mẹ vẫn còn rất nguy hiểm. Hãy mau gọi xe cứu thương,
tuyệt đối không được nâng người cô ấy lên, làm vậy chỉ khiến cho vết thương của cô ấy mở rộng hơn. Hãy nhớ kỹ trước khi bác sĩ tiến hành giải phẫu không được rút cây ngân châm ở cổ tay cô ấy ra. Mễ Tử An dịch lại lời Tần Lạc cho người chồng nghe. Người chồng cảm kích nói, được, tôi sẽ. Cảm ơn, hãy cảm ơn Tần Lạc tiên sinh hộ tôi. Tôi thực sự biết ơn anh ấy, tôi cũng muốn cảm ơn cô nữa. Người chồng nói xong liền vội vàng gọi điện cứu thương. Điện thoại vừa mới liên lạc được thì đã nghe thấy còi cứu thương rít lên ầm ĩ, thì ra trong lúc mấy người Tần Lạc đang vội đỡ đẻ đã có người ở ngoài gọi điện cho xe cấp cứu. Đợi tới khi người mẹ được chuyển lên xe cứu thương, Tần Lạc mới quay sang nhìn Mễ Tử An hỏi, tại sao chị lại tới đây? Tôi tới đây tham gia một hoạt động, Mễ Tử An nói, kỳ thật nàng tới Seoul tham gia Đại hội âm nhạc châu Á hàng năm. Nàng nghe nói Tần Lạc ở đảo Tế Châu thi đấu với người ta nên nàng vội tranh thủ thời gian tới đây. Nàng không ngờ gặp Tần Lạc ngay ở chỗ này mà lại trong một trường hợp rất quái lạ. Thật sự rất tình cờ, Tần Lạc nói. Hắn nhìn mặt Mễ Tử An và nói, đừng nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Trên mặt của chị có vết máu. Có thể là do cắt xuống rốn nên bắn vào. Tần Lạc đưa tay phải lau vết máu hộ nàng. Vết máu? Mễ Tử An dùng tay mình lau vết máu, sau đó nàng nhìn hai bàn tay nhuốm máu tươi của mình. Hai mắt nàng đột nhiên tối sầm, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. An An, Tần Lạc vội vàng ôm lấy Mễ Tử An, kêu lên. Nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Cô ấy ngất rồi, Tần Lạc cười gượng gạo nói với Tô Tử ngồi trên xe lăn ở phía đối diện. Bây giờ hắn cảm thấy khó xử. Bây giờ bên cạnh hắn có hai cô gái cử động bất tiện. Hắn có thể đồng thời đưa hai người về bằng cách nào đây? Tô Tử cười nói, em đã sớm biết chị ấy sợ máu, em chỉ không ngờ chị ấy có thể kiên cường tới lúc này. Cái ghế này rất rộng. Anh có thể bế chị ấy ngồi chung với em. Tần Lạc suy nghĩ một lát vẫn không tìm ra biện pháp nào tốt hơn, hắn đành phải để nàng lên xe lăn rồi đẩy xe đưa cả hai người quay về khách sạn. Trong đám người ở đằng sau, một người đàn ông đeo camera trên cổ mê mẩn nhìn theo bóng dáng Tần Lạc đang đi xa dần. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào chứ? Ngày hôm qua biểu hiện của anh ta giống như một ma vương. Hôm nay anh ta lại cứu một người. Anh ta là thiên sứ hay là ma vương? Là thiên sứ sao? Xem ra tin tức này phát đi sẽ gây ra tranh cãi lớn. Chương 423, chế diễu. Bởi vì thời gian gấp gáp, không đủ thời gian để Mễ Tử An tìm chỗ thay đổi y phục, cũng may bên trong xe rất rộng nên có thể tiến hành thay đổi quần áo trong đó. Bên trong xe còn có một cô gái trẻ, tên là Lâm Đạt, phụ trách việc trang điểm và kiểu tóc cho Mễ Tử An. Ngay sau khi Mễ Tử An lên xe, chiếc xe liền chạy đi. Lâm Đạt cùng Mễ Tử An thì bận rộn với việc trang điểm, thay y phục. Tần tiên sinh là người ở đâu? Chị Tinh cảnh giác nhìn Tần Lạc, giống như hắn là loài lang sói khoác tấm da người, đang nhe nang, há miệng, bất kỳ lúc nào cũng nhào tới cắn bảo bối Mễ Tử An của chị ta. Người Trung Quốc, Tần Lạc trả lời. Ừ, tiên sinh làm nghề gì? Thầy thuốc, Tần Lạc trả lời. Lần trước hắn ở Đài Loan chữa bệnh cho Mễ Tử An, là do Mễ Tử An lén tìm đến hắn. Ngay cả người đại diện của mình nàng cũng giấu giếm, vì vậy đương nhiên chị Tinh không biết Tần Lạc và Mễ Tử An quen nhau trong trường hợp nào. Thầy thuốc, chị Tinh nhìn Tần Lạc chằm chằm sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói, tiên sinh chính là thầy thuốc tọa trần do Khuynh Thành quốc tế mời ư. Người làm rung động Đài Loan sao? Tôi là Tần Lạc, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hi hi, tôi đã nghe qua đại danh của tiên sinh. Mấy ngày hôm nay báo chí Đài Loan đăng rất nhiều tin về anh. Từ trước tới nay An An Khôn tham gia các hoạt động buôn bán, đột nhiên một buổi tối cô ấy kêu gọi bạn bè tới cổ vũ cho Khuynh Thành quốc tế. Lúc đó tôi rất buồn bực, tôi vẫn cứ tưởng nhân là mối quan hệ thân thiết của An An và Trần Thu Tuyền. Bây giờ tôi nhất định anh chính là nguyên nhân, đúng không? Có một chút, Tần Lạc khiêm nhường nói. Mễ Tử An nguyện ý hỗ trợ hoàn toàn là vì mối quan hệ với Tần Lạc, hay nói cách khác là bởi vì do Tần Lạc uy hiếp. Vậy anh cùng An An chỉ có quan hệ bạn bè thôi sao? Chị Tinh thẳng thắn hỏi. Xin thứ cho tôi đã hỏi thẳng như vậy. Tôi không còn cách nào khác, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên tôi cũng không phản đối việc hai người ở cùng với nhau. Ý của tôi là nếu như hai người có quan hệ đó, hai người nhất định phải nói cho tôi biết. Chúng tôi là, Tần Lạc nghĩ phải quay đầu nhìn Mễ Tử An đã, không ngờ hắn bị một đôi tay kéo lại. Ha ha. Tôi quên mất là cô ấy đang thay quần áo. Tần Lạc xấu hổ nói. Chị Tinh cười nói, tôi thì không quên. Chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè bình thường.
Tần Lạc không nhìn thẳng vào Trị Tinh. Mặc dù người phụ nữ này dung mạo rất bình thường nhưng như vậy có thể tránh cho đôi mắt hắn bị nhiễu loạn. Không như chị nghĩ đâu. Nếu mà như vậy thì không thể tự tiện ngắm nhìn. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Anh có biết tại sao An An muốn đưa anh tới đó không? Chị Tinh nhìn Tần Lạc hỏi. Biết, Tần Lạc gật đầu, chắc hẳn là có liên quan tới một người đàn ông nào đó. Anh nguyện ý giúp đỡ. Tại sao lại khôn chứ? Mễ Tử An là bạn tôi, Tần Lạc nói. Hơn nữa An An đã hứa sau khi xong chuyện chị ấy sẽ mời tôi đi ăn món ăn Trung Quốc. Tần tiên sinh, tôi không thể không nhắc nhở anh. Đối thủ của anh là một người đàn ông rất có thế lực. Ở Hàn Quốc anh ta giống như một vị thần, chưa có bất kỳ ai có can đảm trêu chọc anh ta. Tần Lạc cười nói, tôi đã đắc tội với cả một quốc gia, chẳng lẽ tôi còn lo lắng đắc tội với một người nữa hay sao? Đắc tội với một quốc gia, chị Tinh nghi hoặc, khi chị xem báo thì chỉ thích đọc bản tin giải trí, không để ý tới tin tức khác nên không hiểu rõ chuyện thời sự nóng bỏng Trung Y Trung Quốc và Hàn Y khiêu chiến với nhau. Cho dù chị ta có chú ý tới thì cũng không nghĩ người đàn ông có vẻ mặt hiền lành luôn mang theo nụ cười này có liên quan gì tới chuyện đó. Câu nói đó thực sự rất phô trương. Tần Lạc cười nhưng không nói gì. Tôi rất bội phục sự dũng cảm vì bạn bè mà trả giá của anh thế nhưng tôi vẫn muốn nói người đàn ông kia không phải là người dễ trêu chọc. Chị Tinh, chị nghĩ sự việc nghiêm trọng vậy sao? Tần Lạc chỉ cùng tới tham dự bữa tiệc với tôi lần đầu mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cần là người đàn ông bên cạnh tôi thì anh ta sẽ nghĩ cách đối phó với người đó sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Anh ta thực sự cho mình là một vị thần ư? An An, cô bé ngốc nghếch này. Cô không biết tâm tư của đàn ông rồi, đặc biệt là những người đàn ông có quyền, có tiền. Ham muốn chiếm đoạt của bọn người đó cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ không thèm để ý tới những người đàn ông khác. Bọn họ sẽ không thích cảm giác này. Nếu như Lee Seung Min là một người như vậy, tôi cần phải sớm phân định rõ ranh giới với anh ta. Mễ Tử An nói, Tần Lạc, anh có sợ không? Chẳng lẽ chị không biết, đàn ông tối kỵ nhất là không chịu được sự kích động sao? Vốn tôi cũng có chút sợ hãi nhưng vì chị đã hỏi như vậy thì dù trong lòng tôi rất sợ hãi tôi cũng sẽ nói là không. Tần Lạc trêu chọc nàng. Tốt lắm, anh cứ đi cùng với tôi. Mễ Tử An cười nói. Người giàu có luôn có cách hưởng thụ không giống như người bình thường. Bọn họ thích phô trương nhưng lại khôn thích những chỗ ồn ào, gây huyên náo. Bọn họ càng không thích người khác cũng giống như bọn họ, đặc biệt là một số người thích mình giống như người không có tiền. Vì vậy chiếc xe chạy thẳng ra ngoại thành, tới một sơn trang phong cảnh hữu tình nằm gần bờ biển thì mới dừng lại trước cửa. Chị Tinh đưa ra một cái thiệp mời màu vàng óng ánh, những vệ sĩ ở cổng mới nâng cánh cổng điện tử lên. Hương hoa, tiếng côn trùng kêu, thực sự đúng là cảnh điền viên. Từng dãy đèn trang trí hai bên lối vào, soi sáng tỏa trang viện như giữa ban ngày. Xe cứ chạy thẳng vào dọc theo con đường nhỏ trải xi măng khoảng 2-3 phút, tới trước cửa một biệt thự cao cấp, đèn đuốc sáng trưng thì mới dừng lại. Một vệ sĩ gương mặt ưa nhìn, mặc âu phục màu đen bước tới mở cửa xe. Tần Lạc và chị Linh xuống xe trước. Tiếp theo nhân vật chính Mễ Tử An mới xuất hiện. Mái tóc vấn cao sang hai bên, lại có những lọn tóc lòa xòa xuống gương mặt nàng. Màu da trắng nõn, miệng xinh xắn, mũi mượt mà, mắt màu tím đậm chính là những điểm thu hút ánh ấm của người khác nhất trên gương mặt nàng, cũng bởi vì ánh mắt của nàng vô cùng quyến rũ nên chỉ cần ai chạm vào ánh ấm của nàng cũng như có cảm giác vô cùng hồi hộp. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, một bên vai được tô điểm thêm một đóa hoa lụa màu đen, một bên vai để trần để lộ làn da mịn màng đẩy giác quan của mọi người lên tới cực hạn. Ngay khi Mễ Tử An vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Tần Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Khi trước Mễ Tử An thay đổi quần áo trên xe, Tần Lạc xấu hổ không dám quay đầu ra sau nhìn. Sau khi Mễ Tử An thay trang phục xong, hắn lại không có cách nào nhìn thấy nàng vì bên trong tối thui, trong xe không bật đèn nên dù hắn đã mấy lần quay đầu nhìn nhưng không làm sao nhìn thấy Mễ Tử An trong trang phục và kiểu tóc mới. Đây là bím tóc nhỏ trên đầu của Mễ Tử An sao? Đây là thân hình có mùi khác lạ của Mễ Tử An sao? Đây là một Mễ Tử An tính tình thô bạo ăn nói thô lỗ sao? Thế nào, Mễ Tử nhìn thấy vẻ thẫn thờ của Tần Lạc khi nhìn nàng liền hỏi nhỏ. Lưu Mang đột nhiên biến thành thục nữ, chưa kịp thích ứng. Tần Lạc cười nói. Anh, Mễ Tử An làm bộ muốn đánh Tần Lạc. Đừng đánh, tất cả mọi người đang nhìn chị kia. Tần Lạc vội vàng nhắc nhở. Bọn họ sẽ nhanh chóng nhìn anh. Mễ Tử An nói, vừa nói nàng vừa thân mật ôm cánh tay Tần Lạc.
Quả nhiên ngay khi Tần Lạc đỡ Mễ Tử An bước đi, hắn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Phải biết rằng Mễ Tử An là một người rất khác thường. Tính cách của nàng rất quái dị, nàng rất ít khi gặp gỡ bạn bè. Trong những mối quan hệ của mình nàng có rất ít bạn bè thân thiết, lại càng không có bạn trai. Từ khi nàng nổi danh đã nhiều năm mà vẫn không xảy ra tai tiếng gì đó cũng là do nguyên nhân này, thậm chí có người nghi ngờ nàng là một người đồng tình luyến ái. Tin đồn này xuất hiện đã nhiều năm cho tới tận bây giờ vẫn thường xuyên có người đàm tiếu về chuyện này của nàng. Hôm nay khi tới tham dự buổi dạ tiệc này nàng đã dẫn theo một người bạn trai, hơn nữa còn rất thân mật với người đó. Chẳng lẽ nàng muốn công khai tình yêu của mình với giới truyền thông sao? Người đàn ông này là ai? Không cần phải đi như thế này. Tôi tới đây giúp chị ngăn cản một người đàn ông, chứ không phải giúp ngăn cản tất cả những người đàn ông hâm mộ chị. Tần Lạc nói. Bọn họ chỉ thích âm nhạc của tôi. Nếu như chúng ta bị giới truyền thông chụp ảnh, tôi và chị sẽ bị đăng báo. Tần Lạc nóng vội, chị Tinh càng nóng vội hơn. Chị ta đứng bên cạnh ứng phó với những câu chào hỏi của người xung quanh rồi thì thào với Mễ Tử An, bà cô của tôi ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô tha cho tôi đi, có rất nhiều người đang nhìn. Quang minh chính đại xuất hiện như này sẽ không ai hoài nghi. Nếu cứ giấu giấu giếm giếm, nói không chừng đám phóng viên lại càng nghi ngờ chúng tôi có quan hệ thân mật với nhau. Mễ Tử An giải thích. Nhưng mà, ôi, thôi quên đi, nếu có phóng viên hỏi, hai người cứ trả lời là bạn bè bình thường. Có chết cũng không thừa nhận, tuyệt đối không thể nói ra. Ngay khi bước vào đại sảnh tráng lệ, Tần Lạc bị ánh sáng trắng của những ngọn đèn làm lóa mắt. Hắn nheo mắt một lúc rồi mới dần dần thích nghi với khung cảnh chung quanh. Mễ Tử An cực kỳ nổi tiếng, liên tiếp có những người đàn ông, phụ nữ tay cầm ly rượu đi ngang qua gật đầu chào hỏi nàng. Đặc biệt có một số thanh niên, gia thế có vẻ cao sang nhưng khi nhìn thấy Mễ Tử An vẫn khá kích động. Vì bọn họ nói với nhau bằng tiếng Hàn nên Tần Lạc không hiểu gì. Một người phụ vụ băng tới, một khay trên đó có một ly rượu hồng, Tần Lạc cầm lây nhấm nháp. Trong khi đó Mễ Tử An khi nói chuyện với người khác vẫn cứ ôm chặt cánh tay Tần Lạc làm hắn không sao tách ra lỉnh tới một góc khuất nào đó. Ngay lúc đó âm thanh ồn ào vang tới. Tiếp theo đó một người đàn ông khí thế bừng bừng được một đám người tiền hô hậu ủng đi tới gần chỗ hai người. Người đàn ông này khoảng chừng 27, 28 tuổi. Gương mặt rất đẹp trai, mái tóc cắt ngắn, dáng vẻ kiên định làm người khác có cảm giác anh ta rất kiêu ngạo. Anh ta đeo một cặp kính không gọng, che giấu bớt sự sắc sảo của mình khiến anh ta trông có vẻ nhã nhặn hơn. Anh ta mặc một bộ vest đen vừa khít người, ghi lê đen, không đeo cà vạt, hai cúc áo trên cùng mở phanh gây cho người khác cảm giác anh ta cũng khá phong trần. Gương mặt anh ta cười, nói gì đó với Mễ Tử An nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tần Lạc. Mễ Tử An bình tĩnh trả lời sau đó nàng chỉ vào Tần Lạc ở bên cạnh mình giới thiệu, Sơn Minh, đây là bạn của tôi, Tần Lạc. Tần Lạc, người đàn ông hỏi, người Trung Quốc hả? Đúng vậy, tôi là Tần Lạc, người Trung Quốc. Tần Lạc gật đầu, hắn không ngờ một thanh niên có vẻ như công tử nhà đại gia lại cũng biết nói tiếng Trung Quốc. Ha ha, người Trung Quốc, người đàn ông cười, anh ta thân mật cầm tay Tần Lạc, tiến sát tới Tần Lạc, ngay khi thân thể hai người gần như dính sát nhau. Anh ta thì thào vào tay Tần Lạc, tôi không cần biết anh là người ở đâu. Anh phải nhớ kỹ một chân lý, không được tranh đoạt người con gái mà tôi muốn. Chương 424, không được tranh đoạt phụ nữ với ta. Bởi vì thời gian gấp gáp, không đủ thời gian để Mễ Tử An tìm chỗ thay đổi y phục, cũng may bên trong xe rất rộng nên có thể tiến hành thay đổi quần áo trong đó. Bên trong xe còn có một cô gái trẻ, tên là Lâm Đạt phụ trách việc trang điểm và kiểu tóc cho Mễ Tử An. Ngay sau khi Mễ Tử An lên xe, chiếc xe liền chạy đi. Lâm Đạt cùng Mễ Tử An thì bận rộn với việc trang điểm, thay y phục. Tần tiên sinh là người ở đâu? Chị Tinh cảnh giác nhìn Tần Lạc, giống như hắn là loài lang sói khoác tấm da người, đang nhe nang, há miệng, bất kỳ lúc nào cũng nhào tới cắn bảo bối Mễ Tử An của chị ta. Người Trung Quốc, Tần Lạc trả lời. Ừ, tiên sinh làm nghề gì? Thầy thuốc, Tần Lạc trả lời. Lần trước hắn ở Đài Loan chữa bệnh cho Mễ Tử An, là do Mễ Tử An lén tìm đến hắn, ngay cả người đại diện của mình nàng cũng giấu giếm vì vậy đương nhiên chị Tinh không biết Tần Lạc và Mễ Tử An quen nhau trong trường hợp nào. Thầy thuốc, chị Tinh nhìn Tần Lạc chằm chằm sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói, tiên sinh chính là thầy thuốc tọa trần do Khuynh Thành quốc tế mời ư. Người làm rung động Đài Loan sao? Tôi là Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hi hi, tôi đã nghe qua đại danh của tiên sinh.
mấy ngày hôm nay báo chí Đài Loan đăng rất nhiều tin về anh. Từ trước tới nay An An không tham gia các hoạt động buôn bán, đột nhiên một buổi tối cô ấy kêu gọi bạn bè tới cổ vũ cho Khuynh Thành quốc tế. Lúc đó tôi rất buồn bực, tôi vẫn cứ tưởng nhân là mối quan hệ thân thiết của An An và Trần Thu Tuyền. Bây giờ tôi nhất định anh chính là nguyên nhân, đúng không? Có một chút, Tần Lạc khiêm nhường nói. Mễ Tử An nguyện ý hỗ trợ hoàn toàn là vì mối quan hệ với Tần Lạc, hay nói cách khác là bởi vì do Tần Lạc uy hiếp. Vậy anh cùng An An chỉ có quan hệ bạn bè thôi sao? Chị Tinh thẳng thắn hỏi. Xin thứ cho tôi đã hỏi thẳng như vậy. Tôi không còn cách nào khác, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên tôi cũng không phản đối việc hai người ở cùng với nhau. Ý của tôi là nếu như hai người có quan hệ đó, hai người nhất định phải nói cho tôi biết. Chúng tôi là, Tần Lạc nghĩ phải quay đầu nhìn Mễ Tử An đã, không ngờ hắn bị một đôi tay kéo lại. Ha ha, tôi quên mất là cô ấy đang thay quần áo. Tần Lạc xấu hổ nói. Chị Tinh cười nói, tôi thì không quên. Chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè bình thường. Tần Lạc không nhìn thẳng vào chị Tinh. Mặc dù người phụ nữ này dung mạo rất bình thường nhưng như vậy có thể tránh cho đôi mắt hắn bị nhiễu loạn. Không như chị nghĩ đâu. Nếu mà như vậy thì không thể tự tiện ngắm nhìn. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Anh có biết tại sao An An muốn đưa anh tới đó không? Chị Tinh nhìn Tần Lạc hỏi. Biết, Tần Lạc gật đầu, chắc hẳn là có liên quan tới một người đàn ông nào đó. Anh nguyện ý giúp đỡ. Tại sao lại không chứ? Mễ Tử An là bạn tôi, Tần Lạc nói. Hơn nữa An An đã hứa sau khi xong chuyện chị ấy sẽ mời tôi đi ăn món ăn Trung Quốc. Tần tiên sinh, tôi không thể không nhắc nhở anh. Đối thủ của anh là một người đàn ông rất có thế lực. Ở Hàn Quốc anh ta giống như một vị thần. Chưa có bất kỳ ai có can đảm trêu chọc anh ta. Tần Lạc cười nói, tôi đã đắc tội với cả một quốc gia, chẳng lẽ tôi còn lo lắng đắc tội với một người nữa hay sao? Đắc tội với một quốc gia, chị Tinh nghi hoặc, khi chị xem báo thì chỉ thích đọc bản tin giải trí, không để ý tới tin tức khác nên không hiểu rõ chuyện thời sự nóng bỏng Trung Y Trung Quốc và Hàn Y khiêu chiến với nhau. Cho dù chị ta có chú ý tới thì cũng không nghĩ người đàn ông có vẻ mặt hiền lành luôn mang theo nụ cười này có liên quan gì tới chuyện đó. Câu nói đó thực sự rất phô trương. Tần Lạc cười nhưng không nói gì. Tôi rất bội phục sự dũng cảm vì bạn bè mà trả giá của anh thế nhưng tôi vẫn muốn nói người đàn ông kia không phải là người dễ trêu chọc. Chị Tinh, chị nghĩ sự việc nghiêm trọng vậy sao? Tần Lạc chỉ cùng tới tham dự bữa tiệc với tôi lần đầu mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cần là người đàn ông bên cạnh tôi thì anh ta sẽ nghĩ cách đối phó với người đó sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Anh ta thực sự cho mình là một vị thần ư? An An, cô bé ngốc nghếch này, cô không biết tâm tư của đàn ông rồi, đặc biệt là những người đàn ông có quyền, có tiền. Ham muốn chiếm đoạt của bọn người đó cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ không thèm để ý tới những người đàn ông khác. Bọn họ sẽ không thích cảm giác này. Nếu như Lee Seung Min là một người như vậy, tôi cần phải sớm phân định rõ ranh giới với anh ta. Mễ Tử An nói, Tần Lạc, anh có sợ không? Chẳng lẽ chị không biết, đàn ông tối kỵ nhất là không chịu được sự kích động sao? Vốn tôi cũng có chút sợ hãi nhưng vì chị đã hỏi như vậy thì dù trong lòng tôi rất sợ hãi tôi cũng sẽ nói là không. Tần Lạc trêu chọc nàng. Tốt lắm, anh cứ đi cùng với tôi. Mễ Tử An cười nói. Người giàu có luôn có cách hưởng thụ không giống như người bình thường. Bọn họ thích phô trương nhưng lại khôn thích những chỗ ồn ào, gây huyên náo. Bọn họ càng không thích người khác cũng giống như bọn họ, đặc biệt là một số người thích mình giống như người không có tiền. Vì vậy chiếc xe chạy thẳng ra ngoại thành, tới một sơn trang phong cảnh hữu tình nằm gần bờ biển thì mới dừng lại trước cửa. Chị Tinh đưa ra một cái thiếp mời màu vàng óng ánh, những vệ sĩ ở cổng mới nâng cánh cổng điện tử lên. Hương hoa, tiếng côn trùng kêu, thực sự đúng là cảnh điền viên. Từng dãy đèn trang trí hai bên lối vào, soi sáng tỏa trang viện như giữa ban ngày. Xe cứ chạy thẳng vào dọc theo con đường nhỏ trải xi măng khoảng 2-3 phút, tới trước cửa một biệt thự cao cấp, đèn đuốc sáng trưng thì mới dừng lại. Một vệ sĩ gương mặt ưa nhìn, mặc âu phục màu đen bước tới mở cửa xe. Tần Lạc và chị Linh xuống xe trước. Tiếp theo nhân vật chính Mễ Tử An mới xuất hiện. Mái tóc vấn cao sang hai bên, lại có những lọn tóc lòa xòa xuống gương mặt nàng. Màu da trắng nõn, miệng xinh xắn, mũi mượt mà, mắt màu tím đậm chính là những điểm thu hút ánh ắm của người khác nhất trên gương mặt nàng. Cũng bởi vì ánh mắt của nàng vô cùng quyến rũ nên chỉ cần ai chạm vào ánh ắm của nàng cũng như có cảm giác vô cùng hồi hộp. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen,
Một bên vai được tô điểm thêm một đóa hoa lụa màu đen, một bên vai để trần để lộ làn da mịn màng đẩy giác quan của mọi người lên tới cực hạn. Ngay khi Mễ Tử An vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Tần Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Khi trước Mễ Tử An thay đổi quần áo trên xe, Tần Lạc xấu hổ không dám quay đầu ra sau nhìn. Sau khi Mễ Tử An thay trang phục xong, hắn lại không có cách nào nhìn thấy nàng vì bên trong tối thui, trong xe không bật đèn nên dù hắn đã mấy lần quay đầu nhìn nhưng không làm sao nhìn thấy Mễ Tử An trong trang phục và kiểu tóc mới. Đây là bím tóc nhỏ trên đầu của Mễ Tử An sao? Đây là thân hình có mùi khác lạ của Mễ Tử An sao? Đây là một Mễ Tử An tính tình thô bạo ăn nói thô lỗ sao? Thế nào, Mễ Tử nhìn thấy vẻ thẫn thờ của Tần Lạc khi nhìn nàng liền hỏi nhỏ. Lưu Mang đột nhiên biến thành thục nữ, chưa kịp thích ứng. Tần Lạc cười nói. Anh, Mễ Tử An làm bộ muốn đánh Tần Lạc. Đừng đánh, tất cả mọi người đang nhìn chị kia. Tần Lạc vội vàng nhắc nhở. Bọn họ sẽ nhanh chóng nhìn anh. Mễ Tử An nói, vừa nói nàng vừa thân mật ôm cánh tay Tần Lạc. Quả nhiên ngay khi Tần Lạc đỡ Mễ Tử An bước đi, hắn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Phải biết rằng Mễ Tử An là một người rất khác thường. Tính cách của nàng rất quái dị, nàng rất ít khi gặp gỡ bạn bè. Trong những mối quan hệ của mình nàng có rất ít bạn bè thân thiết, lại càng không có bạn trai. Từ khi nàng nổi danh đã nhiều năm mà vẫn không xảy ra tai tiếng gì đó cũng là do nguyên nhân này, thậm chí có người nghi ngờ nàng là một người đồng tình luyến ái. Tin đồn này xuất hiện đã nhiều năm cho tới tận bây giờ vẫn thường xuyên có người đàm tiếu về chuyện này của nàng. Hôm nay khi tới tham dự buổi dạ tiệc này nàng đã dẫn theo một người bạn trai, hơn nữa còn rất thân mật với người đó. Chẳng lẽ nàng muốn công khai tình yêu của mình với giới truyền thông sao? Người đàn ông này là ai? Không cần phải đi như thế này. Tôi tới đây giúp chị ngăn cản một người đàn ông, chứ không phải giúp ngăn cản tất cả những người đàn ông hâm mộ chị. Tần Lạc nói. Bọn họ chỉ thích âm nhạc của tôi. Nếu như chúng ta bị giới truyền thông chụp ảnh, tôi và chị sẽ bị đăng báo. Tần Lạc nóng vội, chị Tinh càng nóng vội hơn. Chị ta đứng bên cạnh ứng phó với những câu chào hỏi của người xung quanh rồi thì thào với Mễ Tử An, bà cô của tôi ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô tha cho tôi đi, có rất nhiều người đang nhìn. Quang minh chính đại xuất hiện như này sẽ không ai hoài nghi. Nếu cứ giấu giấu giếm giếm, nói không chừng đám phóng viên lại càng nghi ngờ chúng tôi có quan hệ thân mật với nhau. Mễ Tử An giải thích. Nhưng mà, ôi, thôi quên đi, nếu có phóng viên hỏi, hai người cứ trả lời là bạn bè bình thường. Có chết cũng không thừa nhận, tuyệt đối không thể nói ra. Ngay khi bước vào đại sảnh tráng lệ, Tần Lạc bị ánh sáng trắng của những ngọn đèn làm lóa mắt. Hắn nheo mắt một lúc rồi mới dần dần thích nghi với khung cảnh chung quanh. Mễ Tử An cực kỳ nổi tiếng, liên tiếp có những người đàn ông, phụ nữ tay cầm ly rượu đi ngang qua gật đầu chào hỏi nàng. Đặc biệt có một số thanh niên, gia thế có vẻ cao sang nhưng khi nhìn thấy Mễ Tử An vẫn khá kích động. Vì bọn họ nói với nhau bằng tiếng Hàn nên Tần Lạc không hiểu gì. Một người phụ vụ băng tới, một khay trên đó có một ly rượu hồng, Tần Lạc cầm lây nhấm nháp. Trong khi đó Mễ Tử An khi nói chuyện với người khác vẫn cứ ôm chặt cánh tay Tần Lạc làm hắn không sao tách ra lỉnh tới một góc khuất nào đó. Ngay lúc đó âm thanh ồn ào vang tới. Tiếp theo đó một người đàn ông khí thế bừng bừng được một đám người tiền hô hậu ủng đi tới gần chỗ hai người. Người đàn ông này khoảng chừng 27, 28 tuổi. Gương mặt rất đẹp trai, mái tóc cắt ngắn, dáng vẻ kiên định làm người khác có cảm giác anh ta rất kiêu ngạo. Anh ta đeo một cặp kính không gọng, che giấu bớt sự sắc sảo của mình khiến anh ta trông có vẻ nhã nhặn hơn. Anh ta mặc một bộ vest đen vừa khít người, ghi lê đen, không đeo cà vạt, hai cúc áo trên cùng mở phanh gây cho người khác cảm giác anh ta cũng khá phong trần. Gương mặt anh ta cười, nói gì đó với Mễ Tử An nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tần Lạc. Mễ Tử An bình tĩnh trả lời sau đó nàng chỉ vào Tần Lạc ở bên cạnh mình giới thiệu, Sơn Minh, đây là bạn của tôi, Tần Lạc. Tần Lạc, người đàn ông hỏi, người Trung Quốc hả? Đúng vậy, tôi là Tần Lạc, người Trung Quốc. Tần Lạc gật đầu, hắn không ngờ một thanh niên có vẻ như công tử nhà đại gia lại cũng biết nói tiếng Trung Quốc. Ha ha, người Trung Quốc, người đàn ông cười, anh ta thân mật cầm tay Tần Lạc, tiến sát tới Tần Lạc, ngay khi thân thể hai người gần như dính sát nhau. Anh ta thì thào vào tay Tần Lạc, tôi không cần biết anh là người ở đâu. Anh phải nhớ kỹ một chân lý, không được tranh đoạt người con gái mà tôi muốn. Chương 425, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thượng. Ly Sơn Minh với nụ cười ấm áp trên gương mặt,
thân mật cầm tay Tần Lạc giống như một đôi bạn thân lâu ngày không gặp nhau. Hành động giả bộ của anh ta khiến những người xung quanh cực kỳ ngạc nhiên, không biết vị khách này đã làm thế nào để công tử Ly ra thay đổi cách nhìn của mình. Không ít người trong buổi dạ tiệc bắt đầu ghé tai nhau thì thào về thân phận của Tần Lạc. Ly Sương Minh và Tần Lạc như một đôi dính vào nhau, nhưng Mễ Tử An ở ngay cạnh đó cũng không nghe thấy hai người đang nói gì với nhau. Thế nhưng nhìn sắc mặt của hai người rất bình thường, không có tâm trạng tức giận hay là phẫn nộ. Chẳng lẽ hai người bọn họ vừa mới gặp nhau mà đã có thể trò chuyện thân mật với nhau ư? Điều này có thể xảy ra sao? Trên đường đi Tần Lạc đã sớm nghe được một số chuyện về vị công tử này. Hắn biết anh ta là một người kiêu ngạo, ngang ngược nhất Hàn Quốc, một trong những nhân vật khó có thể dây vào nhất Hàn Quốc, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy cảm giác này của hắn lại càng thêm mãnh liệt. Ra oai phủ đầu ư? Tần Lạc mím môi cười nói, yên tâm đi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường sao? Ly Sương Minh hỏi. Bạn bè bình thường, chúng tôi vừa mới quen biết không lâu. Tần Lạc giải thích. Bạn bè bình thường, hay lắm. Ly Sương Minh cười ha hả. Anh ta nắm chặt tay Tần Lạc nói như vậy chúng ta có thể trở thành những người bạn hoàn toàn không bình thường. Tần Lạc hả, mặc kệ tên anh là gì, hoan nghênh anh đã tới tham dự buổi dạ tiệc của tôi. Cảm ơn, Tần Lạc cười gật đầu nói. Nhìn thấy hai người Tần Lạc nhìn nhau cười sảng khoái, chị Tinh đang đứng ở một góc ngầm quan sát thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rất tốt, cuối cùng đã không xảy ra cảnh trình diễn vai võ phụ ngay tại đây. Vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ. Hai người nói chuyện gì vậy? Có gì vui vẻ vậy? Mễ Tử An cười hỏi. Tôi rất vui khi quen biết bạn bè của em. Ly Sương Minh dùng tiếng Trung Quốc nói với Mễ Tử An. Mễ Tử An quay sang nhìn Tần Lạc, nàng chờ đợi sự xác nhận của hắn. Đúng là như vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Tử An, vậy là không được, sao em có thể nghi ngờ tôi? Ly Sương Minh nhìn Mễ Tử An với vẻ mặt sủng ái, hôm nay tôi đã gọi điện thoại cho em rất nhiều lần nhưng lúc nào em cũng tắt máy. Em có biết tôi lo lắng cho em đến nhường nào không? Nếu như không phải người đại diện của em nói em rất an toàn, chỉ ra ngoài giải quyết chút chuyện riêng thì anh đã điều động cảnh sát đi tìm em. Xin lỗi đã để anh phải lo lắng, Mễ Tử An lễ phép nói. Em là vị khách tôn quý nhất của anh, chỉ cần em an toàn là tốt rồi. Trong lúc nói, ánh mắt sáng quắc của Ly Sương Minh đắm đuối nhìn thẳng vào mắt Mễ Tử An. Mễ Tử An làm bộ không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta, ánh mắt nàng hướng đi chỗ khác và nói, hôm nay có nhiều khách tham dự quá. Thì ra mọi người cũng cực kỳ tận tâm với công việc từ thiện. Không, bọn họ không tận tâm, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài của bọn họ mà thôi. Ly Sương Minh nói, bởi vì anh đã mời bọn họ không thể không tới. Mễ Tử An cười không nói gì. Đúng lúc đó một người đàn ông trung niên đứng sau Ly Sương Minh bước tới, ghé sát tai Ly Sương Minh thì thào mấy câu. Ly Sương Minh gật đầu, anh ta nhìn Tần Lạc và Mễ Tử An nói, buổi dạ tiệc chuẩn bị bắt đầu. Trong buổi tiệc tối nay sẽ có một chương trình đấu giá, trong đó có một bảo vật mà tôi rất thích. Tôi muốn mua nó tặng cho em. Không cần khách khí như vậy. Mễ Tử An từ chối. Tôi thích em, tôi cũng thích bảo vật đó, vì vậy tôi muốn cả hai ở chung với nhau. Ly Sương Minh nói, Tử An, em vẫn chưa hiểu tình ái. Một khi em hiểu tình ái là gì, em sẽ biết nguyện ý nỗ lực vì người yêu thương của mình là một chuyện rất hạnh phúc. Thế nhưng, thôi được, tôi phải lên phát biểu mấy câu. Ly Sương Minh cắt ngang lời Mễ Tử An. Nói xong anh ta cùng với một đám người của mình đi tới bàn chủ tọa của buổi tiệc. Anh ta luôn mạnh mẽ như vậy. Mễ Tử An cười gượng gạo nói, anh ta không cần biết anh có thích hay không, anh ta đều kín đáo chuyển hết cho anh. Chị không thích kiểu mẫu đàn ông như anh ta sao? Tần Lạc cười hỏi, có một sự thật trong xã hội là nếu có một người đàn ông nào thường kín đáo tặng cho một người phụ nữ xe sang, nhà cao cấp, những châu báu đắt tiền xa hoa thì người phụ nữ đó sẽ nhanh chóng ngả vào vòng tay giặc. Những cô gái đó sẽ nói những câu làm cho bão tố càng lúc càng mạnh hơn chứ không phải chán ghét những người đàn ông mạnh mẽ như Mễ Tử An. Tôi không thích người khác sắp đặt cuộc sống của tôi, quyết định những gì tôi yêu mến. Tôi thích cái gì tôi sẽ tự mua, những gì tôi không thích, cầm giữ nó chỉ là gánh nặng. Mễ Tử An nói, tôi thích một cuộc sống giản đơn. Nhưng bây giờ bản thân chị là một ngôi sao nổi tiếng, đối tượng dõi theo của hàng vạn người. Tính cách của chị hoàn toàn khác biệt với con đường đi của chị. Tần Lạc nói, không phải anh bây giờ cũng thế sao?
Mễ Tử An phản bác. Tần Lạc cười gượng, đúng thế, bản thân hắn trong thâm tâm cũng ưa thích một cuộc sống bình thản, an tĩnh thế nhưng bây giờ hắn lại đi trên con đường đầy chông gai và tranh đấu. So với những ngôi sao nổi tiếng, liệu có chút thoải mái, thanh nhàn hơn không? Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Lý Sơn Minh đã đứng trước bàn chủ tọa của buổi tiệc nhìn những vị khách quý dưới tâm trạng hồ hởi, giạt rào nói mấy câu gì đó. Gương mặt những vị khách quý tươi cười, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, giống như người thanh niên trên bàn chủ tọa kia là một vị thánh vậy. Thân phận người bạn này của chị thực sự không đơn giản. Tần Lạc nhìn dáng vẻ hăng hái của Lý Sơn Minh trên bàn chủ tọa cười nói. Cháu nội của Lý Sen, người sáng lập nên kỳ tích Hàn Quốc. Lý gia là một gia tộc có thế lực ảnh hưởng nhất Hàn Quốc, các công ty của gia tộc họ Lý chiếm một nửa nền kinh tế Hàn Quốc. Có người nói trong hệ thống chính phủ Hàn Quốc và cả xã hội đen có đến một nửa là người đến từ Lý gia. Điều này có thể tưởng tượng gia tộc này tiềm ẩn năng lực đến cỡ nào. Anh hãy nhìn xung quanh mà xem, Lý Sơn Minh tổ chức dạ tiệc từ thiện này đã có rất nhiều quan chức chính phủ tới đây cổ vũ. Xem ra tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất, Tần Lạc nói, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa? Nếu hoàn thành thì tôi về trước, chị cứ ở lại đây, được không? Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ anh ta có dũng khí mướn người giết người sao? Mễ Tử An nói, lát nữa có cuộc đấu giá, là một nghệ sĩ có mặt ở đây. Tôi muốn mua một bảo vật nho nhỏ để quyên góp. Giống như Lý Sơn Minh đã nói mặc kệ trong lòng tôi nghĩ thế nào nhưng vì là một người của công chúng tôi nhất định phải làm như vậy. Ngay khi công việc tối nay kết thúc tôi sẽ mời anh đi ăn món Trung Quốc. Tôi biết có một nhà hàng Trung Quốc làm món ăn Hoa Bắc rất chính tông. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi, tuy một bát thịt heo hầm cách thủy với miến rất ngon không thể so sánh với tính mạng của mình nhưng tôi luôn là người thích làm những chuyện đại loại như vì hạt vừng mà vứt bỏ quả dưa hấu. Trên bàn chủ tọa Lý Sơn Minh đã nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Tiếp theo đó là một ông già có gương mặt hiền lành lên phát biểu. Mễ Tử An biết Tần Lạc không biết tiếng Hàn. Nàng liền chỉ vào ông già đó nói, ông ta là hội trưởng lãng minh của Tổng hội từ thiện Hàn Quốc, nàng liền chỉ vào ông già đó nói, ông ta nói xin em tạ các vị khách quý đã quang lâm, cảm tạ thiện tâm của mọi người dù chỉ là trong suy nghĩ. Nếu như anh đã tham gia từ ba cuộc dạ tiệc từ thiện anh sẽ thấy trình tự vào lời nói đều giống nhau. Anh chỉ cần phải làm tốt một việc là điền vào một tờ chi phiếu. Em không thích từ thiện sao? Lý Sơn Minh đi tới trước mặt Mễ Tử An cười tủm tỉm hỏi nàng. Tôi thích giúp đỡ người khác nhưng tôi không thích cách thức bị người khác ép buộc. Mễ Tử An nói thẳng thừng, tôi thích đọc sách nhưng tôi không thích có người cầm một quyển sách tới bảo tôi rằng hôm nay tôi nhất định phải đọc xong quyển sách này. Tôi thích nghe nhạc nhưng tôi cũng không thích người khác bảo tôi chỉ được nghe mỗi âm nhạc của một nghệ sĩ nào đó. Tôi biết người nghèo rất khốn khó vì tôi đã từng sống trong nghèo khó. Tôi tình nguyện mang một phần tiền bạc của tôi quyên tặng cho những người cần tiền nhưng đây là chuyện riêng của tôi. Tôi không thích khi tôi quyên tặng lại bị người khác chụp ảnh. Tôi không thích khi quyên tặng phải bắt tay với những người làm từ thiện khác. Tôi tin tưởng rằng trên thế giới này cũng rất nhiều người không thích vậy. Tôi không thích khoản tiền quyên tặng của tôi bị người lấy ra ganh đua so sánh. Tôi càng không thích vì tôi đứng trên bàn quyên tặng lại bị rất nhiều người xem không quen biết mắng tôi là nhân phẩm thấp kém. Tần Lạc cười gật đầu, lời nói của Mễ Tử An rất có ý tứ. Mắt Lý Sơn Minh ánh lên nhìn Mễ Tử An. Anh ta nói, An An, em biết không? Tôi thích em, tôi thích tính cách thẳng thắn này của em, không dối trá, không làm bộ, không làm ra vẻ thanh cao hay thiện lương. Em là một con người sống động chứ không phải là một thể xác xinh đẹp. Như vậy đây có thể coi là một lời thổ lộ. Cảm ơn anh đã ca ngợi. Mễ Tử An nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu sao? Tôi cũng phải chuẩn bị mua một bảo vật. Tần Lạc cười thầm. Gã này bộc lộ tình cảm của mình. Mễ Tử An nói lảng sang chuyện khác. Đứng trên lập trường của người quan sát, Tần Lạc cảm thấy chuyện thú vị nhất chính là việc một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ. Đúng vậy, sắp bắt đầu. Dường như Lý Sơn Minh không cảm nhận được sự lãnh đạm của Mễ Tử An, anh ta gật đầu nói. Ngay sau khi Lãng Minh nói xong, cuộc đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Vì đây là cuộc đấu giá từ thiện nên phần lớn các vật mang ra đấu giá đều không có giá trị lớn nhưng những người tham gia đấu giá đều mua nó với giá trị vượt gấp trăm, ngàn lần giá trị thực, đây là một hình thức quyên tặng gián tiếp. Tần Lạc không ngờ vật mang ra đấu giá đầu tiên là một cái máy quay đĩa cũ ký hiệu Thượng Hải, trên mặt có một cái loa bằng đồng, phía dưới là một cái hộp nhỏ tỏa ánh sáng mờ mờ. Nó mới xuất hiện khoảng 80 năm trước đây nhưng hiện nay đã bị các thiết bị âm thanh công nghệ cao chiếm chỗ. Tần Lạc cười thầm nghĩ,
cái này có gì đáng giá mà đem đấu giá. Nhưng ánh mắt của Mễ Tử An đứng cạnh Tần Lạc lại sáng lên, nàng hào hứng nhìn chằm chằm vào cái máy quay đĩa đó, dáng vẻ rất thích thú. Tôi biết em thích âm nhạc của Đặng Lệ Quân, đó cũng là âm nhạc mà tôi thích, tôi rất vất vả mới tìm thấy cái máy quay đĩa mà Đặng Lệ Quân đã từng sử dụng. Tôi nghĩ đây là một vật rất có giá trị. Chính tôi sẽ mua cái máy quay đĩa này, Mễ Tử An nói. Không, nó là của tôi. Không ai có thể mua nó được, Ly Sơn Minh bá đạo nói. Giá khởi điểm là bao nhiêu? Tần Lạc hỏi. 5 triệu. Tần Lạc hoảng sợ hỏi lại, đắt như vậy sao? Là 5 triệu tiền Hàn, Mễ Tử An nói. 50 triệu, Ly Sơn Minh giơ 5 ngón tay hô lên một con số. Anh ta thoáng cái đã tăng giá lên gấp 10 lần. Hơn nữa khi anh ta ra một cái giá như vậy nhưng người khác đều hiểu tình thế của anh ta nên không ai còn hứng thú cạnh tranh. Tần Lạc đếm đầu ngón tay tính toán. Một nhân dân tệ Trung Quốc bằng 176 tiền Hàn. Chỉ kêu 130 triệu giúp tôi, Tần Lạc nói. Tần Lạc tiếc nhất là hắn không biết tiếng Hàn, bằng không tự hắn nói lên con số này sẽ rất có uy lực. Chương 426, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường chung. Ở Trung Quốc khi đi mua sắm, bỏ ra mấy vạn tệ cũng đã là một lượng tiền rất lớn. Khi đi tới Hàn Quốc, bạn không ngần ngại, không chút ngượng ngùng, báo trước cho người khác biết đã vất ra ngay 130 triệu. 130 triệu ư? Mễ Tử An nhìn Tần Lạc hỏi, anh cũng muốn mua cái máy quay đĩa đó hử? Đúng vậy, mua về để thưởng thức, tôi đã yêu thích âm nhạc của Đặng Lệ Quân. Tần Lạc cười nói, hãy mau ra giá giúp tôi không biết nói tiếng Hàn nếu không tự tôi đã ra giá. Tần Lạc vẫn chưa từng biết tới cảm giác thống khoái hào hùng khi trong đám người có người hô to, tôi ra giá 130 triệu. Mễ Tử An gật đầu đồng ý, nàng hô mấy từ. Nàng vừa hô lên, ánh mắt của mọi người trong cuộc đấu giá đổ dồn lên người Tần Lạc. Ở Hàn Quốc này vẫn còn có người dám ra mặt tranh cướp đồ vật với Ly Sơn Minh sao? Ly Sơn Minh quay nhìn Tần Lạc nói, tôi đã nói rồi, tôi muốn tặng đồ vật này cho An An. Tôi cũng muốn tặng vật này cho An An. Tần Lạc nói, mí mắt Ly Sơn Minh khẽ nhếch, rồi hai mắt hơi nheo lại, anh ta nói, anh cũng muốn mua tặng cho cô ấy. Tần Lạc cười khoát tay nói, đúng vậy thế nhưng anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè bình thường. Quan hệ bạn bè bình thường sao? Ly Sơn Minh hỏi. Đúng vậy, quan hệ bạn bè bình thường, Tần Lạc trả lời. Ly Sơn Minh gật đầu, anh ta giơ tay ra hiệu một con số cho người trợ thủ phía sau, người trợ thủ hiểu ý liền lớn tiếng sướng lên một con số. Cái gì vậy, anh ra giá bao nhiêu? Tần Lạc hỏi. 200 triệu, Mễ Tử An nói. Vậy hãy ra giá 300 triệu giúp tôi, Tần Lạc nói. Tần Lạc, anh không cần tranh chấp với anh ta. Không phải tôi tranh chấp với anh ta, tôi chỉ đang muốn làm chút gì đó cho những người đáng thương đó. Mỗi khi nhớ tới những đứa trẻ không có cơm ăn, không có sách đọc, không có quần áo mặc trong lòng tôi rất buồn rầu. Hãy ra giá 300 triệu giúp tôi. Đừng lo lắng. Tôi có tiền, Tần Lạc nói mà sắc mặt hắn như ở ngày tận thế vậy. Sau khi suy nghĩ một lát Tần Lạc lo lắng hỏi lại, anh ta ra giá 200 triệu tiền Hàn à? Nếu như anh ta hô 200 triệu tệ Trung Quốc hay 2 triệu đô la thì bản thân hắn sẽ từ bỏ. Đúng vậy. Vậy tốt rồi, hãy ra giá 300 triệu giúp tôi. Mễ Tử An liếc nhìn Ly Sơn Minh một cái rồi nàng nhanh chóng ra giá 300 triệu hộ Tần Lạc. Ly Sơn Minh mỉm cười với Mễ Tử An. Tỏ vẻ bản thân mình cũng chẳng hề gì, anh ta lại ra hiệu cho trợ thủ của mình. Bao nhiêu vậy? Tần Lạc hỏi, bây giờ hắn mới cảm thấy việc không thể trực tiếp giao tiếp với người khác là một chuyện đáng bực mình nhất. 500 triệu, Mễ Tử An nói, anh ta đã trả giá 500 triệu. 600 triệu, Tần Lạc khẳng định. Tần Lạc, chúng ta. Hãy ra giá 600 triệu giúp tôi. Tần Lạc nói, tôi khó có cơ hội hiến máu lần đầu tiên, chị không thể ngăn cản được tôi. Dù Mễ Tử An không hiểu rõ vì sao Tần Lạc phải cạnh tranh cùng với Ly Sơn Minh nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của hắn nàng đành phải lên tiếng báo giá một lần nữa. 800 triệu, lần này tự bản thân Ly Sơn Minh ra giá, hơn nữa có vẻ như anh ta muốn để Tần Lạc có thể nghe được nên đã cố tình nói bằng tiếng Trung Quốc. 900 triệu, Tần Lạc cũng hô lên bằng tiếng Trung Quốc. Đột nhiên Tần Lạc hiểu ra một đạo lý, người có thế lực chỉ cần nói ra điều bản thân muốn nói còn nói ra người khác nghe có hiểu hay không thì là chuyện của người đó. Cũng giống như Ly Sơn Minh vậy, anh ta không kiêng kỵ gì khi nói bằng tiếng Trung Quốc bởi vì anh ta biết các thuộc hạ của mình sẽ hiểu anh ta muốn nói gì, dù nghe không hiểu cũng phải nghĩ cách để hiểu.
phiên dịch là chuyện của bọn họ, hắn căn bản không cần lo lắng tới vấn đề ngôn ngữ. 1 tỷ, Lý Sơn Minh nhìn Tần Lạc nói, anh vẫn muốn tiếp tục cạnh tranh sao? Tôi đã nói rồi tôi nhất định phải mua được vật này. Tôi cũng nhất định phải mua được nó, Tần Lạc nghiêm túc nói. Bây giờ tôi ra giá 1 tỷ 900 triệu tiền Hàn. Người phụ trách đấu giá dịch lại lời Tần Lạc sang tiếng Hàn, lập tức mọi người trong buổi tiệc xôn xao hẳn lên. Chỉ là một cái máy quay đĩa thôi mà cũng đáng giá 1 tỷ 900 triệu tiền Hàn sao? Mặc dù khoản tiền lớn này đổi ra đô la thì cũng chỉ được mấy trăm vạn. Hơn nữa người này không còn muốn sống sao? Chẳng lẽ anh ta không nhận ra Ly công tử ở vào tình thế bắt buộc phải mua cái máy quay đĩa này sao? Không ít người đã hiểu ra sự cạnh tranh của hai người tuổi trẻ này có chút hờn giận trong đó. Nếu không làm gì có khả năng dẫn tới cục diện rằng co tới mức này. Thế nhưng người thanh niên mặc trường bào này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Anh ta có còn bài tẩy nào nữa không? Ánh mắt sáng quắc của Ly Sơn Minh nhìn thẳng vào Tần Lạc. Tần Lạc dũng cảm đối mặt với anh ta, không chút nhượng bộ. Cả hiện trường chỉ còn đọng lại hào khí. Người phụ trách đấu giá trên bàn chủ tọa thậm chí không hô giá nữa, lại càng không dám lên tiếng thúc giục, ông ta dè dặt đứng ở đó, hoàn toàn trông không giống như một người bán đấu giá chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm, ngược lại trông ông ta giống như một đứa trẻ lần đầu lên diễn thuyết nhưng lại quên mất bài nói chuyện của mình. Trên đời này chưa từng có ai dám tranh đấu với tôi. Anh chính là người đầu tiên. Ly Sơn Minh đột nhiên nở một nụ cười sắc nhọn, âm trầm. Tôi rất vinh hạnh. Anh rất đặc biệt, Ly Sơn Minh nói. Tôi không cần biết chủ ý của anh là cái gì nhưng tôi đã nói rồi tôi nhất định phải có cái máy quay đĩa này. Tôi sẽ không bao giờ buông tha. Thật vậy sao? Đến lượt anh ra giá. Nếu như anh từ bỏ thì nó sẽ là của tôi. Tần Lạc cười thúc giục. 2 tỷ, Ly Sơn Minh lớn tiếng hô lên. 2 tỷ, Ly Sơn Minh tiên sinh ra giá 2 tỷ. Còn có ai ra giá cao hơn không? 2 tỷ lần thứ nhất, 2 tỷ lần thứ hai. Người phụ trách đấu giá nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Ông ta chỉ sợ Tần Lạc lại hô lên một giá cao hơn. Ly Sơn Minh nhếch miệng nhìn Tần Lạc, ánh mắt khiêu khích. Mễ Tử An nhìn Tần Lạc, bàn tay nhỏ bé của nàng không tự chủ được nắm tay hắn, khẽ kéo treo áo của hắn, có ý bảo hắn hãy từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, tất cả cùng chờ đợi màn biểu diễn đặc sắc của hắn. Tần Lạc làm ra vẻ khó xử. Tần Lạc trần trừ một lát rồi hắn nhún vai nói với Ly Sơn Minh. Quân tử không đoạt vật của người khác. Tôi thấy anh thực sự yêu thích chiếc máy quay đĩa này vậy tôi nhường nó cho anh. Tôi từ bỏ. 2 tỷ lần thứ ba, thành giá. Ly Sơn Minh tiên sinh đã mua chiếc máy quay đĩa này. Xin mời mọi người hãy vỗ tay vì nhiệt tâm của anh ấy. Người bán đấu giá gõ tiếng búa cuối cùng mà căng thẳng toát mồ hôi hột. Rào rào. Mọi người trong bữa tiệc vỗ tay như sấm. Chúc mừng, Tần Lạc cười nói với Ly Sơn Minh. Mặc dù giá cả hơi đắt một chút, gương mặt của Ly Sơn Minh ngập tràn thâm tình, anh ta nói với Mễ Tử An, nhưng tôi đã thực hiện lời hứa của tôi với em. Đúng vậy, chính vì tôi muốn khảo nghiệm anh nên mới cố tình cạnh tranh với anh. Bây giờ xem ra anh đã vượt qua lần khảo nghiệm thứ nhất của tôi. Tần Lạc đứng cạnh thả ngựa sau pháo. Suýt chút nữa Mễ Tử An cười phá lên. Con người này thật sự không biết xấu hổ là gì, câu như vậy mà cũng nói ra được. Lúc trước đã cạnh tranh quyết liệt với người ta, hắn đã biết hắn Ly Sơn Minh nhất định phải có được vật đấu giá này, anh ta đã phải nâng giá tới 2 tỷ tiền Hàn mới chịu buông tha bây giờ lại còn nói là vì muốn khảo nghiệm người ta. Thật vậy sao, Ly Sơn Minh nhìn Tần Lạc nói, liệu tôi có cần phải nói cảm ơn với anh không? Sao lại khách khí vậy? Tôi và anh mới quen đã thân, không cần để chuyện này trong lòng làm gì. Tôi sẽ ghi tạc trong lòng, Ly Sơn Minh như hiểu được tất cả tâm tư của Tần Lạc. Anh ta cười nói. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Ly Sơn Minh, hắn gật đầu không chút e ngại. Lúc này trợ thủ của Ly Sơn Minh đã đưa chiếc máy quay đĩa mà anh ta đã bỏ ra 2 tỷ để mua. Ly Sơn Minh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc máy quay đĩa và nói, tuy Đặng tiểu thư đã sớm đi về cõi tiên nhưng khi nhìn thấy đồ của cô ấy thì cũng coi như tưởng nhớ tới cô ấy. An An, bảo vật này tôi cố ý mua tặng em. Xin em hãy nhận lấy. Ly Sơn Minh. Vật này rất quý giá. Mễ Tử An từ chối. Cái máy quay đĩa này vốn không đắt giá đến như vậy nhưng bởi vì sự đọ sức của hai người đàn ông mà thoáng một cái nó đã nâng giá trị lên gấp cả trăm lần. Ly Sơn Minh cười nói, tôi đã nói là mua tặng cho em, không phải bởi giá cả của nó mà vì ý nghĩa tồn tại của nó. Nếu không tôi đã tặng em trang sức hay châu báu là được.
Đúng vậy, An An, cứ nhận lấy đi. Đây cũng là ý tốt của Lý tiên sinh. Tần Lạc ở bên cạnh cũng khuyên nhủ. Mễ Tử An liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng gọi chị Tinh tới giúp nàng nhận quà tặng quý giá đó. Chị Tinh lo lắng liếc nhìn Tần Lạc, ngay khi bước tới vẫn còn nháy mắt ra hiệu cho hắn nhưng vì có Lý Thừa Minh ở bên cạnh nên cô ta không tiện nói nhiều. Cô ta chỉ hy vọng cái gã ngu xuẩn đó có thể biết khó mà lui bước, đừng làm ra những chuyện ngu ngốc nữa. Đi thôi, chúng ta hãy đi uống chút gì, Lý Sơn Minh nói. Tôi còn muốn mua một vật, Mễ Tử An nói. Lý Sơn Minh biết ngôi sao này không dễ thay đổi, anh ta liền gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi chỉ vào vật đấu giá thứ hai nói, bộ đồ sứ này cũng hay lắm. Em cứ ra giá cạnh tranh, tất cả phí tổn ngày hôm nay cứ tính cho tôi. Lý Sơn Minh lại quay sang nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh là bạn bè của An An, là khách quý từ xa tới. Tất cả những phí tổn của anh cũng sẽ do tôi gánh chịu. Nếu như anh thích đồ vật nào anh cứ việc ra giá mua. Anh ta làm như vậy một mặt để lấy lòng Mễ Tử An, một mặt cũng muốn chứng tỏ tiềm lực hùng hậu của mình. Điều cuối cùng cũng là muốn áp chế một phần nhuệ khí của Tần Lạc. Mới rồi Tần Lạc liên tục nâng giá lên quả thực làm anh ta thấy rất khó chịu thế nhưng trong lòng anh ta vẫn phải thừa nhận người đàn ông này vẫn biết điều vì đã chịu từ bỏ vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu đổi lại là một người đàn ông có điều kiện kinh tế lại có khí phách nữa tất nhiên sẽ không bao giờ tiếp nhận sự hữu nghị đó. Một khi anh ta đã nhận thua thì hình ảnh anh ta trong lòng Mễ Tử An sẽ giảm sút không ít. Nếu như Mễ Tử An là người thông minh, nàng hẳn sẽ biết chính mình sẽ lựa chọn người đàn ông như thế nào. Nhưng Lý Sơn Minh nhanh chóng hối hận vì câu nói kia của mình. Sau khi Tần Lạc nghe thấy có người nguyện ý chi trả chi phí cho mình, hai mắt hắn sáng bừng lên. Hắn chỉ tay vào bộ đồ sứ màu sắc khá đẹp, thoạt nhìn cũng khá giá trị hô to, 2 tỷ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người như trong giấc mộng. Có người ở bên cạnh khẽ nhắc nhở hắn, tiên sinh, vẫn còn chưa đưa ra giá khởi điểm. Tiên sinh ra giá như vậy không phải là quá cao sao? Không sao, làm từ thiện mà, tốn kém chút tiền có hề chi. Tần Lạc hào phóng khoát tay, cười nói, ra vẻ như 2 tỷ không là gì với hắn. Chương 427, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, hạ. Nếu như chính bản thân Lý Sơn Minh có tử cung, đảm bảo lúc này tử cung anh ta rất đau đớn. Anh ta có tử cung không? Không, vì vậy lúc này bụng anh ta rất đau đớn. Thứ nhất anh ta không ngờ Tần Lạc lại chấp nhận sự bố thí của anh ta. Mới rồi hắn còn rất khí phách, dám bỏ ra hàng tỷ cạnh tranh với anh ta, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành một hạng người nhu nhược không có nguyên tắc, không có lập trường, bị người khác xem nhẹ. Thứ hai anh ta không ngờ Tần Lạc lại trả một cái giá cao đến như vậy, anh ta có tiền, cực kỳ giàu có. 2 tỷ đối với anh ta mà nói không phải là con số lớn nhưng có tiền cũng không phải tiêu như vậy. Đây không phải là tiêu tiền mà là ném tiền qua cửa sổ. Thứ ba anh ta nghĩ mãi mà không hiểu, một khi đã là bạn bè của Mễ Tử An đương nhiên cũng phải là người có thân phận, ít nhất gia cảnh của hắn cũng không quá kém cỏi. Quần áo của một người có thể lừa được người khác, đồng hồ đeo tay có thể gạt được người khác, vẻ mặt có thể gạt được người nhưng ánh mắt thì không thể gạt người được. Lý Sơn Minh cũng đã từng tiếp xúc với một số nhân vật thấp kém hơn. Ngay sau khi bọn họ biết rõ thân phận của anh ta, tác phong nói chuyện sẽ thay đổi, hoặc là lắp bắp không nói nên lời, hay lộ vẻ rất căng thẳng, cũng có một số người có dã tâm thì vẫn cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh khi nói chuyện thế nhưng ánh mắt của bọn họ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Thế nhưng người đàn ông này lại không như vậy, ít nhất khi hắn đối mặt với anh ta, trong ánh mắt của hắn anh ta không thấy bất kỳ sự sợ hãi hay giống như sợ hãi. Không chút úy kỵ chắc chắn hắn có thế lực mạnh mẽ. Những người đàn ông có thế lực rất kiêu ngạo, tại sao hắn lại có biểu hiện của một kẻ vô lại như vậy? Người phụ trách buổi đấu giá vẫn còn chưa ra giá khởi điểm. Đợt bán đấu giá thứ hai vẫn còn chưa chính thức bắt đầu hắn đã lập tức ra một cái giá trên trời. Chỉ có một nguyên nhân hắn muốn tiêu tiền của chính anh ta. Chẳng lẽ hắn muốn thực sự chọc giận mình sao? Ánh mắt Lý Sơ Nghinh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Sắc mặt anh ta không biểu lộ sự phẫn nộ, hoàn toàn không có cảm xúc gì hết, gần như chết lặng, gần như coi người đàn ông cạnh anh ta đang giở trò này không có liên quan gì tới anh ta. Biểu hiện của anh ta giống như một người qua đường hờ hững. Nhưng trợ thủ của Lý Sơn Minh đã đứng dậy cười nói, vị tiên sinh này, vẫn còn chưa báo giá cạnh tranh khởi điểm sao đã có thể ra giá chứ. Hơn nữa tiên sinh ra giá cao như vậy ngay từ đầu các vị khách khác nhất định sẽ không dám ra giá. Ngài xem. Tất cả chúng ta đều là bạn bè nếu như để bầu không khí căng thẳng như này thì không tốt lắm, đúng không?
Tần Lạc đưa mắt nhìn bốn xung quanh rồi hỏi, bởi vì tôi ra giá cao quá nên làm cho bọn họ không thoải mái sao? Đương nhiên không phải, người trợ thủ vội vàng phủ nhận. Những người ở đây đều là những người có thân phận rất lớn, sao bọn họ có thể tức giận chứ? Vấn đề là từ thiện chỉ là hành động tự phát, hành động mua vui. Chúng ta hãy tạo nên bầu không khí hữu hảo, hòa thuận để hoàn thành mục đích từ thiện của mình, trải qua một buổi tối khoái hoạt này. T. Tần Lạc cắt ngang lời anh ta, nếu như bọn họ không tức giận, tôi cũng không tức giận thì tại sao bầu không khí lại căng thẳng? Tại sao lại có một buổi tối không vui vẻ chứ? Cái này, tôi nguyện ý dùng tiền làm từ thiện, nếu như không làm từ thiện được trong lòng tôi rất khó chịu. Chỉ khi có thể mang tiền ra tôi mới cảm thấy vui vẻ. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tần Lạc nhìn Ly Sơ Nghinh nói, hay là Ly tiên sinh có tâm trạng không thoải mái? Không nỡ chi bằng ấy tiền ra. Tôi cảm thấy anh đã xuất ra một lượng tiền quá lớn, vượt qua sự sẵn lòng chi trả của tôi. Ly Sơn Minh âm trầm nói, anh ta vốn định một lần nữa hạ uy của Tần Lạc nhưng thật không ngờ lại bị hắn phản đòn làm bản thân anh ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Giao tiền ra cho hắn thật sự quá đau lòng, hơn nữa đã có lần thanh toán thứ nhất 2 tỷ, liệu có lần thứ 2 2 tỷ, lần thứ 3 2 tỷ không? Nếu không xuất tiền thanh toán giúp hắn thì câu nói lúc trước của mình là gì, đến lúc đó Mễ Tử An sẽ nghĩ về mình như thế nào? Con mẹ nó, sao lại có con người không hiểu chuyện như vậy chứ? Tại sao lại có một gã không biết tốt xấu là gì vậy? Tại sao hắn không biết nể mặt người khác? Trả giá quá cao, không đâu, khi tôi ở Trung Quốc làm từ thiện mỗi lần đều bỏ ra hơn 1.000 vạn. Nếu như quy đổi ra tiền Hàn Quốc thì có thể nói là vài tỷ. Tần Lạc giống như là đang khoe khoang, dù sao vuốt mông ngựa cũng không mất tiền. Hắn đang cố gắng thiếp vàng lên mặt mình. Thế nhưng thực tế Tần Lạc không nói sai. Quỹ từ thiện do Vương Cửu Cửu quản lý có khoản tiền đầu tiên là 2.000 vạn tệ đã được sử dụng để thiết lập hệ thống chữa bệnh ở vùng núi Vân Diên. Trong khoản 2.000 vạn này có 100.000 vạn là do Tần Lạc đóng góp trong giai đoạn trước khi bắt đầu, 100.000 vạn còn lại là do Vương Cửu Cửu thông qua các mối quan hệ cá nhân của mình quyên góp được. Một khi quỹ từ thiện Tần Lạc đi vào ổn định, bọn họ sẽ đầu tư vào các công ty để kiếm lợi nhuận, như vậy sẽ không cần Tần Lạc tiếp tục bỏ tiền túi ra nữa. Nếu không như này đi, Ly tiên sinh hãy nói ra một phạm vi mình có thể chi trả, tôi sẽ ra giá cạnh tranh trong phạm vi đó, vậy có được không? Tần Lạc hỏi. Một khi Tần Lạc tiên sinh đã có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ không muốn tôi chi trả nữa, đúng không? Quả thật Ly Sơn Minh tôi đã múa rìu qua mắt thợ, xin thứ cho sự vụng bề của tôi, thì ra Tần Lạc tiên sinh mới là người thực sự có tiền. Ly Sơn Minh cười nói. Tôi không có nhiều như anh nhưng tôi có tấm lòng làm từ thiện hơn anh. Tần Lạc nói. Tốt lắm, Ly Sơn Minh chỉ tay vào bộ đồ sứ trên bàn đấu giá nói, tôi nghĩ anh nhất định sẽ nguyện ý trả 2 tỷ tiền Hàn để mua bộ đồ sứ kia, đúng không? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ đồ sứ rồi hắn lắc đầu nói, anh cho tôi là người ngu sao? Bộ đồ sứ này tuy chất lượng khá tốt thế nhưng ở Trung Quốc chúng tôi muốn gì cũng có, những bộ đồ sứ tốt hơn thế này cũng chưa tới 1 vạn, chỉ có 8.000, làm gì có chuyện trị giá 2 tỷ. Suýt chút nữa Ly Sơn Minh nổi giận kêu vệ sĩ kéo gã này ra quẳng cho chó nhai. Mi đã biết nó không đáng giá 2 tỷ, tại sao Mi còn hô một cái giá trên trời 2 tỷ? Mi nghĩ rằng tiền trong túi Mi mới là tiền, còn tiền trong túi người khác là giấy lộn hả? Lúc này người phụ trách đấu giá cũng đưa ra một giá khởi điểm cho bộ đồ sứ. Giá khởi điểm là bao nhiêu vậy? Tần Lạc hỏi Mễ Tử An. 300.000 tiền Hàn. Mễ Tử An nói. 3 triệu. Tần Lạc giơ tay hô to. Điều càng làm người ta kỳ quái là sau khi Tần Lạc hô giá tăng lên, không một ai nâng giá nữa. Bởi vì ai cũng lo lắng gã điên này lại đột nhiên tăng giá gấp vài lần, đến khi đó thì không tranh cũng không được mà tranh cũng không xong, rơi vào thế không thể hạ xuống được. 3 triệu, có ai nguyện ý ra giá cao hơn không? 3 triệu, hiện tại chỉ là 3 triệu, xin mời mọi người hãy hiến dâng lòng nhân ái của mình tiếp tục ra giá. Người phụ trách đấu giá cổ vũ. Anh có muốn không? Tần Lạc nhìn Ly Sơn Minh nói. Nếu như anh ra giá 3 triệu 2 tôi sẽ nhường lại cho anh. Không cần, tôi đã mua được thứ tôi muốn. Ly Sơn Minh nói, anh ta đương nhiên sẽ không cạnh tranh với gã này. Nếu bản thân anh ta lại ngốc nghếch hô lên một giá, rất có khả năng gã điên này lại tăng lên thành 1 tỷ 9. Người khác có thể bỏ ngang trong lúc đấu giá nhưng Ly Sơn Minh anh ta thì không thể. Không có ai ra giá nữa sao? Không ai cạnh tranh sao? Xin mời mọi người hãy ra giá, 3 triệu lần thứ nhất, 3 triệu lần thứ hai,
3 triệu lần thứ 3. Thành giá, người phụ trách đấu giá do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng phải nện cây búa xuống. T. Lúc này mới bán đấu giá xong hai hạng mục mà ông ta đã cảm thấy kiệt sức. Gã thanh niên mặc trường bào ở dưới kia thực sự dày vò người ta quá đáng. Bộ đồ sứ đến từ Trung Quốc đã được vị tiên sinh bên dưới mua lại. Xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay chúc mừng. Người bán đấu giá nói theo bài. Không một ai vỗ tay. Có người nào nguyện ý vỗ tay cho anh ta trước mặt Ly Sơn Minh không? Tần Lạc cười nói, suy bụng ta ra bụng người chính là Phật tâm. Sự nghiệp từ thiện ai cũng phải có trách nhiệm. Lần này tôi đồng ý thay mặt tiểu thư Mễ Tử An trả giá. Bộ đồ sứ này đương nhiên thuộc về cô ấy. Xin mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng tiểu thư Mễ Tử An. Sau khi người phụ trách bán đấu giá dịch lại lời của Tần Lạc sang tiếng Hàn, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên cuồng nhiệt. Liệu có ai dám không vỗ tay cho người phụ nữ mà Ly Sơn Minh yêu mến không? Mễ Tử An nhìn Tần Lạc cười nói, cảm ơn. Không cần khách khí, tôi không phải là một ngôi sao nên không cần làm bộ làm tịch. Tần Lạc cười nói, tôi đã hoàn thành sớm nhiệm vụ của chị giao phó, cũng thuận tiện cho chị mời tôi đi ăn. Nếu không đi ăn thì tôi đói là mất. Tần Lạc và Mễ Tử An lặn lội đường xá xa xôi mới tới Seoul, ngay khi tới Seoul lại bị chị Tinh kéo thẳng tới nơi này dự tiệc. Cho tới tận bây giờ bọn họ vẫn chưa ăn bữa tối, chưa ăn qua bất kỳ cái gì. Được, chờ tôi bảo chị Tinh điền chi phiếu giúp tôi sau đó tôi ời anh đi ăn món ăn Trung Quốc chính tông. Mễ Tử An cười nói. An An, vẫn còn chưa ăn tối hả? Tại sao lại không nói sớm một chút? Đi, tôi dẫn em đi bò bít tết. Tôi biết có một nhà hàng Pháp làm món bò bít tết ngon lắm. Ly Sơn Minh lên tiếng. Nhưng tôi đã đồng ý với bạn tôi là tôi sẽ mời anh ấy đi ăn món ăn Trung Quốc. Mễ Tử An nói vẻ khó xử. Tôi nghĩ anh ta sẽ nguyện ý để cho em chuyển sang ăn món ăn Pháp, có đúng không? Ly Sơn Minh nhìn Tần Lạc nói. Nhưng Tần Lạc đương nhiên cũng không thèm nể mặt anh ta, hắn lắc đầu nói, tôi không thích ăn món bò bít tết, tôi chỉ thích ăn món ăn Trung Quốc. Sắc mặt Ly Sơn Minh âm trầm nhưng ánh mắt của anh ta lại đang mỉm cười nhưng nụ cười đó là cho người ta phải sởn gai ốc. Ly Sơn Minh có vẻ muốn ra tay, anh ta tiến sát người Tần Lạc, nhìn thẳng vào hai mắt hắn gằn giọng, tôi vẫn còn nhớ khi anh bước vào đây, tôi đã nhắc nhở anh một chuyện. Anh nói không được tranh đoạt phụ nữ với anh, Tần Lạc nói, những lời này hắn nhớ rất kỹ, vẫn nhớ rất kỹ. Bởi vì có rất ít người uy hiếp hắn như vậy. Không sai. Nếu như vẫn còn nhớ kỹ tại sao còn muốn đối nghịch với tôi? Ly Sơn Minh hỏi. Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tần Lạc nói. Trong khi nói thân hình Tần Lạc chuyển sang trái một bước, tránh khỏi thân hình Ly Sơn Minh sau đó hắn đưa tay kéo Mễ Tử An vào lòng mình, tay phải hắn nâng cằm nàng, mạnh mẽ đặt một nụ hôn vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa anh đào của nàng. Chương 428, nhảy xuống biển. Tần Lạc không phải là một người tùy tiện nhưng khi hắn tùy tiện chính là lúc hắn không còn là người bình thường nữa. Hắn là siêu nhân. Ngay khi hắn gặp mặt Ly Sơn Minh, anh ta đã rất ngạo mạn uy hiếp hắn. Tôi không cần biết anh là người ở đâu, anh phải nhớ kỹ một đạo lý không được tranh đoạt phụ nữ với tôi. Tần Lạc cũng là một người kiêu ngạo đến tận xương tủy hắn sao có thể chịu được uy hiếp đó. Những lời đó giống như một vật nhọn đâm vào lòng Tần Lạc làm hắn rất khó chịu. Nhưng bởi vì mới tới đây nên hắn chưa hiểu rõ tình hình nơi này, hắn cố gắng chịu đựng, vẫn một mực nhường nhịn, một mực khó chịu. Thế nhưng anh ta không có vì thế mà bỏ qua. Anh ta coi Mễ Tử Lạc cứ như là một con thú cưng nuôi nhốt trong chuồng của mình, hết thảy anh ta hoàn toàn dùng quyền chủ nhân để ước thúc, khống chế Mễ Tử An. Khi Tần Lạc nói chuyện hay tới gần Mễ Tử An một chút anh ta đều ném ra ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hơn nữa anh ta không ngừng hỏi Tần Lạc về mối quan hệ với Mễ Tử An. Anh ta lại một lần nữa nhắc nhở Tần Lạc không được cùng anh ta tranh đoạt người phụ nữ mà hắn không được phép tranh đoạt. Đối với Mễ Tử An, Tần Lạc hoàn toàn không có tình cảm yêu đương, hắn chỉ có chút cảm giác thích thú mà thôi. Trong lòng hắn thật sự không có ý nghĩ sẽ tranh đoạt phụ nữ với Ly Sơn Minh. Con người ai cũng có tâm lý phản kháng rõ rệt, ngay khi Ly Sơn Minh lại một lần nữa lấy cớ uy hiếp hắn là anh ta ngược lại đã chọc giận hắn, làm cơn cuồng nộ trong hắn bùng phát. Câu nói cuối cùng của anh ta rốt cuộc đã là ngòi nổ làm bùng phát mâu thuẫn giữa anh ta và Tần Lạc. Không phải ngươi không muốn cho ta tranh đoạt sao? Ta không muốn tranh nhưng không thể không tranh với ngươi. Không chỉ ta muốn tranh đoạt mà ta còn muốn chiến thắng. Vì vậy hắn liền kéo Mễ Tử An lại và hôn nàng.
đương nhiên không thể không nói hành vi của Tần Lạc có mang chút giận dỗi, nhưng bất cứ ai khi tâm trạng của mình bị sự phẫn nộ chiếm cứ cũng đều ít nhiều làm ra những chuyện làm người khác rất cả kính. Tần Lạc vốn không nghĩ hắn sẽ thật sự hôn Mễ Tử An. Hắn chỉ định làm bộ như vậy. Hắn chỉ muốn cho gã Ly Sơn Minh hung hăng kia một cái tát trước mặt bao nhiêu là khách quý. Nhưng khi Tần Lạc nhìn thấy vẻ bối rối của Mễ Tử An, rồi vẻ căng thẳng, hai mắt khép lại của nàng, hàng mi dài che phủ, tinh tế xòe rộng như đang chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết như làn thu thủy ngẩng lên, làn môi nho nhỏ, hồng hồng, màu son môi rực rỡ làm hiện lên sự ướt át, kiều diễm, màu tím của mắt càng gây nên một cảm giác nàng rất xinh đẹp, quyến rũ. Như mì, không thể cưỡng lại, Tần Lạc không kiềm chế được lòng mình, hắn muốn nàng là người phụ nữ của mình. Ngọt ngào, mềm mềm, giống như kẹo cô hắn mua cho hắn hồi còn bé. Tần Lạc không hiểu vì sao đôi môi của những cô gái lại ngọt ngào như vậy. Môi trên và môi dưới của hắn mỗi ngày đụng chạm nhau tới mấy nghìn cái mà hoàn toàn không có cảm nhận như vậy. Kinh hoàng. Tất cả mọi người kinh hoàng. Một người đàn ông cuồng nhiệt hôn Mễ Tử An, một ngôi sao Đài Loan nổi tiếng nhất trong giới trẻ ngày nay ở châu Á. Một khi tin tức này truyền ra ngoài thì nó sẽ hot tới mức độ nào đây? Mễ Tử An hôn một người đàn ông trước mặt mọi người. Nếu tin ức này truyền bá ra ngoài thì Lý Thừa Minh sẽ khó xử tới mức độ thế nào? Rất nhiều người ở đây biết rõ Ly Sơn Minh cực kỳ thích Mễ Tử An. Mỗi khi Mễ Tử An tới Hàn Quốc, con người kiêu căng ngạo mạn như anh ta đều đích thân tiếp đãi nàng. Sự nghiệp của Mễ Tử An phát triển rất mạnh ở Hàn Quốc có một phần công lao không hề nhỏ của Ly Sơn Minh. Thế nhưng bây giờ người phụ nữ anh ta thích lại bị người đàn ông khác ôm hôn. Liệu Ly Sơn Minh có chịu nổi chuyện này không? Ly Sơn Minh nổi giận, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Giọng nói của Ly Sơn Minh rất bình tĩnh, rất lãnh đạm, nhưng ngữ điệu trong giọng nói của anh ta lại giống như từ địa ngục chui ra. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, sắc mặt âm trầm, đôi môi mím chặt. Hai bàn tay nắm chặt rồi nhanh chóng buông ra, dường như chỉ có vậy mới có thể bài trừ hết nỗi tức giận tích tụ trong lòng anh ta. Biết, Tần Lạc buông Mễ Tử An ra và trả lời. Chúc mừng ngươi đã trở thành người ta hận nhát. Ly Sơn Minh nói, một lần nữa rất vinh hạnh, cảm ơn thịnh tình ngôi đã khoản đãi ta, nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi trước. Tần Lạc không đợi Ly Sơn Minh nói gì, hắn đã kéo Mễ Tử An trong tình trạng mơ màng đi ra ngoài cửa. Chị Tinh lo lắng tình cảnh quá xấu hổ đó làm Ly Sơn Minh mất mặt, sau này công ty sẽ không có cách nào thu được lợi nhuận ở Hàn Quốc nên chị ta liền chạy tới nói với Ly Sơn Minh, đại thiếu, thật sự rất xin lỗi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng đã thấy An An cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô ấy bị anh ta uy hiếp. Biến, Ly Sơn Minh gằng giọng nói. Sắc mặt chị Tinh cực kỳ bối rối, nhưng phải nói công phu nhẫn nại của chị ta rất cao nên nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười. Thôi được, tôi không quấy rầy đại thiếu. Trước hết tôi sẽ đi xem An An thế nào, không được để cho người xấu bắt cóc. Nói xong chị Tinh chạy ra ngoài đuổi theo Mễ Tử An đang bị Tần Lạc kéo đi. Tại sao anh lại mất lý trí của mình như vậy? Anh nói đi, đắc tội với Ly Sơn Minh thì có lợi lộc gì cho anh? Anh muốn tìm cái chết thì cũng không thể kéo An An chết cùng với anh. Anh có biết đắc tội với Ly Sơn Minh thì sẽ có hậu quả gì không? An An, những lời nói của chị với em là những lời từ đáy lòng. Hiện tại sự nghiệp của em đang lúc đỉnh cao, là thời cơ kiếm được rất nhiều tiền. Em hãy lấy sự nghiệp làm trọng, chị là người từng trải, chị biết đàn ông đều không đáng tin cậy, chỉ cần khi em công thành danh toại. Kiếm đủ tiền thì lo gì em không tìm được một người đàn ông chứ? Hai cái đùi cóc khó tìm hay người đàn ông ba chân, chỉ cần là em múa chị đều có thể tìm cho em. Trong xe Mercedes, chị Tinh cứ rông dài ca cẩm giống như một bà lão đang ở vào thời kỳ mãn kinh vậy. Nói xong chưa, Tần Lạc hỏi chị Tinh. Cái gì, chị Tinh bị gã đàn ông này vừa cười tủm tỉm vừa nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Tới lúc này chị ta mới nhớ tới hắn là một người đầu óc không bình thường, ngay cả một người như Ly Sơn Minh hắn cũng dám trêu chọc. Nói xong rồi thì xuống xe đi, Tần Lạc vỗ ầm một tiếng vào cửa xe và nói to với lái xe, dừng lại ở ven đường. Tại sao tôi phải xuống xe? Đây là xe của công ty chứ không phải là xe của anh. An An, cô không thể đi theo anh ta, cô hãy theo tôi quay về khách sạn. Ngày mai chúng ta sẽ đi ăn cơm với Ly Sơn Minh, anh ta sẽ không giận cô đâu. Tôi thấy anh ta rất có cảm tình với cô. Chị Tinh còn chưa nói xong, Tần Lạc đã kéo Mễ Tử An xuống xe. Ngay sau đó hai người giơ tay vẫy taxi,
nghênh ngang rời đi, bỏ lại một chiếc Mercedes cùng với một phụ nữ gầy còm đang dậm chân tức giận. Trên tàu thủy từ Seoul đi đảo Tế Châu, Tần Lạc và Mễ Tử An đứng sóng vai nhau đứng trên boong tàu. Bầu trời đầy sao, gió biển thổi nhẹ. Đây vốn là một buổi tối tình thơ ý họa, làm lòng người vui sướng nhưng chỉ vì một chuyện mà ảnh hưởng tới tâm tình hai người. Đói không? Tần Lạc hỏi, sau khi xảy ra chuyện đó hai người cũng không còn hứng thú đi ăn món ăn Trung Quốc. Sau khi hai người bàn đi tính lại, hai người thấy nếu vẫn ở lại Seoul nhất định sẽ bị Lee Seung Min quấy rầy, cách tốt nhất là ngay trong đêm quay lại đảo Tế Châu. Tần Lạc là đội trưởng của đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc. Nếu như trong thời gian cuộc thi đấu xảy ra bất kỳ chuyện gì với hắn, phía Hàn Quốc phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm, vì vậy bên Hàn Quốc đã cam đoan bảo vệ an toàn cho hắn. Về phần Mễ Tử An, nàng cũng không muốn suốt ngày nghe chị Tinh ca cẩm, nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh. Đói, Mễ Tử An nói, lúc ở bến tàu hai người chỉ ăn tạm một cái bánh mì nên căn bản không có tác dụng chống đói. Chị tức giận hả? Tần Lạc hỏi. Cái gì? Mễ Tử An quay nhìn Tần Lạc, sau đó những sợi tơ tằm màu đen trên đầu nàng tung bay trong gió biển. Chuyện lúc trước ấy, Tần Lạc chỉ tay vào môi. Vốn Mễ Tử An cảm thấy khá rối rắm, nàng cảm thấy mối quan hệ của mình và Tần Lạc đột nhiên tiến tới một trạng thái không thể nắm chắc được, không điều khiển được, nhưng khi Tần Lạc đã chủ động nhắc tới thì nàng cũng không có ý cố chấp nữa. Nếu như bản thân mình tức giận hay vui sướng thì không phải đều để cho anh ta rõ thế giới nội tâm của mình sao? Sắc mặt nàng trở nên rạng rỡ, chuyện đó thì sao? Tôi biết anh làm vậy vì muốn giải thoát cho tôi. Tôi còn lo lắng là chị sẽ tát vào mặt tôi. Tần Lạc cười nói. Nếu như lần sau anh không báo tôi biết trước, tôi sẽ đánh anh. Mễ Tử An hung dữ nói. Báo trước sẽ không đánh sao? Anh đừng có đắc ý. Mễ Tử An nói. Chị không nên tới đây cùng với tôi. Tần Lạc nói. Hãy quay về với chị Tinh. Ngày mai chị hãy đi ăn cơm với Lee Seung Min và nói với anh ta rằng chị bị bắt buộc phải hôn, anh ta nhất định sẽ không làm khó chị. Nếu như tôi nguyện ý lựa chọn anh ta thì liệu còn có chuyện xảy ra tối hôm nay không? Mễ Tử An hỏi ngược lại. Sau đó nàng cười phá lên nói, tôi nghĩ anh ta chưa từng trải qua những cảnh mất mặt như vậy. Vì vậy tôi mới gặp tai họa. Thực sự anh không cần phải làm cho mối quan hệ căng thẳng như vậy. Mễ Tử An nói. Cho tới tận bây giờ nàng vẫn không hiểu vì lý do gì mà Tần Lạc đột nhiên lại đối chọi gay gắt với Lee Seung Min. Tần Lạc lắc đầu nói, có một số việc biết rõ là không nên làm như vậy nhưng tất cả đều vì thể diện của người đàn ông, dù biết hậu quả nghiêm trọng thế nào nhưng vẫn không thể không làm. Tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi làm như vậy nhưng khi nhìn thấy vẻ khó chịu của anh ta, tôi mới thấy việc làm của tôi có ý nghĩa. Ngụy biện, Mễ Tử An nói. Sóng biển nhấp nhô, con đường nhanh chóng qua mau. Khi con tàu buông neo ở đảo Tế Châu thì đã 11 giờ đêm. Tần Lạc dìu Mễ Tử An gương mặt mệt mỏi, uể oải rời khỏi tàu thủy, khi cả hai định bước chân xuống bậc thang bến tàu thì phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen. Người đó kéo áo gió ra, rút súng chỉ thẳng vào Tần Lạc. Tần Lạc không kịp lên tiếng nhắc nhở Mễ Tử An, hắn ôm lấy người nàng, ngã lăn xuống, cả hai lăn xuống dưới như một bánh xe. Bùm! Thân thể của hai người đồng thời rơi vào nước biển. Bịch. Lúc này trên bờ vang lên một tiếng súng và một phụ nữ vô tội ngã xuống vũng máu. Khung cảnh thanh bình của biển đã bị phá vỡ. Tiếng kêu thét, than khóc vang lên rầm trời. Chương 429, chảy máu. Nước biển hơi lạnh. Tuy Tần Lạc và Tô Tử mấy ngày gần đây tình trạng ý thiếp, thiên dương chi mạch của hắn đã giảm bớt khá nhiều nhưng huyết khí trong cơ thể hắn vẫn dồi dào hơn những người bình thường. Nhiệt độ trong cơ thể hắn cũng cao hơn nhiệt độ cơ thể người thường khá nhiều. Vì thế với độ lạnh như vậy đối với hắn mà nói không có gì nguy hiểm. Ngược lại Mễ Tử An không hề phòng bị sau khi bị rơi xuống biển đã uống liên tiếp mấy ngụm nước biển, sau đó hai tay, chân nàng đập loạn xạ, nàng gắng sức nổi lên trên mặt nước. Nàng không biết bơi. Tần Lạc sợ Mễ Tử An bị nước biển nhấn chìm, hắn cũng sợ tay súng vẫn ở bên trên chưa bỏ đi nên hắn đành phải kéo người Mễ Tử An bơi tới một chiếc phà đang bỏ neo ở bên cạnh. Hô! Sau khi tựa người vào sườn tàu, Tần Lạc mới kéo Mễ Tử An từ trong nước biển lên và gọi, Mễ Tử An, chị thế nào rồi? Mễ Tử An không trả lời, nàng chỉ hoảng loạn ôm chặt lấy người Tần Lạc, sau đó nàng nôn khan, nước biển mặn chát tràn đầy bụng nàng, làm dạ dày của nàng như sôi lên, làm nàng nôn tới tê tâm liệt phế. Chị không sao chứ, có việc gì không? Một tay Tần Lạc vịn vào sườn tàu để cho hai người khỏi bị rơi vào lòng biển sâu,
một tay hắn ôm lấy người Mễ Tử An, lo lắng hỏi. Tôi không sao, Mễ Tử An yếu ớt trả lời. Không việc gì là tốt rồi, Tần Lạc nói, chúng ta phải nghĩ cách thoát hiểm. Tần Lạc chưa nói xong, vù một tiếng, một phát súng bắn xuống biển gần chỗ hai người đang ẩn nấp làm nước biển bắn tung lên. Hung thủ vẫn chưa đi, Tần Lạc hô to, mau hít sâu. Tần Lạc cũng không quan tâm tới việc Mễ Tử An giãy giụa, hắn liền ấn đầu nàng sâu xuống làn nước biển, sau đó hắn cũng hít một hơi thật sâu, lặn xuống, kéo theo Mễ Tử An lặn qua đáy phà sang bên kia. Từ điểm rơi của viên đạn vừa bắn xuống có thể thấy tên sát thủ đang ở trên tàu thủy, ngay trên đầu hai người. Đòn bắn lén đầu tiên không đạt được mục đích, hắn dĩ nhiên sẽ không vì thế mà từ bỏ nhiệm vụ của mình, vẫn chạy lên tàu đuổi giết, có thể thấy tên sát thủ này hung tàn, không kiêng dè gì cả, quyết đuổi giết hai người tới cùng. Ừng ực, người không biết bơi lội có tính sợ nước trời sinh, ngay khi Mễ Tử An chìm hẳn vào trong nước, nàng hốt hoảng há hốc miệng ra, do đó nước biển không ngừng tràn vào miệng nàng. Thân hình nàng càng lúc càng giãy giụa mạnh, chân tay vung loạn xạ giống như có thâm cừu đại hận với Tần Lạc. Tư thế của nàng như thế là ai ngăn cản ta nổi lên mặt nước, ta liều mạng với người ấy. Không khí. Nàng cần gấp không khí. Tần Lạc không thể biết được liệu tên sát thủ đã bỏ đi hay chưa. Nếu lúc này hắn để cho nàng trồi lên mặt nước thì cực kỳ nguy hiểm. Tên sát thủ ở trên cao nhìn xuống, chỉ cần thấy mặt nước chỗ nào gợn sóng là bắn liền mấy phát xuống, lập tức hai mạng người đang tràn ngập sự sống sẽ biến mất. Bản năng sống mạnh mẽ của Mễ Tử An tạo cho nàng một sức khỏe kinh người. Tần Lạc đã cố hết sức ôm người nàng để nàng không nổi đầu lên, trong quãng thời gian đó mặt hắn đã bị nàng cào mấy lần, bụng và bắp chân hắn cũng bị nàng đạp liên tục. Tần Lạc chứng kiến cảnh đầu Mễ Tử An không ngừng vùng vẫy, có vẻ nàng không chịu đựng được nữa, hắn vô cùng quýnh quáng, hắn vội vàng cúi đầu mình sát vào đầu nàng, tìm được miệng nàng, miệng hắn gắn chặt vào cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa anh đào của nàng. Sau đó Tần Lạc bắt đầu thổi khí của mình sang người Mễ Tử An. Cứ như vậy quả nhiên Mễ Tử An trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục ẩn núp sâu dưới biển cũng không phải là biện pháp tốt, chưa nói tới việc luồng khí của Tần Lạc thổi sang có thể giúp Mễ Tử An duy trì trong bao lâu mà bản thân Tần Lạc cũng không trụ được. Tần Lạc khẽ đẩy người Mễ Tử An ra, ý muốn bảo nàng hãy duy trì một khoảng cách với hắn, nhưng Tần Lạc không ngờ Mễ Tử An lại sợ Tần Lạc muốn vứt bỏ nàng nên nàng nhanh chóng tiến sát lại. Ôm chặt lấy Tần Lạc, một ly cũng không rời. Tần Lạc cười khổ, hắn hao tổn rất nhiều hơi sức cởi chiếc trường bào của mình ra, sau đó hắn kéo Mễ Tử An bơi chỗ khác của chiếc phà. Tần Lạc không thò đầu lên trước mà hắn giơ cao chiếc trường bào của mình lên, để mặc nó nổi lên trên mặt nước biển. Bịch, vù một tiếng vang lên, một viên đạn bắn trúng chiếc áo của hắn, tiếp theo lại có liên tiếp hai viên đạn nữa cũng bắn trúng chỗ đó. Nếu Tần Lạc mặc chiếc áo đó trên người thì mấy viên đạn đó đã xuyên qua người hắn. Tần Lạc thực sự chỉ muốn khóc, tại sao tên sát thủ này vẫn chưa đi? Sự phản ứng của cảnh sát Hàn Quốc quá chậm trễ, tại sao cho tới giờ mà vẫn không có ai tới cứu viện cho hắn? Quả thật cũng không thể trách cảnh sát được, từ lúc Tần Lạc bị bắn bất ngờ ngã xuống biển tới giờ vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, bởi vì hai người chìm trong nước biển. Bên cạnh Tần Lạc lại có Mễ Tử An hoàn toàn không biết bơi làm liên lụy tới hắn nên Tần Lạc mới cảm thấy thời gian dài dằng dặc, mỗi một giây trôi qua đối với bọn họ giống như một sự giày vò trong tâm can. Tên sát thủ không chịu bỏ đi, Mễ Tử An không thể duy trì quá lâu, hy vọng chờ cứu viện của Tần Lạc hoàn toàn thất bại. Tần Lạc lại ôm Mễ Tử An bắt đầu giãy giụa bơi về phía xa xa. Ngay khi mới bơi được chừng 10 mét, Mễ Tử An đang được hắn dìu bơi đi bị ngạt thở không chịu nổi sắp nhô đầu lên. Tần Lạc lại phải há miệng hà hơi cho nàng rồi mới tiếp tục bơi đi. Sau mấy lần hà hơi tiếp sức như vậy, khi hai người nhô đầu lên khỏi mặt biển chính là lúc hai người đã bơi tới gần bờ một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Hòn đảo nhỏ này nằm sát cạnh Tế Châu, giống như đầu của một con công, nhưng vấn đề là nó bị ngăn cách bởi cái cổ con công nên trông nó có vẻ cô lập. Tần Lạc khó nhọc dìu Mễ Tử An gần như là kiệt sức lên bờ, nằm xuống một tảng đá lớn, bằng phẳng, sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh. Thở hổn hà hổn hển. Bây giờ ngay cả hai người cũng không còn đủ sức nữa. Máu, giọng nói yếu ớt của Mễ Tử An vang lên. Cái gì, chị chảy máu hả? Tần Lạc vội vàng hỏi, hắn cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào, giống như lần trước hắn rơi vào trạng thái thoát lực khi trị liệu thân thể cho Long Vương. Là anh đang chảy máu. Mễ Tử An chỉ vào chỗ Tần Lạc đang nằm, ở chỗ đó máu tươi đang chảy tràn ra, nhuộm đỏ cả tảng đá bóng loáng như ngọc. Binh,
Ly Sương Minh đập tập tài liệu dày cộm trong tay xuống mặt bàn, anh ta giận dữ gầm lên, một người khiêu chiến một quốc gia. Hắn tưởng hắn là ai vậy chứ? Hiệp sĩ sắt thép sao? Hay là Ottman, hắn mắc bệnh não sao? Nếu hắn không mắc bệnh tại sao hắn lại làm cái chuyện cuồng vọng, vô lễ như vậy? Gã trợ thủ đứng bên cạnh dè dặt giải thích, đó là do báo chí nói như vậy, em cũng cảm thấy quá khoa trương, anh ta mới chỉ thắng được mấy trận đấu thôi mà. Tao thực sự không ngờ hắn lại chính là gã Tần Lạc đó. Nếu như vậy thì tao đối xử với hắn quá lịch sự. Ly Sương Minh cười nhạt nói. Đúng như vậy, gã trợ thủ lên tiếng phụ họa, chúng ta đáng lẽ không nên để anh ta bước vào dự tiệc tối nay. Hiện tại cả Hàn Quốc đều cực kỳ thù ghét anh ta. Anh ta chính là nhân vật không được óc chào đón nhất. Nếu đã như vậy, tại sao mày không nhắc nhở tao về thân phận của hắn? Tao không biết lai lịch của hắn, chẳng lẽ mày cũng không biết hả? Ly Sương Minh trừng mắt nhìn gã trợ thủ. Hiện tại trong người Ly Sương Minh đang có một luồng tà khí uất nghẹn, luồng tà khí này không phát tiết ra ngoài, tâm trạng của anh ta không thể thoải mái được. Điều này, gã trợ thủ nói vẻ khó xử. Anh ta là bạn của Mễ Tử An tiểu thư. Hơn nữa em cũng tưởng anh ta được thiếu gia mời. Binh! Ly Sương Minh cầm cái gạt tàn thuốc lá trên mặt bàn vung lên đập vào mặt gã trợ thủ, quát, mày là đầu heo hả? Tao mà đi mời một thằng không ra gì như nó tới phá hỏng bữa tiệc của tao à? Mày làm trợ thủ của tao làm gì? Xem ra công việc này không thích hợp với mày nữa rồi, mày chuẩn bị đi nuôi heo đi. Thiếu gia, tất cả là lỗi của em. Sau này em nhất định sẽ không lặp lại sai lầm như này nữa. Hãy tha thứ cho em. Gã trợ thủ không dám né tránh, gã để mặc chiếc gạt tàn đập vào đầu mình. Sau một tiếng kêu đau đớn, một dòng máu đỏ từ trán gã chảy xuống. Sau khi Ly Sương Minh nhìn thấy máu tươi từ đầu gã trợ thủ của mình chảy ra, có vẻ như cơn giận trong lòng anh ta đã được giải tỏa, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên. Ly Sương Minh lấy từ trong hộp gỗ ra một điếu xì gà. Anh ta dùng kéo tỉ mỉ cắt tỉa lại và nói, nếu như hắn chết ở Hàn Quốc, nhất định sẽ là sự kiện làm hả hê lòng người nhất, đúng không? Em nghĩ đúng như vậy. Gã trợ thủ nói, nhất định mọi người sẽ coi đó như một ngày lễ để ăn mừng. Ly Sương Minh ngẩng đầu nhìn gã trợ thủ nói, thế này đi, mày hãy nghĩ cách nào để mọi người có thể hưởng cảm giác sung sướng đó, phản vậy không? Đúng vậy, em sẽ cố gắng, gã trợ thủ nói. Bây giờ hai người bọn chúng tới đâu rồi? Người của chúng ta vẫn giám sát phía sau. Bây giờ cả hai đang về đảo Tế Châu. Ồ, đảo Tế Châu. Như vậy tạm thời không được ra tay. Công ty đang đàm phán về một hạng mục ở đảo Tế Châu, không được để chính phủ có thêm lợi thế trong đàm phán. Dạ, em hiểu. Ngay lúc đó chuông điện thoại di động trong túi gã trợ thủ vang lên. Gã nhìn Ly Sương Minh nói xin lỗi, sau khi được phép gã liền đứng nghe điện thoại ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt gã trở nên nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Ly Sương Minh hỏi. Anh ta và Mễ Tử An tiểu thư khi tới đảo Tế Châu đã bất ngờ bị tấn công bằng súng. An An có việc gì không? Ly Sương Minh vội vàng đứng bật dậy. Việc sống chết tạm thời vẫn chưa rõ. Sắc mặt Ly Sương Minh lập tức xanh mét, anh ta nói, nếu mọi chuyện đúng như vậy, tất cả mọi người sẽ nghĩ tao là chủ mưu, đúng không? Đúng vậy, gã trợ thủ không thể không trả lời thành thật vấn đề này. Trong buổi dạ tiệc tối hôm nay, tất cả mọi người đều chứng kiến mâu thuẫn giữa Tần Lạc và Ly Sương Minh. Tần Lạc vừa mới rời khỏi không lâu thì đã bị sát thủ truy sát như vậy, người tình nghi số một đương nhiên chính là Ly Sương Minh. Tao quả thật rất muốn làm như vậy, Ly Sương Minh nói, thế nhưng chuyện này không phải tao làm, tao không muốn có cảm giác bị người nghi oan cho mình. Tay Ly Sương Minh nắm chặt tay kéo, gương mặt hung ác, anh ta nói với gã trợ thủ, chúng ta bị người khác lợi dụng. Mau đi tìm hiểu. Hãy điều tra ra những con chuột nhắt đó cho tao. Dạ, thiếu gia, gã trợ thủ trả lời rồi vội VX bước đi. Ngay khi gã trợ thủ đi khỏi, Ly Sương Minh châm điếu xì gà, một màn khói như sương mù mang theo một mùi hương kỳ dị tràn ngập khắp phòng. Là ai? Mục đích của chúng là gì? Chúng là đối thủ của mình hay của hắn? Chương 430, hắt nước bẩn. Chảy nhiều máu như vậy thì chẳng lẽ mình trúng đạn rồi sao? Tần Lạc cũng không biết chính xác. Tên sát thủ xuất hiện quá bất ngờ. Dưới tình thế cấp bách hắn ôm Mễ Tử An nhào xuống bậc thang, vội vàng trốn tránh tên sát thủ đuổi giết nên không cảm thấy có cảm giác bất thường nào. Bây giờ khi đã thoát ra khỏi mối nguy hiểm, hắn mới nhận ra thân thể mình dường như mất hết sức lực, mỗi cử động đều rất đau đớn vô cùng.
Mặc dù Tần Lạc nghi ngờ chính bản thân mình bị thương nhưng hắn vẫn nằm yên không nhúc nhích, bây giờ hắn giống như lúc mới học cận chiến với Ly, khi bị nàng quăng đập 70-80 cái liền, toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực. Tần Lạc, Mễ Tử An gọi to. Ừ, Tần Lạc mệt mỏi trả lời. Hãy để tôi xem lưng của anh một chút. Chị hãy tự xem đi, tôi không thể cử động được. Anh nằm bất động thế này thì tôi kiểm tra thế nào? Mễ Tử An lo lắng nói. Điều nàng lo lắng là liệu Tần Lạc có bị thương nặng hay không, với tốc độ máu chảy nhiều như này hẳn vết thương của hắn không nhỏ nhưng nàng cũng đành chịu vì bản thân nàng mệt rũ, không còn chút sức lực nào. Vậy không cần nhìn nữa, Tần Lạc nói, hắn chỉ muốn ngủ một giấc ngon nhưng lại lo lắng tên sát thủ đuổi theo giết nên cố gắng gượng giữ vững tinh thần, duy trì sự tỉnh táo cùng cảnh giác. Sau khi Mễ Tử An nằm nghỉ một lát nàng cảm giác bản thân mình đã lấy lại được chút hơi sức nàng liền bò tới cạnh Tần Lạc. Nàng kéo tay Tần Lạc, định kéo hắn nằm sấp xuống. Nhưng Mễ Tử An không ngờ, nàng không những không kéo được Tần Lạc nằm sấp xuống mà ngược lại bị trọng lực kéo ngã đè lên người Tần Lạc. Chiếc váy dạ hội đen trên người nàng lúc này đã vô cùng lộn xộn, ngực nàng đã trễ hẳn xuống, để lộ ra hơn một nửa áo nịt màu đen nịt lấy một ngực thanh xuân gợi cảm của nàng. Tần Lạc không cảm thấy sự khó chịu khi trên ngực mình có hai vật to tròn, mềm như thịt đè lên nhưng Mễ Tử An lại cảm thấy ngực mình rất đau đớn. Nàng định gượng ngồi dậy nhưng không còn chút sức nào. Tần Lạc, anh vẫn chảy máu, bây giờ làm thế nào? Mễ Tử An sốt ruột nói. Tần Lạc cũng biết cứ để như vậy cũng không phải là cách hay. Sau khi nằm yên mấy phút để khôi phục lại một chút hắn liền đỡ Mễ Tử An đang nằm trên ngực mình sang một bên rồi chống tay gượng ngồi dậy. Lúc trước hắn đã vứt cái áo trường bào đen trên biển bây giờ trên người hắn chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng. Dưới ánh trăng, sao chiếu rọi? Mễ Tử An phát hiện cả lưng áo của Tần Lạc thấm đẫm máu tươi, đỏ lòm. Chảy nhiều máu quá, nhất định sau lưng đã bị thương. Mễ Tử An lại sốt ruột nói. Tần Lạc cũng cảm thấy sau lưng hắn đau đớn, bỏng rát. Tần Lạc liền cởi áo lót ra và nói với Mễ Tử An, hãy giúp tôi xem vết thương ở chỗ nào. Mễ Tử An liền bò tới, sau khi nhìn thoáng qua nàng liền kêu lên, trời ơi, rất nhiều chỗ rách toạc ra. Thật ra không chỉ đơn giản là rách ra như vậy. Sau lưng Tần Lạc máu, thịt lẫn lộn, thậm chí ngay khi Tần Lạc cởi áo lót của mình ra, vẫn còn những mảnh áo nhỏ dính trên người hắn. Trong đó có một vết cắt siêu vẹo trông cực kỳ đáng sợ, giống như bị ai đó dùng một vật sắc nhọn cắt mất một miếng thịt hình chữ nhật, không biết đó là do viên đạn làm chảy ra hay là do lúc lăn xuống bậc thang bị hàng rào sắt hay cái gì đó quyệt vào. Rách ra hả? Tần Lạc cười gượng nói. Nhất định là nghiêm trọng hơn so với rách ra, đúng không? Mặc dù Tần Lạc không thể nhìn thấy tình trạng sau lưng mình nhưng với thân phận đúc của người bị hại và thầy thuốc, Tần Lạc vẫn có thể hiểu được vết thương ở sau lưng của hắn hoàn toàn không đơn giản chút nào. Làm sao bây giờ? Lúc này Mễ Tử An sốt ruột nói. Tại sao anh lại không mang theo thuốc? Làm thế nào băng bó đây? Điện thoại di động đâu? Chúng ta phải gọi điện báo cảnh sát. Điện thoại di động của tôi để ở túi áo ngoài đã trôi mất, điện thoại di động cũng mất. Tần Lạc nói. Điện thoại của chị đâu? Điện thoại của tôi để ở trên xe của chị Tinh. Mễ Tử An nói, lúc đó khi nàng thay đổi trang phục trên xe nàng đã để túi sách của mình trên ghế, lúc trước xuống xe lại vội vàng nên nàng cũng không nhớ tới cái túi của mình. Tần Lạc nhận thấy hòn đảo nhỏ cô độc này cách đảo Tế Châu một đoạn rất dài. Dựa vào tình trạng sức khỏe hiện tại của hai người, khẳng định rằng rất khó bơi qua khoảng cách đó. Nếu như thần kinh vẫn còn đang trong tâm trạng căng thẳng thì còn có thể nhưng bây giờ hai người đã thư thái hơn rất nhiều nên đương nhiên không thể có đủ sức bơi qua khoảng cách đó. Tần Lạc khá bực bội, tất cả thuốc dự phòng cùng các đồ đạc khác đã cùng biến mất dưới biển cùng với chiếc áo trường bào kia, những loại thuốc khác thì nằm trong phòng khách sạn, cách khá xa hiện trường vụ nổ súng, hơn nữa cũng ở chỗ khá kín đáo, người khác khó thấy được. Không có điện thoại gọi cấp cứu. Chỉ còn cách ngồi đợi đội cứu hộ tìm tới nhưng liệu bản thân hắn có thể kiên trì tới khi nào? Tần Lạc dùng ngón tay ấn vào huyệt đại thương ở trên cổ tay phải để máu trong cơ thể hắn lưu thông càng chậm càng tốt, ánh mắt hắn quan sát xung quanh, hắn hy vọng có thể tìm thấy một dược vật thích hợp để sử dụng. Nhưng đáng tiếc nơi đây là một sườn núi đá chọc lốc, không có bất cứ cây cỏ gì. Đúng lúc hai người đang ở tột cùng của cảm giác thất vọng thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng chói như ánh sáng mặt trời. Soi rọi bầu trời đêm sáng rõ như ban ngày. Ngay sau đó hai người nghe thấy tiếng máy bay trực thăng xình xịch. Tần Lạc, có trực thăng cứu viện, trực thăng cứu viện.
Mễ Tử An kích động hét lên, sau đó nàng vẫy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng trên bầu trời. Ngay sau đó trên mặt biển cũng xuất hiện hai luồng ánh sáng. Hai chiếc cano chạy song song với nhau đang hướng tới hòn đảo nhỏ. Tần Lạc nhếch miệng cười nói, người xấu đoản thọ, người tốt sống ngàn năm. Ngày hôm nay giới truyền thông Hàn Quốc chỉ đưa hai thông tin, hơn nữa hai thông tin này chỉ liên quan tới một thanh niên đến từ Trung Quốc. Tin tức thứ nhất nói rằng dù đã có hiềm khích trước đó với người Hàn Quốc nhưng khi người thanh niên này đi tản bộ nhìn thấy một phụ nữ mang thai đã rụng cuốn rốn, tình trạng vô cùng nguy hiểm, anh ta đã ra tay giúp người phụ nữ sinh con ngoài trời. Mặt khác cũng theo thông tin thứ nhất thì tối hôm qua đã xảy ra một vụ nổ súng. Mục tiêu của vụ nổ súng là Tần Lạc, trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc. Bây giờ ở Hàn Quốc có khi Tần Lạc còn nổi tiếng hơn cả một ngôi sao màu bạc danh tiếng nhất. Tất cả báo chí đều đưa tin về hắn. Trong phòng bệnh chật kín người, Tô Tử ngồi trên xe lăn, tay nàng nắm chặt tay Tần Lạc. Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền cùng một nhóm thành viên đoàn đại biểu Trung Y tới thăm hắn. Thân trên Tần Lạc ở trần, sau lưng hắn quấn đầy băng, trên mặt hắn cũng dán khá nhiều cao dán. Tần Lạc nhìn Vương Tu Thân nói, sư phụ, không phải hôm nay còn có cuộc thi đấu sao? Tại sao mọi người lại tới hết đây? Mặc dù Tần Lạc đã đánh bại Y Thánh Hứa Nhược và 16 danh y tinh túy nhất của Hiệp hội Hàn Y nhưng cả phía Trung Quốc và Hàn Quốc đều muốn cuộc thi đấu y học cổ truyền vẫn được tiếp tục. Đương nhiên các trận đấu lúc này chỉ còn mang tính hình thức, kết quả của trận đấu không còn có ý nghĩa gì hết. Tất cả danh tiếng ngày trước đã bị gã trai trẻ đỏm dáng đó cướp sạch. Cuộc thi bây giờ còn ý nghĩa gì đây? Bọn họ chỉ có một đám vớ vẩn, chúng ta cho mấy đệ tử tới góp vui. Chúng ta cũng chẳng muốn ra tay. Cứ để đám đệ tử giáo huấn cho bọn họ một trận là được. Vương Tu Thân cười nói. Vương Tu Thân khẽ nhíu mày khi nhìn vẻ thân mật của Tần Lạc và Tô Tử. Ông cũng biết Tần Lạc và Lâm Hoán Khê là một đôi tình lữ. Ông và Lâm Thanh Nguyên cũng đã quen biết sơ sơ nhưng ông thực sự không hiểu suy nghĩ trong lòng của mấy người trẻ tuổi này nên cũng chỉ biết mặc kệ nó. Không cần phải lo lắng về chuyện mấy trận đấu. Tất cả các thú con đều đã đánh bại hết rồi, mấy lão già chúng ta có thể ổn định cục diện được hai. Vương Tu Thân nói, con hãy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với con, tại sao con lại bị người ta ghen ghét vậy, lại dùng tới đao và súng, liệu bọn chúng có để yên không? Con thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, Tần Lạc nói, liệu có phải do mấy thanh niên quá khích côn đồ đó làm không? Cố Bách Hiền đứng bên cạnh hỏi, nhất định không phải, Tần Lạc nói. Dù hắn mới chỉ liếc nhìn qua tên sát thủ đó nhưng tên đó hành động với tốc độ cực kỳ mau lẹ hơn nữa sau khi bắn trượt tên đó vẫn không hoảng hốt, vẫn tiếp tục đuổi giết, chứng tỏ tên đó không phải là sát thủ nghiệp dư mà là sát thủ chuyên nghiệp. Vậy chúng là ai? Vương Tu Thân hỏi, vậy gần đây con có kết oán thù với ai không? Không thể tùy tiện nghi ngờ người khác, Tần Lạc nói qua quýt. Hắn xấu hổ không dám kể cho mấy người Vu Ân Tu Thân nghe qua chuyện hắn kết oán thù với Ly Sơn Minh. Chúng ta cứ chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát Hàn Quốc. Hừ, khi nào thì bọn họ mới có kết quả điều tra? Vương Tu Thân hừ một tiếng nói. Chuyện những cô gái của Bồ Tát Môn bị quấy rầy đến giờ bọn họ vẫn không thể điều tra ra thủ phạm. Đây chính là thái độ của bọn họ sao? Tần Lạc thầm nghĩ nếu ở trong nội địa Trung Quốc bất kỳ ai dám cả gan nhục mạ người nước ngoài chắc chắn sẽ bị cảnh sát xử phạt nặng nề. Thế nhưng Tần Lạc không lấy đó làm tự hào. Trái ngược trong lòng hắn có một sự ức chế và đau buồn khó bộc lộ. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, sau khi bên trong lên tiếng mời vào, có ba thanh niên, hai nam một nữ mặc quân phục màu đen, đeo phù hiệu ở cánh tay đi vào trong phòng. Người cảnh sát trẻ đứng đầu nhìn Tần Lạc đang nằm trên giường bệnh giới thiệu về mình, tôi là Thái Minh Vũ, cảnh sát đảo Tế Châu. Chúng tôi tới lấy lời khai về chuyện Tần Lạc tiên sinh bị bắn vào lúc 11 giờ 37 phút đêm qua. Được, Tần Lạc cười chào đón. Có thể ngồi xuống nói chuyện không? Ba người cảnh sát nhìn lướt qua căn phòng, thấy không còn chỗ nào để bọn họ ngồi liền nói, không cần, chúng tôi chỉ hỏi mấy câu thôi. Tôi muốn hỏi, tối hôm qua tiên sinh và tiểu thư Mễ Tử An đi gặp ai? Chúng tôi tới tham dự tiệc rượu từ thiện do tiên sinh Ly Sơn Minh tổ chức. Tần Lạc cười đáp, có phải tiên sinh Ly Sơn Minh của tập đoàn Thất Tinh không? Người cảnh sát kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ở Hàn Quốc có nhiều người tên Ly Sơn Minh ư? Không có nhiều cái tên đó. Vậy có phải tiên sinh đã phát sinh mâu thuẫn trong bữa tiệc với ai đó không? Hay tiên sinh có thể nói người nào có động cơ ra tay với tiên sinh? Tần Lạc trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như nói là có động cơ thì hẳn là tiên sinh Ly Sơn Minh,
bởi vì ở buổi đấu giá trong bữa tiệc chúng tôi đã có một số mâu thuẫn với nhau. Ngay khi tôi bỏ đi, anh ta còn nói anh ta sẽ cho tôi một bài học nhớ đời. Chương 431, Thiên Hạ, ai không biết là quân vương? Cái gì, Lý Sơn Minh tiên sinh thực sự nói như vậy sao? Thái Minh Vũ nghi ngờ hỏi. Nếu như Lý Trang Minh thật sự đã nói như vậy, anh ta đương nhiên là đối tượng nghi vấn số một trong vụ án nổ súng này. Hơn nữa, người của anh ta có đầy đủ khả năng để gây ra vụ án mà ai nghe thấy cũng rùng rợn kinh hãi. Ở Hàn Quốc này, ngoại trừ anh ta thì liệu còn ai dám làm cái chuyện trắng trợn này không? Ngay cả con của Tổng thống cũng không dám làm cái chuyện coi trời bằng vung trước mặt mọi người như vậy. Nhưng nếu như những lời này đúng sự thật thì bọn họ phải làm gì với Lý Sơn Minh bây giờ? Đúng thế, anh ta đã nói như vậy, Tần Lạc gật đầu. Đương nhiên Lý Sơn Minh tiên sinh cũng chỉ buột mồm nói vậy thôi, chứ cũng không phải là lời đe dọa thực sự. Dù sao địa vị của Lý tiên sinh cũng khác với mọi người nên đương nhiên anh ta không thể làm chuyện này vì như vậy là quá điên cuồng. Tần Lạc càng giải thích giúp Lý Sơn Minh thì những cảnh sát này càng phải chứng tỏ bọn họ đang làm tròn bổn phận của mình. Thái Minh Vũ lên tiếng nhắc bảo nữ cảnh sát trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, cô ta liền lấy ra một quyển sổ ghi chép màu đen, chuẩn bị sắp sàng ghi lại lời Tần Lạc. Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi vì sao tiên sinh lại nảy sinh xung đột với Lý Sơn Minh tiên sinh? Bởi vì chúng tôi cùng tham gia đấu giá chung một vật, hơn nữa tôi thích ăn món ăn Trung Quốc thế nhưng anh ta lại mời tôi đi ăn cơm Tây. Tần Lạc không muốn nói ra chuyện cả hai xung đột là vì cùng tranh giành Mễ Tử An. Mễ Tử An là con người của công chúng. Hơn nữa sau này nàng vẫn phải tới Hàn Quốc biểu diễn, phát triển thị trường. Hắn không muốn bản thân mình dội một bát nước bẩn vào Lý Sơn Minh sau đó lại lôi Mễ Tử An vào cuộc. Mặc dù làm như vậy thì càng có nhiều chứng cứ nghiêng về Lý Sơn Minh, làm cho anh ta gặp phiền phức rất lớn nhưng việc này cũng ảnh hưởng rất ghê gớm tới sự nghiệp của Mễ Tử An. Phụ nữ cần được che chở chứ không phải là để lợi dụng. Như vậy sao, người cảnh sát ngẩn người, hai người đàn ông này cũng quá vô vị. Chỉ vì một chuyện con này mà cũng đẩy sự việc tới mức mang súng ra bắn chết nhau ư. Đúng vậy, Tần Lạc thành thật gật đầu. Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi anh có chứng cứ có thể chứng minh lời nói của Lý Sơn Minh tiên sinh là uy hiếp tính mạng của anh không? Nữ cảnh sát xinh đẹp lên tiếng hỏi. Cô ta cũng biết nói tiếng Trung Quốc, dù không tốt lắm nhưng vẫn có thể làm người khác vẫn có thể nghe hiểu được. Xem ra sở cảnh sát địa phương đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Tần Lạc, bọn họ biết hắn chỉ có thể nghe nói tiếng Trung Quốc. Không có, Tần Lạc nói, trước khi anh ta nói những câu đó, tôi thật sự không biết anh ta sẽ nói những gì vì vậy tôi cũng không có cách nào chuẩn bị trước để ghi lại lời nói của anh ta. Nếu như không có thì hẳn anh cũng biết đây chỉ là lời khai của cá nhân anh, không phải là một chứng cứ hữu hiệu. Tôi biết, Tần Lạc nói. Sau khi mấy người cảnh sát hỏi thêm mấy vấn đề nữa thì cáo từ ra về. Vương Thu Thân hỏi, Lý Sơn Minh đó là ai? Vì sao con lại có xung đột với anh ta? Tần Lạc liền kể lại thân phận và chuyện xảy ra với Lý Sơn Minh cho mọi người nghe, nghe xong rất nhiều người đã hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại. Vương Tu Thân tức giận nói, tại sao con không bớt gây chuyện để người khác đỡ lo lắng? Con là đối tượng yêu mến nhưng cũng dày vò tâm can của mọi người. Ta đây thực sự không xứng làm sư phụ của con vì ta thực sự chưa dạy bảo con được điều gì. Đôi khi con làm cho chúng ta nở mày nở mặt nhưng những nhân vật như vậy con cần gì phải gây mâu thuẫn với anh ta? Bọn họ là người có quyền thế, pháp luật cũng không có tác dụng gì với bọn họ. Con giết người, chắc chắn là ngồi tù suốt đời. Bọn họ giết người, nhất định tìm người thế thân, giống như giết một con gà nhép vậy. Tần Lạc, con phải thu người lại, sau này phải cẩn thận hơn. Tần Lạc biết Vương Tu Thân nói năng chua ngoa như đậu hủ cũng chỉ xuất phát vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Chỉ có những người thực sự quan tâm tới bạn mới chửi mắng bạn một cách tàn tệ. Mỗi bậc cha mẹ đều thương yêu nhất con cái của mình vì vậy lời dạy bảo của họ với con cái cũng nghiêm khắc nhất. Bằng không bọn họ cứ vô duyên vô cớ lôi chuyện của đám con cái ngỗ ngược nhà hàng xóm, chẳng có liên quan gì tới mình ra chửi. Tần Lạc cười nói, sư phụ, con hiểu rõ việc gì cần làm, việc gì không cần làm. Đúng vậy, lão Vương, ông đừng mắng Tần Lạc nữa. Gã tiểu tử này còn hiểu biết hơn chúng ta nhiều. Cố Bách Hiền ở bên cạnh khuyên nhủ Vương Tu Thân. Nó đã gây ra rất nhiều chuyện, lần nào cũng là đi dọn rác cho người khác. Lão Vương đây cũng là sốt ruột với ái đồ thôi. Tần Lạc, cháu đừng tức giận. Tần Lạc cười nói, cháu không tức giận, cháu hiểu sự phụ cũng vì tốt với cháu thôi. Vương Tu Thân trừng mắt nhìn mấy người bạn già của mình rồi nói, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo chuyện xảy ra tối hôm qua cho chính phủ chúng ta.
Thái Bộ trưởng nghe tin con bị thương đã đặc biệt quan tâm, đích thân gọi điện thoại tới hỏi thăm nhưng điện thoại của con lúc nào cũng tắt máy nên ông ấy gọi điện thoại cho ta. Ý của Thái Bộ trưởng là muốn con về nước trước dưỡng bệnh. Ý của ta cũng vậy. Dù sao thì chuyện bên này cũng xong xuôi rồi. Kết quả của cuộc thi đã được xác định, dù con có về nước trước, Hứa Nhược cũng sẽ không tiện ra mặt tranh đấu với chúng ta. Con ở lại đây cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa, có khi lại còn gây ra những chuyện phiền toái hơn ấy chứ. Hay con cứ mang theo nhất phái, nhị môn quay về trước đi. Tần Lạc cười gượng. Tần Lạc biết, Thái Bộ trưởng và sư phụ Vương Tu Thân hẳn là rất đau đầu vì chuyện của hắn. Hắn mới tới Hàn Quốc có mấy ngày mà đã gây bao chuyện náo loạn. Nào là chuyện giao chém, nào là chuyện bắn súng, bất kỳ chuyện nguy hiểm nào hắn cũng đã gặp phải. Chắc hẳn bọn họ còn nghĩ rằng hắn về nước trước, mọi chuyện sẽ trở nên bình lặng hơn. Mễ Tử An đã được người của công ty đại diện của nàng đón đi, Tần Lạc quả thật cũng không còn chuyện gì làm ở Hàn Quốc vì vậy hắn đồng ý với đề nghị của Vương Tu Thân, mang theo người của nhất phái, nhị môn quay về nước trước. Các thành viên của chính khí môn, Bồ Tát môn và cả quỷ y phái tới Hàn Quốc đã nam chinh bắc chiến ngay lập tức, chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi. Hơn nữa trong quá trình khiêu chiến luôn gặp phải sự quấy rầy cùng với sự thù hận và những lời lẽ không hay ho gì. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Tần Lạc cảm thấy thực sự có lỗi với bọn họ. Tần Lạc lập tức cho Tô Sán tới liên lạc với đại sứ quán để bọn họ phái người đưa người của nhị môn, nhất phái quay về đảo Tế Châu nghỉ ngơi, hồi phục hai ngày rồi tất cả cùng Tần Lạc trở về nước. Vì để cho Tần Lạc yên tĩnh nghỉ ngơi mọi người trò chuyện với nhau một lát rồi tản mát khắp nơi. Vào lúc xế chiều, tiếng gõ cửa phòng lại một lần nữa vang lên. Mời vào, Tần Lạc nói. Tô Sán đẩy cửa bước vào nói với Tần Lạc, đội trưởng, Hứa Nhược tiên sinh cùng Hứa Đông Lâm tiên sinh tới thăm. Vì Tần Lạc bị thương vào lưng nên hắn không thể nằm ngửa trên giường, hắn chỉ có thể ngồi dựa vào đầu giường, sau khi nghe Tô Sán nói xong hắn liền nói, mời bọn họ vào. Hứa Nhược vẫn mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc nhưng lần này ông ta mặc trang phục màu xám. Mỗi khi nhìn thấy Hứa Nhược, Tần Lạc đều có một cảm giác sùng bái. Ông già này cũng giống hệt ông của hắn, cả hai đều là những người bảo thủ đến tận xương tủy. Có lẽ sẽ có rất nhiều người hiểu lầm sự bảo thủ đó, có người sẽ mắng là lạc hậu, ngu ngốc, dế nhũi thế nhưng bọn họ vẫn tiếp tục kiên trì tới cùng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác dùng hành động của bản thân để chứng minh ý chí của mình với mọi người. Hứa Đông Lâm lại mặc một bộ vest màu đen, vẫn vẻ phong lưu, anh Tuấn như thường lệ, một vẻ anh Tuấn không cần che giấu. Gương mặt anh ta rạng rỡ làm những người khác nhìn thấy cũng phải vui lây. Ngay khi vừa vào phòng anh ta đã bước tới chào hỏi Tần Lạc tiên sinh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật sự xin lỗi. Tần Lạc mím môi cười nói, không phải do anh làm, anh xin lỗi làm gì. Đây không phải là phong cách của tôi, Hứa Đông Lâm cười nói, tôi thực sự muốn đánh bại anh nhưng mà là đánh bại trên chiến trường. Tôi biết, tôi sẽ chờ anh, Tần Lạc gật đầu nói. Cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh chờ đợi quá lâu, Hứa Đông Lâm khẳng định. Hứa Nhược vỗ vỗ vai Hứa Đông Lâm nói, tuổi trẻ có lòng hăng hái là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không được tự cao tự đại, càng tuyệt đối không được nói những điều vượt quá năng lực bản thân mình. Sau khi Hứa Nhược dạy dỗ cháu nội của mình, ông ta nhìn Tần Lạc nói, nghe nói Tần Lạc tiên sinh sắp về nước phải không? Đúng vậy, hai ngày nữa, Tần Lạc nói. Tần Lạc tiên sinh tuổi trẻ tài cao, lần này tiên sinh tới Hàn Quốc đã giúp cho thế hệ hậu sinh của chúng tôi thu được rất nhiều lợi ích. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng phấn đấu thu hẹp khoảng cách đã bị bỏ lại, cũng mong muốn Hàn Quốc và Trung Quốc cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng đưa nền y học cổ truyền của hai nước bước lên một tầm cao mới. Đây cũng là điều tôi mong muốn, Tần Lạc cười nói. Hy vọng lần sau gặp mặt lại có cơ hội được thỉnh giáo cùng tiên sinh, Hứa Nhược khiêm tốn nói. Hứa lão quá khách sao? Tôi mới là người cần phải thỉnh giáo Hứa lão nhiều, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Hứa Đông Lâm ở bên cạnh thời ơ lạnh nhạt. Anh ta chỉ cười mà không nói gì. Một già một trẻ này đúng là đạo đức giả. Hôm nay Tần Lạc tiên sinh trở về nước. Tần Lạc tiên sinh đại thắng trở về. Tần Lạc quay về từ Hàn Quốc sao? Đột nhiên trong lúc đó tất cả giới truyền thông Trung Quốc đều đưa tin về chuyện này. Tất cả các trang mạng lớn đều dùng tiêu đề in đậm bằng màu đỏ để đưa tin ở trang chủ. Có vẻ như giống một ngày lễ long trọng, ai cũng có vẻ vui sướng khi nói về chuyện này. Hội Lạc Phấn Hậu Viện Tần Lạc ra tay hành, ra lời hiệu triệu tất cả những ai yêu mến Tần Lạc, ủng hộ Tần Lạc ra sân bay đón hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn những người tham gia đã đăng ký lên tới con số mấy ngàn người.
Rất nhiều phóng viên truyền thông đổ xô tới, họ muốn được phỏng vấn người anh hùng đã đạt được rất nhiều vinh quang ở Hàn Quốc. Có rất nhiều người nổi tiếng cũng đi đón. Bọn họ đã xem trên Inte đoạn băng một người, một quốc gia có thể nói bọn họ cũng điên cuồng trước nhiệt tâm của Tần Lạc, bọn họ muốn được nhìn thấy Tần Lạc, con người bằng xương bằng thịt. Có rất nhiều phụ nữ tuổi không còn trẻ, và các cô gái cũng tụ tập lại với nhau. Bọn họ cũng muốn một lần đi gặp mặt người thanh niên anh Tuấn, phi thường trong con mắt của bọn họ. Tất cả mọi người đang đợi người đó quay về Tổ quốc. Tổ quốc cũng đang chờ đợi đứa con yêu quý của mình về nhà. Hôm nay, cuộc sống thuộc về Tần Lạc. Hôm nay, cuộc sống cũng thuộc về Trung Quốc. Hôm nay, cuộc sống thật sự vui vẻ. Hôm nay vương giả đã trở về. Chương 432, anh ta là ngôi sao điện ảnh nào vậy? Đối với một người phụ nữ cử động bất tiện mà nói, chuyện khó xử nhất là đang ngồi trên máy bay đột nhiên lại muốn đi vệ sinh. Ngay khi cảm thấy, buồn Tô Tử một mực nín nhịn, nàng đợi sau khi xuống máy bay sẽ giải quyết vấn đề cá nhân của mình sau thế nhưng đột nhiên cơ trưởng chuyến bay thông báo qua loa rằng do thời tiết hiến kinh không tốt nên máy bay không thể hạ cánh ngay mà phải bay quanh quẩn trên không trung một thời gian ngắn. Cuối cùng thì sự kìm nén của Tô Tử cũng tới giới hạn cuối cùng. Tần Lạc, Tô Tử đỏ mặt nói. Tần Lạc bỏ quyển tạp chí trong tay xuống, hắn nhìn Tô Tử và chợt hiểu ra. Tần Lạc nắm tay nàng hỏi, em muốn đi vệ sinh hả? Dạ, Tô Tử gật đầu. Mặc dù sau hai lần gặp nhau, nàng đã trao thân thể mình cho người đàn ông này nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ với một số chuyện bí mật tiêm tư. Đi, anh sẽ ôm em vào trong đó. Tần Lạc cởi dây an toàn của Tô Tử sau đó hắn bế nàng lên. Một nữ đệ tử Bồ Tát Môn ngồi ở ghế sau nhìn thấy hành động của Tần Lạc cũng vội cởi dây an toàn rồi đi theo sau hai người. Nữ tiếp viên hàng không trong cabin nhìn thấy Tần Lạc ôm một người phụ nữ đi vào toilet, liền đi tới hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Các cô hiểu rằng trên máy bay của mình có một người khác đặc biệt. Khi làm thủ tục đăng ký người khách này đã được một người đàn ông rất anh Tuấn bồng trên tay. Tần Lạc cười nói không có chuyện gì. Hắn biết tính cách của Tô Tử. Với những chuyện như này nàng tuyệt đối không bao giờ để một người không quen biết giúp đỡ nàng. Trong toilet không có ai, nữ đệ tử giúp mở cửa buồng vệ sinh sau đó nàng đi vào trải chiếc nệm giả hủ ế trên bồn cầu. Tần Lạc bế Tô Tử đi vào, đặt Tô Tử trên chiếc nệm giả hủ ế mềm mại. Hắn cười hỏi, có cần anh giúp không? Không cần, anh đi ra ngoài đi, Tô Tử nói. Sao nàng không xấu hổ khi để cho một người đàn ông ở lại bên trong toilet của máy bay chứ? Hơn nữa nơi này khá chật chội, đứng trước mặt một người đàn ông đương nhiên cũng tạo một áp lực lớn lên người đó. Thực ra Tần Lạc cũng chỉ hoi trêu nàng vậy thôi, hắn cũng không muốn ở lại bên trong vì vậy sau khi đã sắp đặt ổn thỏa cho Tô Tử hắn liền rời khỏi toilet, hắn còn đóng cửa lại giúp nàng. Tần Lạc kiên nhẫn đứng đợi trước cửa toilet cho tới khi một mùi hương nồng đậm từ đằng sau hắn bay tới. Tần Lạc quay người nhìn, hắn nhìn thấy một phụ nữ đang lặng lẽ đi tới. Người phụ nữ này mặc một chiếc tê, sất màu đen, cổ hình trái tim, bên ngoài là một chiếc áo khoác nhỏ màu đen, một chiếc quần sút kẻ ô vuông. Dáng vóc người phụ nữ cao gầy, gợi cảm, tóc xóa ngang vai. Chân người phụ nữ đi một đôi dép lê hiệu Gucci. Loại được thiết kế đặc biệt để dùng trên máy bay với số lượng có hạn. Dù đang ở trên máy bay nhưng người phụ nữ vẫn đeo một đôi kính đen giống như kính của phi công, nhìn thoáng qua cũng thấy cô ta có phong cách của một ngôi sao nổi tiếng. Một người phụ nữ xinh đẹp dừng lại trước cửa phòng toilet thì đương nhiên là vì người đó có nhu cầu cần giải quyết vấn đề của cơ thể mình. Cô ta liếc mắt nhìn Tần Lạc đang đứng cạnh, rồi ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, chăm chú nhìn cánh cửa phòng toilet. Giống như trên mặt cánh cửa có vẽ một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Một phút qua đi, hai phút qua đi, ba phút qua đi. Sau khi đợi được 5 phút, rốt cuộc người phụ nữ không còn kiên nhẫn đợi được nữa, cô ta giận dữ nói, rốt cuộc là bên trong có người không vậy? Có người, Tần Lạc quả quyết trả lời. Có còn là người không vậy? Đi vệ sinh mà cần nhiều thời gian vậy sao? Bằng ấy thời gian ngay cả vàng thỏi cũng kéo ra hết rồi. Tần Lạc khó chịu khi thấy người phụ nữ nói như vậy. Hắn lên tiếng, tiểu thư, ăn nói phải biết tích đức một chút. Tôi tích đức hay không thì có liên quan gì tới anh? Tôi mắng người trong đó có phải là người hay không thì có liên quan gì tới anh? Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi? Không rõ có phải do bàng quang của người phụ nữ áo đen ứ nghẹn gây khó chịu nên cô ta tức giận, chút tất cả nỗi bực bội lên đầu Tần Lạc. Tôi có thể khẳng định với cô rằng cô ấy là người nhưng tôi không thể xác định rõ liệu cô có phải là người hay không.
Anh ăn nói cái kiểu gì vậy? Anh có biết tôi là ai không? Anh dựa vào cái gì mà ăn nói kiểu đó với tôi? Tần Lạc bật cười trước câu nói của người phụ nữ đó, hắn nói tiếp, tôi không cần biết cô là ai. Nếu như cô không học được cách tôn trọng người khác thì cô cũng đừng có mang người khác tôn trọng mình. Cô ăn nói thế nào với người ta thì bọn họ sẽ dùng ngay cách đó để nói chuyện với cô. Tần Lạc có thể nhận ra thân phận của người phụ nữ này không quá cao sang. Có thể là nhà giàu mới nổi, dựa vào một lần đầu cơ trục lợi đã thu được lợi nhuận cao. Nếu không thì cũng là đám chủ đất địa phương ở miền Tây từ sau khi Trung Quốc lập nước đã lũng đoạn các mỏ than, mỏ kim loại để làm giàu bất chính. Có lẽ cô ta cũng chỉ thuộc vào hai loại người trên. Những người này đều có một đặc điểm chung giống nhau, cuộc sống của bọn họ thay đổi một cách quá nhanh chóng trong khi đó bọn họ chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tiếp thụ, vì vậy biểu hiện của những người này rất cuồng vọng, tự cao tự đại. Bọn họ thực sự giống như một ai đó sau khi biết mình trúng số độc đắc đã lập tức trở nên cuồng dại tới mức u mê. So với những nhân vật có cảnh ngộ bất hạnh thì bọn họ không phải những người ngu ngốc nhưng cử chỉ cùng lời nói lại giống như rất ngu ngốc. Tôn trọng, đương nhiên là tôi có tôn trọng nhưng đương nhiên người tôi tôn trọng không phải là anh. Vậy cô tôn trọng ai? Tần Lạc cười hỏi. Tôn trọng tôi, một người đàn ông trung niên đeo kính đi tới cười nói. Ông ta nhìn Tần Lạc thầm đánh giá rồi hỏi hắn. Cậu có mọc cánh không? Không có, Tần Lạc lắc đầu. Cậu có tin bây giờ tôi sẽ mua chiếc máy bay này sau đó bảo người ném cậu ra ngoài máy bay không? Người đàn ông trung niên cười nhạt hỏi. Tôi không tin, Tần Lạc cười vẻ thờ ơ, hắn lắc đầu nói. Người đàn ông không chịu được khi nhìn vẻ mặt của Tần Lạc, ông ta tức giận nói, loại người như mày thuộc về loại nhà quê hủ lậu điển hình. Mày có biết ở Trung Quốc này có bao nhiêu người có thể chưa tới một cái chớp mắt là có thể mua được một chiếc máy bay chở khách siêu âm không? Mày có biết ở Trung Quốc có bao nhiêu người chỉ cần giơ đầu ngón tay lên là mày sẽ bị giết ngay lập tức không? Tôi biết là có rất nhiều nhưng trong đó không có ông. Mày, người đàn ông tức giận chỉ còn nước hộc máu ra mà thôi. Tần Lạc cười, hắn không còn hứng thú tiếp tục đấu võ mồm bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng xối nước trong toilet. Hắn biết Tô Tử đã giải quyết xong và đang gọi hắn đi vào. Sau khi mở cửa phòng toilet ra, Tần Lạc liền bế Tô Tử, đã mặc lại quần áo đang ngồi trên bồn cầu và đi ra ngoài. Người phụ nữ mặc đồ đen liếc nhìn hai chân Tô Tử rồi cười khẩy nói, ồ, thì ra là đồ tàn phế. Tần Lạc tức giận quay người lại, đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Người phụ nữ áo đen không ngờ Tần Lạc lại có phản ứng dữ dội như vậy. Cô ta kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt như tóe lửa của hắn, cô ta sợ hãi hỏi, anh muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết cô ấy chỉ có vấn đề ở đôi chân còn bản thân cô thì bị liệt não. Anh mới là người liệt não ấy. Người đàn ông trung niên đeo kính thấy bạn gái mình bị sỉ nhục liền phản kích, nhãi con, tao không cần biết mày là ai, tao cũng không cần biết mày là người như thế nào. Tao muốn một ngày nào đó mày phải quỳ van xin trước mặt tao. Đây cũng là điều tôi muốn nói, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn bế Tô Tử đi về ghế ngồi của mình. Tần Lạc, Tô Tử vùi đầu vào lồng ngực Tần Lạc. Bị chó cắn một cái thôi mà, Tần Lạc cười an ủi. Hắn biết khi ở bên trong toilet Tô Tử đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và người phụ nữ kia. Chờ tới khi chân của em bình phục, em nhất định sẽ yêu thương chăm sóc anh, Tô Tử ôm chặt lấy cổ Tần Lạc, nói như khẳng định với nỗi lòng mình. Trên lối đi hẹp giữa cabin máy bay, Tần Lạc lại cảm thấy như bản thân mình đang đi trên một con đường nhỏ tràn ngập hoa của vườn bách thỏa. Đời người tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, khi bạn không may trượt chân ngã vào một đống phân chó. Bạn không nên tức giận, cũng không được ủ rũ chán nản. Khi bạn ngẩng đầu lên nhìn thì bất chợt phát hiện ra trước mắt mình hoa thơm chảo dài như dệt gấm, hương thơm ngát đất trời. Sau khi bay vòng quanh một tiếng trên trời, cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh. Tần Lạc bế Tô Tử xuống máy bay, đi tới chỗ lấy hành lý bởi vì xe lăn của Tô Tử đã được mang tới đó cùng với hành lý của các thành viên nhất môn, nhị phái nữa. Trên đường đi thi thoảng Tần Lạc phát hiện ra có nhân viên an ninh, sắc mặt nghiêm túc như chuẩn bị lâm trận với đại địch và một số nhân viên an ninh sân bay thỉnh thoảng lại nói gì đó vào bộ đàm. Tần Lạc thầm tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc đó có một đám đàn ông mặc bộ áo vest màu đen đi tới. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Tần Lạc hỏi, đây có phải là Tần Lạc tiên sinh không? Đúng vậy. Tôi là Lý Kiện An, phụ trách bộ phận an ninh ở sân bay. Chúng tôi nhận được lệnh phải hộ tống anh ra bên ngoài sân bay, người đàn ông nói. Hộ tống ư? Tần Lạc ngơ ngác hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
tại sao các anh phải hộ tống? Lý Kiện An nhìn vẻ mặt của Tần Lạc cười nói, vì có rất nhiều bạn của anh tới đón. Bạn bè, tới đón, Tần Lạc nói, cứ coi như là có bạn bè tới đón thì sao phải làm phiền các anh hộ tống chúng tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề chủ yếu là do có rất nhiều bạn bè của anh tới đón. Chúng tôi sợ xảy ra vấn đề gì tới sự an toàn tính mạng của anh. Tần Lạc cùng đám người đó đi ra ngoài theo lối đi dành cho VIP. Tần Lạc nhìn thấy bên ngoài có những hàng dài, không nhìn thấy đuôi, đông nghịt người đi đón. Hắn nghe thấy tiếng bọn họ gọi tên hắn vang động như núi thở, biển gầm, lúc này hắn mới hiểu tại sao sân bay lại cử nhân viên an ninh tới hộ tống hắn ra ngoài, giờ đây hắn cũng mới hiểu được câu anh có nhiều bạn lắm của Lý Kiện An. Đúng vậy, hắn có rất nhiều bạn bè. Bắt đầu từ cửa lối ra cho tới tận cửa chính của sân bay, ngay cả trong đại sảnh rộng lớn cũng tràn ngập người đang chen chúc nhau. Trên tay bọn họ cầm những biểu ngữ hay những tấm bảng viết tay như, hoan nghênh anh hùng về nhà hay như Tần Lạc, em yêu anh, có cả những tấm áp phích trên đó có in ảnh Tần Lạc mặc trường bào đang đứng trên bàn chủ tọa ở Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc. Dáng vẻ bọn họ kích động, gương mặt đỏ ửng. Có rất nhiều thiếu nữ tuổi teen ngay khi nhìn thấy Tần Lạc xuất hiện thì hai tay ôm ngực, ngất xỉu. Nắm tay bọn họ vung lên, miệng gào lên những khẩu hiệu lộn xộn. Tần Lạc, anh hùng Tần Lạc, người đàn ông kiểu mẫu. Tần Lạc, tôi muốn mời anh đi uống rượu. Tần là chữ Tần của Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc là chữ Lạc của Lạc Thủy. Ta là chữ ta trong chúng ta, yêu là chữ yêu của yêu nhau. Anh chính là Tần Lạc. Tần Lạc ngây ngẩn cả người. Tô Tử ngây ngẩn cả người. Các thành viên của Nhất Môn, Nhị Phái cũng ngây ngẩn cả người. Những hành khách cùng chuyến bay với Tần Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không ngờ trên cùng chuyến bay với mình lại có một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Đôi nam nữ có xung đột trên máy bay với Tần Lạc thì trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông nâng kính lên hỏi, anh ta là ngôi sao điện ảnh nào vậy? Chương 433, Ly, cô có nhìn thấy không? Ngay khi biết máy bay của Tần Lạc đã hạ cánh, những người ở bên ngoài liều lĩnh chen nhau đi vào trong. Người bên trong lại cũng muốn đi vào tới gần Tần Lạc hơn. Lượng người tụ tập càng nhiều, âm thanh kêu gào càng lúc càng lớn. Tình hình có vẻ sắp rơi vào tình hình nguy hiểm không thể khống chế được. Rốt cuộc lúc này Lý Kiện An và mười mấy nhân viên an ninh đi theo đã phát huy hiệu quả. Bọn họ cầm tay nhau làm thành một bức tường người, bao bọc xung quanh Tần Lạc và những thành viên anh hùng do hắn chỉ huy vào giữa, không cho bất kỳ ai bên ngoài tiến tới gần. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ rằng chỉ cần có một người vượt qua được đột phá khẩu thì những người hâm mộ cuồng nhiệt kia sẽ đồng loạt nhào tới, sẽ có hành động khiếm nhã với hắn cho tới chết, có lẽ ngay cả một cái quần xịp cũng không để lại cho hắn. Bây giờ trình độ lưu manh của những cô gái hâm mộ cuồng nhiệt kia có thể làm người khác líu lưỡi lại vì kinh ngạc nên bọn họ tuyệt đối không thể xem thường. Các phóng viên truyền thông chầu trực đã lâu cũng chạy tới góp thêm cảnh tượng náo nhiệt. Bọn họ vác những chiếc máy ảnh với ống kính dài chĩa về phía Tần Lạc và người hâm mộ của hắn, ánh đèn flash lóe lên liên tục. Hiện tượng lạ trăm năm khó gặp. Trong lịch sử đã có mấy người thầy thuốc được dân chúng ủng hộ như vậy. Cho dù là những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất thì liệu bọn họ có một lượng người hâm mộ đông đảo, cảnh tượng hùng tráng ra đón ở sân bay như này không? Tần Lạc tiên sinh, rốt cuộc anh có cảm nghĩ gì về cuộc chiến y học truyền thống giữa Trung Quốc và Hàn Quốc? Tần Lạc tiên sinh, anh đánh giá thế nào về y thánh Hứa Nhược của Hàn Quốc? Anh đã hai lần đánh bại ông ta, anh có thấy ông ta là một đối thủ ngang tài ngang sức với mình không? Tần Lạc, tôi là phóng viên của báo Đô Thị Yến Kinh, cũng là người hâm mộ của anh. Anh đại thắng trở về, anh có muốn nói gì với những người dân Trung Quốc ủng hộ anh không? Tần Lạc tiên sinh, những người hâm mộ kia cũng không chịu yếu thế. Tiếng gào thét lộn xộn của bọn họ đột nhiên trở thành một dàn đồng ca, Tần Lạc. Hãy nói cùng với chúng tôi đi. Tần Lạc, hãy nói cùng với chúng tôi đi. Tần Lạc, hãy nói cùng với chúng tôi đi. Âm thanh chấn động trời xanh, như núi thở biển gầm, cũng làm rung động sâu thẳm trong tâm hồn Tần Lạc. Hắn cảm thấy lòng mình êm ái, ngọt ngào, giống hệt như những đứa trẻ khi được mẹ cho ăn kẹo đường. Ngay khi vừa chạm vào một cái nó đã tan ngay trong lòng bàn tay. Tần Lạc cười, một nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng. Giống như vẻ mặt xấu hổ khi phải đối mặt với quá nhiều người như vậy cùng với rất nhiều ống kính máy ảnh, quay phim đang chĩa thẳng vào mình thế nhưng khóe mắt hắn bắt đầu ươn ướt, đôi mắt hắn nhanh chóng tràn ngập nước mắt, giống như không thể ngăn cản cơn hồng thủ vậy. Giọt nước mắt đầu tiên nhỏ xuống gương mặt hắn, sau đó tới giọt thứ hai, giọt thứ ba và giọt
Tần Lạc khóc đối với những ống kính đang chĩa vào hắn, đối với vô số người hâm mộ của hắn, đối với những người phụ nữ yêu mến hắn. Gương mặt Tần Lạc đẫm nước mắt, giống như một đứa trẻ trong lòng thầm ôm ấp niềm hạnh phúc cùng vui sướng vô hạn. Nước mặt Tần Lạc rơi xuống đầu, mái tóc của Tô Tử gắng ngửa mặt nhìn Tần Lạc, nàng cầm một cái khăn lụa trắng định lau nước mắt trên mặt Tần Lạc nhưng nàng không sao với tới gương mặt Tần Lạc. Tần Lạc vỗ vỗ vào tay Tô Tử rồi hắn cầm lấy chiếc khăn lụa lau nước mắt, hắn phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Ngay lúc đó giống như hiệu lệnh của một vị tướng quân. Vừa lúc trước cảnh tượng còn vô cùng tưng bừng, ồn ào ngay lập tức đã trở nên tĩnh lặng như mặt nước, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của Tần Lạc nhìn lướt qua những gương mặt trẻ cũng như già sau đó hắn lại quay nhìn phía sau. Hiển nhiên hắn muốn dùng ánh mắt của mình chào hỏi những người bạn tới đây nghênh đón hắn nhưng không thể tìm thấy vì ở đây có quá nhiều người. Tần Lạc cười hỏi, giọng nói của hắn khàn khàn, giống như là có vật gì đó chặn ngang cuống họng hắn, mọi người thấy tôi có đẹp trai khi đang khóc không? Mọi người sửng sốt sau đó tất cả cùng cười vang. Đẹp rất nhiều người ầm ầm trả lời. Đẹp muốn chết, Tần Lạc, em yêu anh giọng nói của một cô gái cực kỳ cuồng nhiệt vang lên, thổ lộ với Tần Lạc. Nhìn thấy anh cười, em vui vẻ mấy ngày liền. Nếu nhìn thấy anh khóc, em buồn rầu hàng năm liền. Tần Lạc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếng một cô gái nỉ non như trúng độc. Tần Lạc cười gật đầu nói, đẹp trai là tốt rồi. Tôi thực sự muốn có cảm giác đó. Có câu, anh hùng không dễ rơi lệ. Là một người anh hùng, đối diện với tình huống vui mừng như này thật sự không có lý do gì để lau nước mắt. Tôi muốn nhẫn nại nhưng cuối cùng đã thất bại. Tần Lạc ngượng ngùng nói, tôi không thể không thừa nhận, tôi là một người yêu thích hư vinh. Tôi thực sự rất cảm động khi nhìn thấy có rất nhiều bạn bè tự động tới đây đón tôi. Mỗi một cố gắng của người đàn ông đều hy vọng có được vinh quang. Những người vận động viên thể thao khi thi đấu hy vọng đứng trên đỉnh cao vinh quang. Những chiến sĩ đang bảo vệ tổ quốc ở biên cương hy vọng được nhận vinh quang của người quân nhân. Khi tôi tới Hàn Quốc khiêu chiến với Hàn Y chính là mong muốn có được vinh quang của người thầy thuốc ưu tú bởi vì chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là vinh quang của chúng tôi mà còn là vinh quang của các bạn. Tôi rất thích ý nghĩ chia sẻ cùng với các bạn, tha thiết gặp lại các bạn bởi vì còn có những tiếng kêu gào vui mừng không xiết cùng với niềm hãnh diện. Giọng nói của Tần Lạc không sục sôi, cũng không cuồng nhiệt, nó chỉ vang lên nhẹ nhàng, êm tai như những người bạn thân thích đang trò chuyện với nhau. Hôm nay chính là tình huống mà trong đầu tôi đã từng phát thảo qua. Tôi nghĩ chúng ta đã giành được những thành tích xuất sắc như vậy, chúng ta đã vinh dự khi đấu tranh vì dân vì nước. Chúng tôi đã đánh cho người kẻ khiêu khích tới mức như hoa rơi nước chảy. Chúng tôi đã cố gắng tới mức như vậy. Nếu những người trong nước không bày tỏ thái độ của mình thì thực sự bọn họ không biết nghĩ. Sự thẳng thắn của Tần Lạc lại một lần nữa biến thành sự hài hước. Mọi người cười ngặt nghẽo. Ngay cả những nhân viên an ninh nhận trọng trách duy trì trật tự sắc mặt vô cùng nghiêm túc cũng phải nhếch miệng cười rồi không nhịn được cũng phải phá lên cười. Tần Lạc quay người, hắn kéo Âu Dương Mẫn lên trước rồi chỉ vào hắn hỏi, mọi người có biết người này là ai không? Âu Dương Mẫn, Âu Dương Mẫn. Mọi người nhiệt tình gọi tên hắn. Phải nói trong chuyến đi tới Hàn Quốc này, ngoại trừ Tần Lạc là một ngoại lệ thì người đáng chú ý nhất trong phái đoàn thầy thuốc Trung Quốc chính là Âu Dương Mẫn. Bởi vì Âu Dương Mẫn đã một quyền đánh vỡ con người mắt của một thanh niên quá khích Hàn Quốc gây chuyện, bởi vì hắn bị tống giam bởi vì gương mặt hắn đằng đằng hiện trước ống kính máy quay hô to, bất kỳ lúc nào các ngươi đừng nghĩ tới chuyện coi thường người Trung Quốc. Nếu các ngươi khai chiến, ta nhất định không tiếc thân xác này đón tiếp. Sắc mặt Âu Dương Mẫn vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng khóe miệng hắn đang giật giật. Hiển nhiên trong tâm hồn hắn đang có một sự kích động rất lớn. Âu Dương Mẫn hắn không thiếu tiền, không thiếu những người kính nể hoặc kính sợ hắn. Nhưng thực sự hắn thiếu sự cảm nhận như vậy. Cảm giác được người hâm mộ mình hoan hô, được người yêu mến mình sùng bái. Hắn chắp tay chào mọi người xung quanh, tác phong này của hắn lại càng nhận được nhiều tiếng vỗ tay và hoan hô. Tần Lạc vung tay, hắn lại một lần nữa đè nén sự kích động của mọi người xuống nói, đúng vậy, anh ấy là Âu Dương Mẫn nhưng người Hàn Quốc không gọi anh ấy như vậy. Bọn họ gọi anh ấy là sát thủ, cầm thú. Còn có cả một biệt hiệu nổi tiếng hơn nhiều, đồ phu. Tần Lạc chỉ vào Mộc Hương đang giúp đẩy xe lăn cho Tô Tử nói, những cô gái này, các cô ấy cũng vì vinh quang của chúng ta mà theo chúng tôi tới Hàn Quốc. Trong quá trình các cô ấy đi khiêu chiến bốn xung quanh đã bị người ta đối xử thờ ơ lạnh nhạt, nhục mạ, công kích, còn có người bị sỉ nhục, còn có người bị thương nhưng các cô ấy vẫn kiên trì tới cùng. Mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt chào đón những nữ đệ tử Bồ Tát Môn.
có rất nhiều thanh niên cuồng nhiệt huýt sáo, hỏi số điện thoại của những đệ tử xinh đẹp đó. Tần Lạc chỉ vào cốc thiên phàm của chính khí môn nói, trong quá trình bọn họ đi khiêu chiến đã gặp phải tình cảnh những quán cơm từ chối bán cơm cho bọn họ. Những tài xế taxi từ chối chở, ngay cả những chai nước tinh khiết cũng không thể mua ở cửa hàng. Bọn họ chỉ còn cách mang nước từ nhà đi. Tần Lạc cười nói, khi tôi ở Hàn Quốc cũng không được chào đón, cũng bị người ta đặt cho mấy cái biệt danh không dễ nghe chút nào. Chúng tôi biết, sỉ nhục đất nước. Heo Trung Quốc, nhân vật bị căm ghét nhất trong năm. Con khỉ dã man, con khỉ cuồng vọng. Mọi người gào to những ngoại hiệu của Tần Lạc, hiển nhiên bọn họ rất thuộc những ngoại hiệu đó. Tần Lạc cười gượng nói, thì ra mọi người cũng đã biết. Nhưng mọi người có biết vì sao chúng tôi bị thù ghét như vậy mà vẫn gắng kiên trì tới cùng không? Tần Lạc không đợi mọi người trả lời, hắn tự mình giải thích, bởi vì chúng tôi hiểu các bạn đang chờ đợi chúng tôi ở Tổ quốc. Chúng tôi có thể không quan tâm tới việc bị người chửi mắng ra sao nhưng chúng tôi quan tâm tới suy nghĩ của các bạn. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ những thiệt thòi của chúng tôi khi ở nước ngoài sẽ được bù đắp bằng những tiếng vỗ chay của các bạn. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm sét, tiếng la hét như núi lở như muốn cuốn tung cả mái nhà. Tần Lạc cười nói, tôi đã trở về và mang theo vinh quang cho các bạn. Trong khi nói chuyện, Tần Lạc và mọi người cùng đi dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh sân bay đi ra ngoài. Những người hâm mộ đó không chen chúc nhau sấn tới xin chữ ký, cũng không ai tiến tới nắm tay. Bọn họ chỉ đứng lặng lẽ, gương mặt kích động nhìn thần tượng của mình đi qua trước mặt mình sau đó với ánh mắt chăm chú bọn họ dùng điện thoại di động hay camera để ghi lại hình bóng của hắn. Tần Lạc vốn định lên xe ở ngay cửa xe đón hắn đã đỗ ngay ở đó. Thế nhưng Tần Lạc không lên xe bởi vì những người ra đón hắn xếp thành một hàng rất dài. Hắn biết rất nhiều người từ rất xa tới chỉ mong nhìn thấy hắn. Hắn không làm được gì nhiều nhưng cũng có thể để bọn họ nhìn thấy mặt mình. Hắn cứ bước đi, đi dọc theo hàng người dài đó. Cuối cùng Tần Lạc cũng lên xe, nhưng người đi đón hắn mới phân tán nhưng bọn họ không tự quay về mà đều bắt xe đi theo sau xe Tần Lạc. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe làm thành một đội hình xe khổng lồ, chỉnh tề, cuồn cuộn chạy về thành phố Yến Kinh. Có đài truyền hình dùng máy bay trực thăng, bọn họ quay cảnh tượng này từ trên không trung. Đương nhiên cũng chỉ từ trên không mới có thể quay được cảnh đầy đủ nhất của cảnh tượng hoành tráng này. Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, một đoàn xe cảnh sát đang chạy nhanh tới. Ngay khi đoàn xe cảnh sát sắp tới sát đoàn xe của Tần Lạc thì xe cảnh sát đột nhiên quay đầu chạy trước mở đường, bọn họ chịu trách nhiệm dẫn đầu cùng với việc loại trừ các chướng ngại vật trên đường đi. Cuộc đời chẳng có gì biết trước. Cốc Thiên Phàm nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thán nói, cuộc đời chẳng có gì biết trước. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc cười nói, tôi nhớ anh đã từng hỏi tôi một câu, nhất đại danh y và nhất phương danh y có gì khác nhau? Đây chính là những đãi ngộ mà một nhất đại danh y được hưởng thụ. Tô Tử Nhu thuận dựa người vào ngực Tần Lạc, gương mặt nàng ửng hồng, sắc mặt tạng rỡ. Nàng cảm thấy tự hào vì người đàn ông của đời mình. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy tự hào vì người phụ nữ của mình. Ngay khi đoàn xe đi tới sát thành phố, đoàn xe cảnh sát đột nhiên tách ra hai bên đường sau đó dừng lại. Để mặc cho đoàn xe của Tần Lạc chạy qua. Ngay lúc đó, một tiếng hô ra lệnh vang lên, cánh cửa xe mở, những nhân viên cảnh sát trong bộ cảnh phục mới tinh từ trên xe bước xuống, tất cả đứng nghiêm nhìn hướng xe Tần Lạc đang chạy đi. Chào ai đó hô to. Bá. Những cảnh sát giơ tay chào, bọn họ đã dùng lễ nghi cao nhất. Tâm tình Tần Lạc một hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh lại khi hắn nhìn thấy cảnh đo qua kính chiếu hậu. Hắn nhớ rõ có một lần hắn và Ly đang ăn cơm ở một nhà hàng thì có một đám cảnh sát tìm tới. Ly lấy ra một tấm thẻ giơ trước mặt, đám cảnh sát đó kinh hoàng giơ tay chào. Ly, cô có thất không? Lần này tôi không cần tấm thẻ đó mà cảnh sát vẫn giơ tay chào tôi. Chương 434, phần thưởng là anh hùng đất nước.